Đông Cương vực chủ thành bên trong, đứng thẳng từng cây một cao ngất cột đá, vậy cột đá chừng trăm trượng cao, phía trên chạm trổ bàn long đồ đằng. Âm phong từng cơn, xám màu xanh giận vân cuốn tàn cát, gào thét ở toàn bộ Đông Cương vực chủ thành bên trong quanh quẩn. Mỗi một cái Đông Cương vực là máu võ giả lúc này cũng một vòng vây quanh ở trụ đá này trước. Đạo vô cương, ta tới, thả bọn họ. Trương Nhược Linh thanh âm lạnh như băng từ đàng xa vang lên, nàng quanh thân băng xương lực, giống như một tầng khôi giáp. Vậy vây quanh đám người, nghe được thanh âm, tự phát tạo thành một cái lối đi, để cho Trương Nhược Linh không có chút nào ngăn trở một đường đến quảng trường chính giữa. Trương Nhược Linh tiếu trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn vậy từng cây một cột đá chóp đỉnh bị trói người Trương ra, bọn họ môi đã khô khốc, trên mình khắp nơi đều là roi đánh tổn thương, máu thịt mơ hồ. Trương Nhược Linh áy náy, tự trách thần thái hiện ra hết không thể nghi ngờ. Nếu không phải nàng, có lẽ Trương gia cũng sẽ không như vậy. Nhược Linh, ngươi không nên trở về, ngươi là ta Trương gia hy vọng duy nhất à? Trương Mạc thanh âm già nua lúc này từ cột đá bên trên truyền tới, nhìn về phía Trương Nhược Linh mi mắt, treo một chút than thở, Trương Nhược Linh vẫn là quá mức trẻ tuổi, đạo vô cương như vậy bức bách thủ đoạn, nếu như đổi thành hắn, nhất định không sẽ bị lừa. Đạo vô cương, ta tới. Ngươi thả qua Trương gia, nơi có việc ta một mình gánh chịu. Đạo vô cương hạng điệu bộ, tự nhiên sẽ không chỉ như vậy ngồi ở trên quảng trường chờ. Vậy quảng trường sau đó, xây dựng vô cùng là to lớn thang mây xuyên qua toàn bộ thương khung, vậy hùng vĩ cung điện, tựa như cùng sửa chữa ở trong biển mây như nhau. Đạo vô cương nửa nằm ở cung điện lộ trên đài, dưới người là thượng hạng dị thú mềm da, trên đầu búi tóc 10 phần đơn giản ghim. Phía trên châm cài tóc lưu chuyển chói mắt thần huy, đó lại là một khối quy luật thần khí. Trương Nhược Linh gặp hắn không có phản ứng, tiếp tục lớn tiếng nói, xanh thẫm rừng rậm người là ta giết. Ta nguyện ý lấy mệnh đền mạng. Giỏi một cái lấy mệnh đền mạng, vậy ta mà bác lâm tánh mạng, ai tới thử còn. Ngay tại lúc này, một tiếng bạo ngược thanh âm truyền tới, một đạo màu bạc chiến bào bao gồm người đột nhiên xuất hiện. Đối phương đầy bụng lửa giận. Tay nhấc một chuôi sáng bạc thần kiếm, vô tận quy luật vần quanh. Trương Nhược Linh trong bụng chợt lạnh, đó là bọn họ mới vừa vào Đông Cương vực thời điểm giết cái đó bạc mặt nạ người nhà. Nếu ngươi phải lấy mệnh đền mạng, vậy thì chết đi. Một vòng mát rưỡi ánh trăng, ở đó sáng bạc thần kiếm bên trong lưu chuyển ra, trực tiếp bay đến trên hư không, vô số sáng bạc ở đó ánh trăng chiếu sáng dưới, tạo thành từng cây một nhỏ như lông châu đổ gai, oanh thiên diệt đất đâm về phía Trương Nhược Linh. Trương Nhược Linh trong tay hàn băng trường thương, giống như băng cạnh vậy, tản ra ngay tức thì đóng băng uy năng, đem vậy từng cây một đổ gai, toàn bộ đóng băng ở. Hừ, lão kia người nổi cơn giận dữ, trong tay sáng bạc thần kiếm, ở đó ánh trăng che giấu dưới, thân kiếm bao phủ vô biên minh nguyệt khả năng, hóa thân là một đạo lưu quang, oanh thiên liệt địa đâm về phía Trương Nhược Linh. Trương Nhược Linh một chuôi trường thương cua múa. Lạnh thấu xương trời đông giá rét hơi thở cơ hồ đều phải đem toàn bộ quảng trường kèm thêm một tầng băng xương. Sát ý ngập trời như sóng gió kinh hoàng vậy cuốn tới, lão kia người từng chiêu đoạt mệnh. Trương Nhược Linh cũng bất quá là mới vừa tiếp nhận truyền thừa, lúc này đối với năng lực nắm giữ thật sự là quá mức yếu kém, miễn cưỡng dùng cực cao thần thông áp chế, nhưng vậy dần dần bởi vì mệt nhọc chạy thục mạng, lộ ra mềm nhũn vẻ. Chịu chết đi. Ông già vậy sáng bạc thần kiếm bên trên hiện đầy đấu đấu tinh huy, nguyệt tinh đan vào lẫn nhau, phát ra cực kỳ kinh người uy năng. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Vô cương vương còn không có ra lệnh, há cho ngươi lạm dụng tư hình. Một đạo dữ tợn bóng người vô căn cứ xuất hiện, dùng một chuôi trường kích liền đem vậy thần kiếm đỡ. Lão kia người nhìn một cái cao cao tại thượng đạo vô cương, trong ánh mắt toàn bộ tức giận, chỉ có thể kêu rên thu hồi binh khí, lùi cách cái này một quảng trường. Ngươi nói ngươi là nguyên hung. Đạo vô cương thanh âm âm nhu vang lên, tựa hồ còn mang một chút mỏi mệt. Trương Nhược Linh bình phục hơi thở, chậm rãi gật đầu một cái, hết thảy đều là bởi vì ta, người Trương gia là vô tội, ta nguyện ý lấy mạng ta để đổi bọn họ an toàn. Vô tội. Đạo vô cương nhẹ giọng bật cười, chính bọn họ có thể không cảm giác được mình vô tội, người trước khi tới, đây chính là một lòng tìm chết đây. Nói gì thề cũng sẽ không xảy ra bán người trong nhà. Trương Nhược Linh thần sắc bi thương, người Trương gia cùng nàng tới giữa, thậm chí lẫn nhau cũng không biết với nhau tồn tại, lúc này cũng đã bị vận mệnh bó với nhau.
nàng cảm thấy rất như đưa đám, tổ tiên là hy vọng mượn mình phản tổ huyết mạch đem người Trương gia mang nhập mới thịnh cảnh, không nghĩ tới, mình trực tiếp đem người Trương gia mang vào đường chết. Thả qua bọn họ, cũng không phải không được. Đạo vô cương thanh âm truyền tới, bên người ngươi không phải còn có một cái thanh niên sao? Dùng hắn, có thể đổi Trương gia mạng của tất cả mọi người. Trương Nhược Linh văn lời ấy, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu một cái. Không thể nào. Hừ, truyền thụ ta vương lệnh. Đạo vô cương con mắt đã lộ xảy ra nguy hiểm thần thái, nguyên bản nửa nằm tư thái lúc này đã đứng lên, vậy trên cao nhìn xuống nhìn bằng nửa con mắt, giống như hoàng giả lại xuất hiện. Vô cương vương đã mấy trăm năm không có thức tỉnh, không nghĩ tới thần uy như cũ à. Nơi nào là như cũ, căn bản là hơn nữa sắc bén, ta cũng không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, trong ánh mắt kia mặt giống như có vô hạn vực sâu như nhau. Trương Nhược Linh không sợ chết nhìn về phía đạo vô cương, bước ra một bước, lạnh lùng nói, ta đã tới, ngươi là dự định làm trái lời hứa sao? Đạo vô cương thật giống như nghe được thiên đại cười nhạo, toàn bộ đông cương vực, ta chính là quy tắc. Truyền thụ ta vương mệnh, trong 3 ngày, đem ở chỗ này cử hành đốt diệt đại điển, thiêu hủy Trương gia tất cả người, bao gồm Trương Nhược Linh. Vô cương vương, toàn bộ quảng trường bên trong tất cả người, toàn bộ quỳ bái xuống. Chỉ để lại Trương Nhược Linh một người, lộ vẻ được vô cùng là đột ngột. Vô cương vương, vậy người phụ nữ này, phải chăng giống như những người khác như nhau, vậy giam ở cột đá bên trên? Không cần, sẽ để cho nàng đi theo các ngươi, chính mắt xem, các ngươi là như thế nào chuẩn bị 3 ngày sau đốt diệt đại điển. Người nọ mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không dám vi phạm đạo vô cương an bài, đối với bọn họ mà nói, ở đông cương vực, đạo vô cương chính là trời. Không có người có thể cùng chống lại. Trương Nhược Linh phẫn uất nhìn đạo vô cương rời đi hình bóng, toàn bộ trên quảng trường, nhiều người như vậy, lại thật không có một người tới bắt được mình, liền liền trước khi cái đó ông già, lúc này vậy cưỡng ép kềm chế sát ý, đi theo đám người rời đi quảng trường. Trương Nhược Linh hàn băng trường thương nổ lên, đập ở đó từng cây một cột đá bên trên, nếu không có ai quản nàng, vậy nàng trước hết cầm người Trương ra cứu ra. Bành! Vậy cột đá bên trên tựa hồ là có vật gì bảo vệ, cho dù là hàn băng trường thương như vậy cực cứng chắc vật, đều không có thể ở phía trên vạch ra một chút dấu vết. Trương Nhược Linh hai tay nắm chặt, huyết mạch lực mở hết, không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt mình căn nguyên lực. Phá cho ta! Trùng điệp không dứt băng xương lực, hóa thành từng đạo nhũ băng, đâm về phía thống nhất địa điểm. Vẫn không có bất luận phản ứng gì, Trương Nhược Linh trong lòng tràn đầy thất vọng. Đừng thử, đứa nhỏ! Nơi này mỗi một cây cột đá đều bị đạo vô cương thân dưới tay cấm chế, ngươi không phá nổi. Trương Mạc thanh âm thê lương vang lên, hắn nhìn ra được Trương Nhược Linh tâm trí đơn thuần hiền lành, thiên tư lớn lao. Nhược Linh, nghe ta một lời, ngươi huyết mạch phản tổ, lại tiếp nhận ta Trương thị tổ tiên truyền thừa, nếu như có cơ hội, nhất định phải mau rời đi nơi này. Chỉ có ngươi còn sống, Trương gia mới có hy vọng. Trương Nhược Linh hốc mắt rưng rưng. Thanh âm run rẩy, đều là ta không tốt, hại các ngươi. Chúng ta là người một nhà, lúc này nói cái này làm gì? Trương Mạc Hiền Hòa vừa nói, nhìn về phía Trương Nhược Linh ánh mắt, giống như là xem hướng mình đích thân huyết mạch. Trương Nhược Linh nhìn chung quanh tuần tra võ tu, nếu đạo vô cương không hạn chế mình hành động, vậy nàng thì phải xem, bọn họ rốt cuộc muốn dự định như thế nào nghênh đón 3 ngày sau phần thiên đại điển. Hủy diệt bên trong không gian. Diệp Thần tự nhiên không biết bên ngoài sự tình phát sinh. Hắn đang toàn tâm toàn ý đột phá hủy diệt đạo ấn. Hủy diệt quy tắc, hủy diệt quy luật, hủy diệt lực, ta hiểu. Diệp Thần thanh âm một tiếng vượt qua một tiếng, ở hắn trên người, vậy muôn vàn cái lỗ chân lông bên trong, bắt đầu điên cuồng hấp thu phương thế giới này ở giữa hủy diệt khí, vô tận hủy diệt lực tràn ngập ở hủy diệt đạo ấn bên trong. Tất cả hủy diệt nguyên khí, ở Diệp Thần trong cơ thể. Tạo thành một đạo vô cùng nhọn hủy diệt quy luật. Cái này quy luật bên trên, khắc vô số thần văn. Hủy diệt đạo ấn tầng 6. Diệp Thần mặt mũi trên treo một chút mừng rỡ, mở ra hai tròng mắt, hủy diệt khí còn không có hoàn toàn tiêu tán, liền liền đứng ở bên cạnh hắn cửu điên, nhìn về phía hắn trong nháy mắt, cũng giống như là thấy được hủy diệt căn nguyên. Ha ha ha, quá tốt, ta rốt cuộc đến lúc. Cửu điên cuồng tiếu, Diệp Thần đột phá. Hắn thật giống như so Diệp Thần còn muốn vui vẻ. Trải qua bao lâu? Cái này bên trong không gian thời gian lưu chuyển cùng ngoại giới không cùng,
Diệp Thần trải qua một trận đại chiến, cả người sưng lên đau nhức, lúc này vậy không tránh được hỏi một chút tình huống. Cửu điên vậy không rõ ràng lắm, đại khái bấm đốt ngón tay liền một tí, 3 ngày chừng đi. Diệp Thần kinh hãi, 3 ngày tả hữu nói, vậy Trương Nhược Linh phỏng đoán nóng lòng chờ. Nhanh đi ra ngoài. Diệp Thần liền vội vàng nói, sẽ để cho cửu điên đưa mình đi ra ngoài. Đã muộn, nàng một người rời đi Diệt Đạo Thành. Cái gì? Diệp Thần đôi mắt lửa giận mọc tùm, có chút não oán nhìn về phía cửu điên. Tại sao không ngăn nàng? Cửu điên một bộ dính ta chuyện gì thần thái, để cho Diệp Thần càng tức giận, nhưng cũng biết đối phương một người cũng chia thân hết cách, tổng không thể đem Diệp Thần từ đột phá bên trong đánh thức. Vậy ngươi tổng phải nói cho ta, nàng tại sao đột nhiên rời đi Diệt Đạo Thành? Ngươi nói tại sao? Cửu điên tựa hồ vĩnh viễn là như vậy thái độ, thật giống như không có chuyện gì có thể làm cho hắn đứng đắn một chút, hắn gần như trêu chọc thần thái, để cho Diệp Thần trong lòng giận dữ. Tìm thần cổ bàn, ta cũng có thể mình tìm. Diệp Thần lạnh như băng nói, nếu như lấy Trương Nhược Linh làm giá, hắn tình nguyện không cùng cái này điên điên khùng khùng người làm giao dịch. Bởi vì Trương gia, còn không phải là Đạo Vô Cương cái tên kia, hắn có một thần thông, có thể xem bói nhân quả dấu vết. Các ngươi là từ Trương gia đi tới Diệt Đạo Thành, vậy bé gái trên mình lại có Trương gia tổ tiên truyền thừa, ta một mắt cũng có thể thấy được sự việc, ngươi lấy là Đạo Vô Cương sẽ suy diễn không ra. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, cửu điên thực lực đã sâu không lường được, vậy Đạo Vô Cương cùng cửu điên chênh lệch không nhiều, tự nhiên cũng có thể tra ra cái này nhân quả dấu vết. Chỉ sợ lúc này mình cùng cửu điên sống chung sinh ra nhân quả, Đạo Vô Cương vậy đã sớm biết rồi. Hừ! Nếu là ở ta dưới sự trợ giúp tấn thăng tầng 6 hủy diệt đạo ấn, dĩ nhiên là dính lên ta nhân quả dấu vết. Ở Đạo Vô Cương trong mắt, người đã là người ta. Diệp Thần con người đông lại một cái, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, giúp ta cứu Nhược Linh và Trương gia. Cửu điên lắc đầu một cái, diễn cảm rất là lãnh đạm, không cứu được. Diệp Thần ngẩn ra, nhưng vẫn là nói, Đạo Vô Cương vốn chính là người cửu nhân, đối với ngươi mà nói một cái nhấc tay. Nhưng mà, cửu điên nhưng nhàn nhạt nói, ai nói cửu nhân nhất định phải chết, ta liền nguyện ý hắn còn sống. Diệp Thần suy nghĩ một chút, bỏ mặc ngươi điều kiện có bao nhiêu khó khăn, ta cũng toàn lực ứng phó, lấy tánh mạng thực hiện. Cửu điên nhìn Diệp Thần, hắn rõ ràng Diệp Thần lời này tầm quan trọng, nói, ngươi nhưng mà luân hồi chi chủ, chỉ vì một cái như vậy lánh đời gia tộc nhỏ, đáng giá không? Diệp Thần cõng gánh tay, thần sắc ngưng trọng đáng, đời người trên đời. Nhưng cầu không thẹn lương tâm. Được, cửu điên nói. Đột nhiên, cửu điên diễn cảm biến đổi, trong mắt khép hờ, hiển nhiên là lấy được ngoại giới tin tức. Phần thiên đại điển, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Cửu điên khinh bỉ vừa nói, hắn trước mặt bàn gỗ, phía trên lần nữa trưng bày tràn đầy thức ăn. Cái gì phần thiên đại điển? Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì, dẫu sao đã từng Hiên Viên Mặc Tà và Đế Thích Thiên đều dùng qua tương tự mánh khóe. Cửu điên đơn giản đem sự việc nói một lần, sau đó an ủi, Diệp tiểu tử, ngươi cũng không cần lo lắng, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau, đi giết hắn cái không chừa manh giáp. Dẫu sao đây là ta sân nhà. Diệp Thần trong bụng vẫn như cũ lo âu không dứt, Đạo Vô Cương làm việc tàn nhẫn bạo ngược, truyền về tin tức đã để cho lòng hắn đẻ đá lớn. Người Trương gia bởi vì hắn duyên cớ bị treo ở cột đá bên trên, cực hình sau đó còn có bạo phơi. Mà Trương Nhược Linh. Nàng ở Diệp Thần trong mắt, cũng bất quá là một đang lớn lên đứa nhỏ, lúc này cũng đã nguy ở một sớm một chiều. Ngươi cùng Đạo Vô Cương ân oán bất hòa nhiều năm bởi vì sao? Diệp Thần nhìn ăn ngốn nghiến cửu điên, đột nhiên hỏi. Hừ, xem hắn khó chịu mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cửu điên tùy ý vừa nói, ánh mắt nhưng toát ra một chút không dễ phát giác hàn mang. Thật ra thì hắn có thể ở Diệt Đạo Thành cùng Đạo Vô Cương địa vị ngang nhau, một mặt là vì hắn hủy diệt đạo ấn thất trọng thiên, mặt khác, còn nhờ vào hắn ở nơi này lòng đất chôn giấu hủy diệt trận pháp, có thể rất đại trình độ tăng lên mình khí tức hủy diệt. Nhiều năm qua như vậy, hắn một mực chờ một cái cơ hội, một cái có thể một lần hành động tiêu diệt Đạo Vô Cương cơ hội. Diệp Thần chính là hắn cơ hội, nhưng là mới vừa tấn thăng tầng 6 yêu nghiệt. Lúc này còn không thể đem tầng 6 hủy diệt đạo ấn phát huy đến trình độ cao nhất, hơn nữa, lần này Đạo Vô Cương lại là kịp chuẩn bị, thật ra thì cũng không phải là một cái tuyệt đẹp cơ hội. Nhưng là, cửu điên rất rõ ràng,
lấy Diệp Thần tâm tính, bỏ mặc trận chiến này có thể hay không thắng, hắn cũng sẽ toàn lực đánh cuộc. Cho nên, bỏ mặc trận chiến này biết bao nguy hiểm, vậy cũng là cửu điên duy nhất cơ hội, mà hắn xuất thủ, hắn và đạo vô cương tới giữa cũng đem hoàn toàn không chết không thôi. 3 ngày thời gian lưu chuyển nhanh chóng. Trương Nhược Linh răng môi đã khô khốc, cái này 3 ngày, nàng cự tuyệt Đông Cương vực cung cấp bất kỳ thức ăn nước uống, để cho nàng ở còn ở chịu khổ người Trương gia dưới mắt ăn uống, nàng không làm được. Nhìn qua ngươi thật giống như hâm mộ phía trên người à. Đạo vô cương thanh âm lần nữa từ bầu trời trùng điệp xuống, vẻ chế nhạo lộ ra thấy rõ. Vậy ngươi liền đi lên cùng bọn họ đi. Một cây vô hình dây thừng, trực tiếp đem Trương Nhược Linh bọc lại, đem nàng kéo theo Trương Mạc cái đó cột đá. Xem tiểu tình lang của ngươi sẽ tới hay không cứu ngươi. Đạo vô cương thanh âm vang lên lần nữa, ánh mắt mơ hồ có chút mong đợi. Ngươi nói bậy. Trương Nhược Linh não thẹn thùng cáu giận hô, nàng thậm chí cũng không biết Diệp Thần đột phá có phải hay không hoàn thành, nếu như không có hoàn thành là tốt, như vậy hắn cũng sẽ không thiệp hiểm. Thật giống như tới, đạo vô cương ánh mắt sâu xa nhìn về phía phương xa, nơi đó xuất hiện một người lãnh đạm bóng người, một chuôi sát khí bao gồm trường kiếm nắm trong tay, giống như một vì sao rơi như nhau, vỡ dọn ra tới. Trương Nhược Linh thân thể run lên. Khi thấy đạo thân ảnh kia, trong mắt nhưng là cực kỳ phức tạp. Diệp Thần đối với nàng mà nói, là không giống nhau tồn tại, tựa hồ chỉ cần có Diệp Thần ở nàng cũng sẽ không sợ. Diệp đại ca, Trương Nhược Linh thanh âm xen lẫn một chút hủy khuất, một chút khó chịu, một chút cảm động còn có một chút vui mừng, nàng lý trí có hy vọng dường nào Diệp Thần không nên tới, cảm tính liền có hy vọng dường nào Diệp Thần có thể tới. Diệp Thần nhìn bị trói buộc ở cột đá trên Trương Nhược Linh. Lửa giận trong lòng từ sinh, đạo vô cương xử sự âm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, liền một cái như vậy mảnh khảnh cô gái cũng không buông tha. Đạo vô cương, ngươi không phải tìm ta sao? Ta tới. Diệp Thần hồn thể đổi thành, lớn tiếng hô đến, thanh âm xuyên thấu hư không, truyền tới đám mây thấp thoáng cung điện bên trong. Dám ở Đông Cương vực lỗ mãng, phá hoại chúng ta tế thiên đại điển, không muốn sống. Một tên đại hán đầu chọc vai vác một cái to lớn rìu. Từ rất nhiều Đông Cương vực người đàn ông bên trong đứng dậy. Diệp Thần mặt mũi như thiết, xem đều không xem cái này người đàn ông, ánh mắt giơ cao, ta Diệp Thần tới, đạo vô cương ngươi liền nhát gan như vậy sao? Giấu đầu lòi đuôi. Ha ha ha, nhóc sốt nát. Đạo vô cương bóng người xuất hiện ở đó rộng lớn trên đài cao, vẻ mặt nhìn về phía mặt đất, tựa như cùng là nhìn về phía đầy đất con kiến hôi. Thả người Trương ra, ngươi muốn tìm là ta. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Cửu điên bóng người sâu không tới, không màu mè màu xám đen hơi thở đem hắn bóng người nâng lên, trực tiếp vô căn cứ đáp xuống Diệp Thần bên người. Dòng dã 7 đạo hủy diệt đạo ấn quy luật, chặt chẽ dây dưa ở hắn trên mình, bi thương mà mênh mông, sắc bén mất đời. Nguyên lai là ngươi cái này con chuột. Thấy cửu điên xuất hiện, đạo vô cương tự nhiên sẽ không lại bó tay trên đài cao. Cửu điên hiển nhiên không có định bỏ qua cho cái này một chút khe hở lực, ngón tay tới giữa liền chuyển ra một đạo màu xám cho mỏng quang, vậy mỏng quang giống như cánh ve vậy, cắt kim loại hư không. Không kém gì thập đại nguyên binh khí lực, giống như hồi toàn phiêu như nhau, ở đó vô số cây trên cột đá vạch qua, đối với Trương Nhược Linh mà nói không cách nào đánh vỡ trận pháp, nhưng ở cái này mỏng quang dưới, giống như là trưng bày vậy, phá không, biến dạng, treo thật cao ở cột đá trên bóng người. Giống như hạ sủi cảo vậy, từng cái rơi xuống. Trương Nhược Linh quanh thân xoay tròn ra một đạo màu bạc băng xương khí, hóa là một cái to lớn rung động bám váy, đem người Trương ra từng cái che phủ ở trong đó. Tràn đầy băng hàn bám váy, ở trên quảng trường tạo thành một đạo vô cùng là sáng chói chỉ đường, lấy Trương Mạc cầm đầu người Trương ra, quanh thân máu tươi đầm đìa, băng xương hàn lạnh đem máu của bọn họ ngay tức thì đóng băng, từng cái sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã không sức đánh một trận. Nhược Linh, chăm sóc kỹ người Trương gia. Đông Cương vực các vị cường giả ở cửu điên công kích dưới, không chút nào đánh trả năng lực, lúc này không hẹn mà cùng công kích hướng Trương Nhược Linh. Diệp Thần đã sớm hướng Trương Nhược Linh tung tích phương hướng chạy như bay. Diệp đại ca, có mai phục. Trương Nhược Linh duyên dáng kêu to một tiếng, mấy ngày nay nàng trơ mắt nhìn đạo vô cương tay hạ tầng tầng bố trí thiên la địa võng. Không có sao, ta biết. Diệp Thần bình tĩnh nói, nhìn về phía Trương Nhược Linh ánh mắt nhưng lại đầy ắp lửa giận, ta đã đáp ứng ca ngươi, sẽ chiếu cố ngươi.
Sau này tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Trương Nhược Linh có chút thở dài gật đầu một cái, nàng chỉ là cảm thấy Trương gia chuyện, không muốn để cho Diệp Thần phân tâm. Trương gia chuyện, bởi vì ta lên, vậy cùng ta có kéo không ra nhân quả. Chú ý! Trương Nhược Linh mắt đẹp trợn tròn, nhìn Diệp Thần sau lưng, vô số Đông Cương vực cường giả nối đuôi ra, người người đại hiển hắn có thể, đao thương kiếm kích, mang đủ loại thần quang, vô cùng ngang ngược máu tanh lực, đánh thẳng tới. Diệp Thần sát kiếm xoay người một kiếm, hồn thể đổi thành, thiên yêu huyết mạch kích hoạt, vô cùng ngang ngược kiếm phong hoành ngăn ở vậy binh khí dưới. Xích Trần thần mạch, bảo vệ. Diệp Thần vậy không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức mở Xích Trần thần mạch, thả ra một cái sáng chói kim trung cháo, đem người Trương ra vây quanh bao ở trong đó. Đồng thời sử dụng canh kim nguyên phù, vững vàng bảo vệ tự thân. Cửu điên, nguyên bản ngươi có giúp ở Diệt Đạo Thành, ta còn có thể khoan dung ngươi, lưu ngươi một mạng, hôm nay nhưng xông ta tế thiên đại điển, vậy thì ở lại đây đi. Đạo Vô Cương trên mình lộ ra từng cái sợ hãi sấm sét oai, cả người da thịt bên trên, toàn bộ là màu tím bầm gân mạch dấu vết. Cửu điên lộ ra vô cùng là cười điên cuồng ý, hắn cùng Đạo Vô Cương đánh một trận, đã mong đợi rất lâu rồi. Một cước đạp hướng hư không, cả người nóng bỏng hủy diệt đạo ấn quy tắc lượn lờ, ngang ngược giơ cao một quyền, trở xuống khắc lên. Đạo Vô Cương gân mạch trên lôi đình lực, tạo thành một cái do sấm sét ngưng tụ mà thành to lớn thương chim, cúi người tràn ngập xuống. Hai đạo oanh thiên diệt đất hơi thở mạnh mẽ đụng vào nhau, hội tụ thành một cổ dị thường tuyệt vọng áp lực. Cái này hai vị đều là hàng đầu tuyệt thế cường giả, bọn họ va chạm tạo thành to lớn nấm ăn trạng khí lãng nổ, cách được hơi gần một chút võ tu, lúc này cũng không khống chế được quanh thân khí huyết, sôi trào lên. Thương chim phát ra một tiếng sắc bén gào thét, vậy đầy trời sấm sét lưu chuyển ra bảy màu sắc sáng mờ, tốc độ ánh sáng như điện, uy bạo như sông, rào rào đánh vào ở cửu điên bóng xám bên trên. Cái này thương chim không sợ hãi chút nào cửu điên từng đạo mau như lưỡi đao hủy diệt quy luật lực, hai cánh mở ra, vậy nhọn dáng dấp mỏ chim trực tiếp lửa đốt ở cửu điên vai trái bên trên. Cùng thời khắc đó, hủy diệt quy luật vậy thế như dễ như bớn, đem vậy thương chim, hai cánh chém xuống. Bành! Trong hư không thương thân chim hình trầm xuống, đã từ trong hư không rớt xuống, ở tiếp xúc tới mặt đất trong nháy mắt, hóa là vô số sấm sét ánh sáng, phát ra sấm chớp mưa bão tiếng. Đạo Vô Cương khóe miệng cầu một tia cười lạnh, hừ, xem ra đoạn thời gian này ngươi tinh tiến không thiếu. Cửu điên vai trái vị trí xuất hiện một cái quả đấm lớn lỗ máu, nhưng là hắn nhưng mãn bất tại ý nhìn Đạo Vô Cương, cái này phá chim sớm nên đổi một chút. Đạo Vô Cương trong miệng phát ra tiếng cười điên cuồng, thân hình đứng ở trong hư không, từng tờ một sấm sét đan vào lưới điện, ở hắn hai tay tới giữa tạo thành, vậy lưới điện tới giữa, xông ra một cây vô cùng là vừa dày vừa nặng điện cột. Vô số kinh khủng điện mang lượn lờ ở trong đó, phát ra thanh âm tê tê. Cửu điên hẹp dài ngón tay về phía trước một chút, ở đó toàn bộ lưới điện không gian tự do điểm động, mà theo hắn công kích, cái này lưới điện nguyên bản gào thét thế công, tựa hồ bị lực lượng gì cắn nuốt vậy. Cái gì? Đạo Vô Cương hơi biến sắc mặt, từ cửu điên đột phá hủy diệt đạo ấn thất trọng thiên sau đó, bọn họ liền lại vậy chưa có giao tay, lúc này vừa tiếp xúc. Thất trọng thiên hủy diệt đạo ấn so với tầng 6 đơn giản là một cái trên trời một chỗ trên, lại có thể trực tiếp phá hoại mình một khối không gian. Thậm chí kết cấu nội bộ ở hắn ngón tay điểm động dưới, đã toàn bộ sụp đổ, mà vậy ngang ngược điện uy lại toàn bộ chảy vào hủy diệt đạo ấn bên trong. Phốc suy. Một chuôi trường thương, đột nhiên từ bên kia gào thét tới, Diệp Thần và Trương Nhược Linh dưới sự liên thủ, những cái kia Đông Cương vực võ giả há là bọn họ đối thủ. Hôm nay hai người đã một kiếm một thương, chạy Đạo Vô Cương tới. To gan. Đạo Vô Cương ánh mắt lạnh lùng quét về phía Diệp Thần và Trương Nhược Linh, trong mắt giống như địa ngục rắn rết, nhìn về phía bọn họ trong nháy mắt, đỏ thắm khủng bố. Cho ta cút. Bình bịch bịch. Từng cái kinh khủng điện mang, hung hăng bổ vào Diệp Thần và Trương Nhược Linh trên mình, còn có một chút xuyên qua hư không rơi vào kim trung cháo trên, phát ra đáng sợ chấn động. Toàn bộ kim trung cháo. Ông tác hưởng, vô số phù văn nhảy. Ẩn thân ở trong đó người Trương gia, bị chấn động được hộc máu, sắc mặt kinh hãi. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Đạo Vô Cương và cửu điên lại cường hãn như vậy, cái này một chàng đỉnh cấp tỷ thí, là hắn và Trương Nhược Linh không cách nào tham dự. Diệp tiểu tử, đồ tốt xem ở bên trong.
Phong Thiên Thương thanh âm ở luân hồi mộ địa bên trong vang lên, mang một chút do dự và không xác thực định. Bên trong, Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, con người phù văn lưu chuyển, hồn thể đổi thành, vô tận hồn lực lan truyền, nguyên bản cao che giấu ở đám mây bên trong cung điện, biên biên rác rác vô cùng là tỉ mỉ xuất hiện ở Diệp Thần thần thức bên trong. Không sai, vậy tường đá sau đó, ta có thể cảm giác được tìm thần cổ mâm run run. Diệp Thần nhìn vậy vừa dày vừa nặng tường đá, chính là đạo vô cương trước nửa nằm ghế ngồi dựa lưng chi địa, phía trên chạm trổ vô số sấm sét đồ đằng, một vòng vô cùng là thật lớn lôi thần đồ sộ xem, đang trông rất sống động khác ở phía trên. Diệp Thần nhìn Cửu Điên một mắt, nhỏ giọng giao phó Trương Nhược Linh bảo vệ người Trương gia, thân hình chậm rãi giấu, len lén sở hướng vậy cao ngất cung điện. Lại dám bước vào ta Đông Cương thần điện, đáng chết. Đạo vô cương thiết lập ở trên đài cao hạn chế liền liên phát ra rung động, lúc này quay đầu khi thấy Diệp Thần giống như tư đồ trích tinh hành vi, cả người tức giận mọc tùm, muốn đi trước cản đường. Cửu Điên tự nhiên không chịu cho hắn chút nào buông lỏng cơ hội, thế công vô cùng là nhanh mạnh, toát ra khinh miệt cùng khinh bỉ, để cho đạo vô cương phân thân hết cách. Muốn đi truy đuổi hắn sao? Thấy rõ, người đối thủ là ta. Cửu Điên vô cùng là cuồng bạo trong thanh âm đầy áp đối với đạo vô cương khiêu khích ý. Đạo vô cương mắt xem Diệp Thần phi thân tiến vào đền bên trong, đã mất tiên cơ. Nhìn về phía Cửu Điên ánh mắt càng sắc bén lạnh lùng, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta theo ngươi tâm nguyện. Cửu Điên chiến ý sôi trào, cười dài một tiếng, sau lưng đột nhiên sinh ra một đạo màu đỏ thấm hư ảnh, bay lên trời, thiếp thân về phía trước, thật chặt quấn ở đạo vô cương trước người. Mà giờ khắc này, đối với Diệp Thần mà nói không thể nghi ngờ là một đường chót lọt, hắn rất nhanh liền đã đến vậy tường đá trước, mới phát hiện, cái này căn bản không là cái gì tường đá, chính là hai phiến xít sao khép lại cửa. Diệp Thần hồn thể đổi thành, huyền thể hóa linh thần thông, cùng thi triển, vô tận lực lượng hội tụ hai tay, đẩy ngang hướng cửa. Rào rào, cửa kia chỉ như vậy từ từ mở ra, ngay tại Diệp Thần một cái chân bước vào ngay tức thì, một đạo hàn mang lóe lên. Nhanh chóng hướng hắn bay tới. Hư không tới giữa, không khí trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, thậm chí không có phát ra một chút tiếng vang, nhưng là vậy ác liệt hơi thở lại để cho Diệp Thần trong lòng rét một cái. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hủy diệt đạo ấn sôi trào lên, ở trước người của hắn nhanh chóng tạo thành một đạo hủy diệt quy luật tường, hơn nữa nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Hai người đụng nhau, phát ra vang vang có lực tiếng va chạm. Cuối cùng tia sáng kia bị Diệp Thần hủy diệt lực bọc, mất đi sáng bóng. Diệp Thần trong lòng cuồng loạn, vội vàng nhìn, chỉ gặp lực hủy diệt kia bên trong, xen lẫn một phiến cây xanh lá. Đây rốt cuộc là địa phương nào, mới vừa kinh khủng kia công kích lại là đến từ một miếng lá cây. Ra đầu tê dại, nhìn về phía vậy sâu thẳm cung điện bên trong, nên là kinh khủng dường nào tồn tại, mới có thể dùng một miếng lá cây tạo thành kinh khủng như vậy thế công. Diệp Thần nhíu mày một cái, sắc mặt âm trầm. Vậy sâu thẳm cung điện bên trong, đi ra một cái thân thanh niên mặc hắc bào, trong tay nắm một nhánh cây, phía trên màu xanh cành lá chập chờn, chỉ có trên một nhánh cây mặt trơ trụi, hiển nhiên vậy nguyên bản khâu ở phía trên lá cây, chính là xuất từ nơi đó. Người nào, lại dám bước vào Đông Cương thần điện? Thanh niên kia trong tay lắc lắc nhánh cây, tựa hồ là có một ít tràn đầy bất kinh tim, hiển nhiên không có đem Diệp Thần coi ra gì. Trong con người mang mấy tia hàn mang. Hư không run run, Diệp Thần quanh thân tản ra vô thượng hủy diệt sát khí, vậy lao nhanh hủy diệt lực, giống như từng đạo sấm sét chùm ánh sáng, từ vậy trên hư không ngưng tụ, tạo thành một khối lánh đời không gian, hướng thanh niên áo bảo đen hung hăng bắt đi. Thanh niên áo bảo đen vậy không ngờ rằng Diệp Thần lại trực tiếp động thủ, hừ lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát ra ác liệt ánh sáng. Sau đó hắn bước ra một bước, trên mình kiếm khí dâng trào, tạo thành một đạo mấy chục trượng kiếm quang, nghênh kích trước mãn không sấm sét đi. To lớn linh lực kiếm quang, dễ dàng ở trong hư không biến dạng một đạo khe hở, mang kiếm sắc bén mang và đầm đìa sát ý, hướng vậy sấm sét chém tới. Oanh! Vô số bụi bặm vỡ vụn ra, cái này năng lượng to lớn dư âm hóa thành vô số bột, đem toàn bộ thần điện mặt đất cắt kim loại thành vô số khối. Lúc này Đông Cương thần điện lâu vũ giống như là huyền vũ như nhau vững chắc, trong phảng phất, Diệp Thần thật giống như thấy được từng tầng trận pháp, đang bền chắc không thể phá được bảo vệ đại trận. Diệp Thần ánh mắt híp lại, hắn không thể để cho cái này áo bào đen trì hoãn mình quá lâu,
nhìn chằm chằm thanh niên kia bóng người, trong ánh mắt thấm ra kinh người ánh sáng. Nguyên phù hội tụ, kiếm ý là mũi tên, cho ta xuyên qua. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, sử dụng sát kiếm, phía trên bao quanh 6 đại nguyên phù thần uy, hủy diệt lực ngang dọc bàn nhảy vút, vô tận kiếm ý lại hóa thành một chi đen nhánh mũi tên, cuồng như vậy nổ bắn ra ra. Suy, hủy diệt thần tiễn tốc độ, đơn giản là nhanh như sao rơi, ngay tức thì bắn phá hư không, như có linh tính đem vậy áo bảo đen vây quanh vòng tròn. Vậy mau như quang thoi sát kiếm, mang theo vô tận sát ý lao nhanh hướng thanh niên áo bảo đen. Thanh niên áo bảo đen kia quanh thân kiếm khí thôi nhưng mà bá đạo, chỉ là đối mặt Diệp Thần bên này ngang dọc vô cùng sát kiếm thần uy, lại có hủy diệt đạo ấn tầng 6 gia trì, vậy cổ ngất trời kình khí, đã mang thanh niên kia thân thể, bay ngược. Bành! Đây là thân thể hung hăng đụng vào mặt đất thanh âm, thanh niên kia đôi mắt mở phẫn nộ, mặt đầy không cam lòng, nhưng hơi thở đã tuyệt. Diệp Thần khóe miệng toát ra một chút cười nhạt, muốn ngăn cản hắn Diệp Thần đường, còn chưa đủ cách. To gan, lại tổn thương ta sư đệ. Ngay tại lúc này, một người mặc ngay ngắn hoàng sam nam tử, nhìn qua so mới vừa thanh niên nhỏ hơn lần trước tuần, một bộ chừng 20 hình dáng, nhưng lại gọi mới vừa rồi áo bảo đen vì sư đệ, hiển nhiên thực lực tu vi xa xa vượt qua đối phương rất nhiều. Sư phụ để cho chúng ta canh giữ ở thần điện, không nghĩ tới lại thật không có sợ chết tới chôn xương. Hắn đi dạo sân vắng vậy từ thần điện chỗ sâu góc tối chậm rãi tới. Diệp Thần bản năng cảm nhận được cái này hoàng sam nam tử là một nhân vật nguy hiểm, ánh mắt co rúm một cái, liếc về phía hắn. Hoàng sam nam tử lộ ra thon dài mà bàn tay trắng nõn, lấy một loại vô cùng là ưu nhã nước chảy mây trôi giống vậy động tác, đưa bàn tay đè ở người đàn ông áo bào đen trên ngực. Ở bàn tay hắn trong lòng, một cổ màu vàng nhạt khí lưu tuôn ra ngoài. Màu vàng nhạt khí lưu, giống như một phiến phiến lá cây, bay vào áo bào đen nam tử trong cơ thể. Nguyên bản bị Diệp Thần sát kiếm đánh xuyên thương thế, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cơ hồ đã chết hẳn áo bào đen, bên trong thân thể sinh linh lực, lại giống như lấy được sống lại vậy, lần nữa ngưng tụ đứng lên, lần nữa tản mát ra vô cùng đậm đà sinh mạng khí. Diệp Thần ánh mắt hung hăng biến đổi, cái này hoàng sam nam tử trong tay lại có như vậy cải tử hồi sinh diệu thủ thần thông. Mà thần điện gia đạo vô cương nhìn vậy từ bên trong thần điện tràn ra tí tí ánh sáng vàng. Khóe miệng nhếch một cái tàn nhẫn lãnh khốc mỉm cười coi như để cho hắn chui vào. Khô Vinh con gái ở đây, hắn cũng bất quá là chịu chết mệnh. Cửu điên nghe được Khô Vinh con gái cái này bốn chữ, nhìn về phía thần điện ánh mắt lúc này có chút không che giấu được khẩn trương. Khô Vinh kết hợp, miễn cưỡng không ngừng, hắn cùng đạo vô cương đối chiến, bao nhiêu lần đều là bởi vì cái này Khô Vinh con gái mà sát vũ mà về. Diệp Thần có thể còn sống đi ra sao? Nháy mắt tức thì. Hoàng sam nam tử trước tiên động thủ trước, từng luồng u vàng ánh sáng, không ngừng dòng nước chảy ra. Toàn bộ Đông Cương thần điện, nhất thời bao phủ ở u vàng sức sống bên trong. Nhưng cái này sinh cơ sau lưng, nhưng mang sát ý ngập trời. Từng cái con chăn vậy dây leo, từng bụi vặn vẹo cây cối, một phiến phiến bụi gai cũi, một chùm chùm lưỡi đao cạm bẫy vậy nhỏ cỏ non chùm, không ngừng bộc phát ra. Toàn bộ Đông Cương thần điện, ngay tức thì thành màu vàng thế giới. TTT. Vậy giống như con chăn dây leo, đem Diệp Thần vây quanh vây giam ở trong đó. Diệp Thần trong mắt lăng tiêu võ ý bùng nổ, bắn ra lãnh khốc ánh sáng. Ung ung. Sát trên thân kiếm hiện đầy mãi mãi sát phạt hơi thở, hóa thân là một chuôi to lớn thần kiếm. Kiếm khí sôi trào gian, diễn hóa ra thần la diệt trời, tinh không xa vào, vũ trụ băng diệt thở mạnh voi, dọn ra dao dậy phượng, tử điện thanh xương, tiên đình ma ngục. Hoàng triều giang hồ vân. Vân, đếm không hết hình ảnh, ở thân kiếm bốn phía chìm nổi. Hóa sau lưng sát kiếm, tựa hồ hàm chứa thế gian vạn tượng, thâu tóm chư thiên đại lộ, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy vô tận ngang ngược hung sát khí. Cự kiếm quơ múa, vô số dây leo bị phách chặt xuống, lộ ra màu xanh, màu sữa nước. Hoàng sam nam tử ánh mắt hơi đông lại một cái cố, nhanh như tia chớp đưa hai tay ra, vinh sinh căn nguyên. Vậy vô số bị chém xuống dây leo, ở hoàng sam nam tử cường hãn hơi thở lưu chuyển dưới, lại lấy tốc độ ánh sáng lần nữa nảy mầm, cực nhanh dài ra cùng mới vừa hoàn toàn giống nhau dây mây. Ta không thích giết người. Hoàng sam nam tử nhìn Diệp Thần nói, ta bình sanh tu chính là sinh, sinh nguyên vinh nguyên, miễn cưỡng không ngừng, hàng tháng tô vinh.
Đáng tiếc, ngươi nhưng hết lần này tới lần khác cuộc sống ở Đông Cương vực, nơi này không lúc nào không có ở đây giết hại, không chỗ không có máu tanh. Diệp Thần lại nói, ngươi không hiểu nơi này mị lực. Hoàng Sam nam tử lộ ra một loại chưa thỏa mãn nụ cười, quay đầu nhìn về phía vậy áo bào đen nam tử, không biết lúc nào, áo bào đen nam tử đã mở mắt, lúc này đang có chút sợ hãi nhìn Hoàng Sam nam tử. Hoàng Sam nam tử lúc này thấy áo bào đen nam tử tỉnh lại, đem hắn lúc ban đầu cầm nhánh cây kia đưa cho hắn, phía trên trước tháo xuống không chi, lúc này đã lần nữa triển khai một phiến màu xanh lá cây, liền liền hình dáng vậy cùng mới vừa giống nhau như đúc. Cầm chắc, không muốn lại thất lạc. Áo bào đen nam tử nhanh chóng nhận lấy Hoàng Sam nam tử trong tay nhánh cây, cẩn thận một chút cầm ở trong tay, rất sợ nhánh cây này lại đột nhiên biến mất. Đã chết qua một lần người, nhìn về phía Diệp Thần, vậy chỉ còn lại căm hận. Khô Vinh lưu chuyển, ngân căn hư kinh, đoạn người nguyên, đồ còn dư lại kỳ hình. Hoàng Sam nam tử hướng áo bào đen nam tử làm một cái chắp hai tay động tác, hai người nước chảy mây trôi tới giữa, động tác vô cùng là thành thạo, hai người đồng thời chắp hai tay, trong miệng pháp chú liên tục. Áo bào đen nam tử trên mình vậy vô biên khô kiệt nguyên lực, Hoàng Sam nam tử trên mình vậy mênh mông sức sống nguyên lực. Hai đạo nguyên lực kết hợp với nhau, tạo thành từng cây một màu bạc bộ rễ, tựa như là từng cái đi lại ngân long, đem toàn bộ Đông Cương thần điện đều bao lại. Trong đó tản ra vô cùng nồng đậm lực cắn nuốt, để cho Diệp Thần không thể tránh né ở nơi này thần điện bên trong di động. Vậy từng cây một màu bạc bộ rễ, không nghỉ vô tận, không chỉ vô cùng, Diệp Thần tránh né không gian đã càng ngày càng nhỏ. Sống chết chỉ ở trong nhất niệm. Không thể chỉ là một mặt né tránh. Diệp Thần hạ định quyết tâm, hắn đem sát kiếm đi lòng đất cắm một cái, đưa hai tay ra, thi triển hủy diệt đạo ấn tầng 6. Vô số hủy diệt quy tắc lấy mặt đất là theo nhờ, thông qua sát kiếm, đem vậy liên tục không ngừng hủy diệt lực toàn bộ truyền bá đến dưới mặt đất. Chém hắn cùng, đoạn kỳ hình. Trên mặt đất, lấy sát kiếm là trung tâm, vậy màu bạc bộ rễ, từ phần đáy bắt đầu, biến thành vô cùng là đổ nát cho đen vẻ. Trên mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt bên trong, có màu xám đen hủy diệt lực thấm vào da. Giết! Diệp Thần hốc mắt đỏ thấm. Khô Vinh lưu chuyển thì thế nào, cải tử hồi sanh thì thế nào, miễn cưỡng không ngừng thì thế nào. Ở hắn trong mắt, không có cái gì có thể vượt qua thực lực tuyệt đối nghiền ép, coi như là Khô Vinh hợp lực, cũng không được. To lớn sát kiếm bên trên, màu đen kiếm phong bên trên lưu chuyển màu đen lưu quang, phát ra suy suy thanh âm. Vô số linh khí từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Thần tới. Giờ phút này, Diệp Thần tay cầm trường kiếm, sửng dưng đứng. Một đạo kỳ dị đường vân, dần dần ở trên thân thể tràn đầy kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Đầu tiên là, đem linh lực đổi thành làm lực tính, rồi sau đó, chính là hồn thể đổi thành. Lại đem lực lượng, đổi thành là hồn lực. Trong chốc lát, Diệp Thần thần hồn lực, đạt tới một cái vô cùng kinh khủng tầng thứ. Rồi sau đó, trong tay sát kiếm bên trên, kiếm quang dạo rực. Vậy vô cùng hồn lực, bơm vào đến trường kiếm bên trong. Nguyệt hồn chảm, bộc phát ra. Vậy dâng trào hồn lực thi triển Nguyệt hồn chảm, đủ để làm thiên địa biến sắc. Nguyệt hồn chảm. Giờ khắc này, khí thôn sơn hà, nhật nguyệt không sáng. Ung ung phá sập, làm cho cả đại điện xuất hiện một chút rung động. Mà hai người kia hoảng sợ trong mắt hoàn toàn bị tử vong và thống khổ bao trùm. Bọn họ chưa từng nghĩ qua, cái đó thủy nguyên cảnh tiểu tử có thể bùng nổ kinh khủng như vậy lực lượng. Lực lượng này cũng sánh vai thái chân cảnh cường giả trí cường một kích. Ở tử vong nuốt mất bọn họ trong nháy mắt, bọn họ hối hận. Nhưng lại không có chút nào cơ hội. Hừ! Diệp Thần cúi đầu nhìn đã mất đi sinh cơ hai người, ánh mắt bên trong toát ra vẻ tươi cười, lại mạnh mẽ khô vinh lực, cũng sẽ chôn vùi ở trong tay hắn. Bên trái! Phong Thiên Thương thanh âm lần nữa truyền tới, thành tựu khí linh đại sư, hắn đối với tìm thần cổ bàn có chí mạng bén nhạy cảm. Huống chi tìm thần cổ mâm khí linh chính là đích thân hắn chế tạo. Nơi này khí linh mùi vị nồng đậm hơn, là chúng ta năm đó chế tạo nó thần uy hơi thở. Phong Thiên Thương đối với mình phán đoán tương đương có lòng tin, đây là xuất từ bọn họ 88 người tay thần khí, hơi thở kia bọn họ dĩ nhiên là 10 phần sáng tỏ. Chẳng lẽ chính là cái này? Diệp Thần im lặng nhìn cung điện chỗ sâu nhất án kê, phía trên một khối 10 phần to lớn lại nặng nề cục sắt, đang bày ở phía trên. Đúng.
cho dù là ở luân hồi mộ địa bên trong, Diệp Thần vậy có thể nghe được Phong Thiên Thương vô cùng kích động thanh âm. Cách vạn năm, ta rốt cuộc mới gặp lại nó. Diệp Thần nhẹ nhàng đụng vào tìm thần cổ bàn, vậy mãi mãi trùng điệp hơi thở, vô thượng thái thượng quy luật quanh quẩn ở trên, mặc dù cùng Diệp Thần tưởng tượng la bàn có chút khác biệt, nhưng không khỏi không thừa nhận, như vậy đầy áp nhân quả hơi thở cổ bàn, thật sự là một khối thần tích. Diệp Thần đôi mắt cũng mau híp lại thành một cái khe hở, ngón tay nhẹ nhàng nâng dậy, muốn đem vậy cổ bàn bỏ vào trong túi. Bành! Không ra Diệp Thần sở liệu, trọng yếu như vậy vật kiện, đạo vô cương làm sao có thể chỉ như vậy kiền kiền thúy thúy chia đều ở trên bàn, quả nhiên thiết lập có một phe trận pháp. Diệp Thần không nói một lời, hủy diệt lực bọc lại toàn bộ bàn tay. Lão phu tới giúp ngươi. Phong Thiên Thương thanh âm vang lên, một món hắn thần thức, từ luân hồi mộ bia bên trong tách ra, giống như âm hồn như nhau, từ vậy cổ mâm một đầu khác cắt vào, hóa thành một bàn tay, trợ giúp Diệp Thần nhổng lên một góc. Thật nặng. Cái này tìm thần cổ bàn không nói khác, vẻn vẹn là cái này không nói luân cùng sức nặng, liền đủ biểu hiện mình thần uy. Phong tiền bối, các ngươi ban đầu là dùng cái gì vật liệu chế tạo? Lại như vậy. Diệp Thần khẽ cau mày nói, muốn hoàn toàn đem tìm thần cổ bàn dọn đi, chỉ sợ không phải là việc một sớm một chiều, bọn họ hai người hợp lực, mới miễn cưỡng khó khăn lắm di động. Huống chi mình nhưng mà có cả người ngút trời cự lực à. Sợ rằng giống vậy thái chân cảnh cường giả đều không cách nào đem mang đi. Thái thượng thép ngưng luyện mà thành, tự nhiên không phải là phàm vật. Diệp Thần lòng bàn tay luân hồi lực hiện lên, từng cái thần mạch bảo vệ, hồn thể đổi thành, cường hãn thân thể lực lần nữa gấp bội, cho ta lên. Hắn mặt mũi dữ tợn, hai tay nổi gân xanh, vậy tìm thần cổ bàn rốt cục thì chậm rãi động. Thoát khỏi bàn, trọng lượng của nó tựa hồ yếu bớt không thiếu. Diệp Thần và Phong Không Chết Hiểu đồng thời cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Tín niệm động một cái, đã đem tìm thần cổ bàn ném nhập luân hồi mộ địa bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần ngay tức thì cảm giác được cái gì? Trương Nhược Linh gặp nguy hiểm. Không để ý tới chút nào do dự, Diệp Thần bóng người tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, chiến cuộc bên trong. Trương Nhược Linh sắc mặt trắng bệch đến trình độ cao nhất. Khóe miệng của nàng giữ lại máu, nhưng trong mắt nhưng viết đầy kiên định. Bất kể như thế nào, nàng tuyệt không thỏa hiệp. Ngay tại nguy cơ lúc đó, một đạo thân ảnh nhanh chóng tới. Khi thấy rõ thân ảnh kia, Trương Nhược Linh lúc này mới thở ra một hơi. Diệp đại ca rốt cuộc đã tới. Rào, rào, rào. Nhất thời, từng luồng mậu thổ nguyên khí, điên cuồng bạo dũng, toát ra ngập trời ánh sáng vàng, ngay tức thì diễn hóa thành 9 chuôi cự kiếm. Mỗi một chuôi đều có đại bàng long cột vậy to lớn, ung chấn rơi xuống đất, làm thành một vòng, giống như kiếm tường, vững vàng bảo vệ ở Trương Nhược Linh trước người. Chấn Thiên Hoàng thành kiếm. Ngón này thần thông, là từ mậu thổ nguyên phù bên trong diễn hóa ra tới thuật pháp, không phải sát phạt kiếm, mà là thủ hộ kiếm, lấy mậu thổ tinh khí hóa kiếm, chỉ là bảo vệ. Nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Trương Nhược Linh, bị vậy 9 chuôi Chấn Thiên kiếm sóng khí rung động. Mang trên mặt sống sót sau tai nạn nụ cười, nhìn về phía cái đó cầm kiếm đứng ở trước mặt mình nam tử. Diệp Thần, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, rốt cục thì trở về. Ngươi không có sao chứ? Trương Nhược Linh lắc đầu một cái, đem trên mặt vết máu một lau, Diệp đại ca, ta không có sao. Ngươi đi giúp cửu điên tiền bối đi. Vĩnh dạ đại ma thiên. Diệp Thần quát to một tiếng, bàn tay vung lên, hắc ám nguyên phù sử dụng. Vô biên vô tận hắc ám, ngay tức thì bao phủ đúng phiến thiên địa. Tất cả quang minh, đều bị đoạn tuyệt. Trên trời dưới đất, rơi vào một phiến hắc ám. Hắc ám bên trong, lại có thiên băng tháp tiếng vang truyền ra. Muốn đi. Đạo vô cương thanh âm xuất hiện, hắn có thể cảm giác được, Diệp Thần trên mình đã khỏa mang theo tìm thần cổ mâm hơi thở, xem ra thằng nhóc này đã lấy được rồi cổ bàn. Trừng mắt sắp nứt dưới. Đạo vô cương quanh thân xuất hiện vô biên vô tận đại dương sấm sét, tầng tầng lớp lớp đợt sóng, hướng Diệp Thần thác nước tới. Đạo vô cương, ngươi không khỏi quá không đem ta nhìn ở trong mắt. Cửu điên đôi mắt bốc lửa, hắn không nghĩ tới đạo vô cương ở hắn toàn lực công kích dưới, vẫn còn có dư lực đi đối phó người Trương gia và Diệp Thần. Hừ, đạo vô cương ống tay áo một phung, mồm miệng thay đổi, thần chú tiếng từ môi của hắn răng gian lưu chuyển đi ra. Nho tổ tên. Sâu ta mọc tùm,
con cháu kháng cáo, đương quy tới giúp. Ung ung, ở chân trời điện thiểm lôi minh, phát ra nuốt trời diệt ngày thanh âm, hư không cơ hồ đều phải bị cái này vô biên thần chú nơi biến dạng, một đạo mười phần to lớn hư ảnh, ở sấm sét tới giữa hội tụ ra. Lại là Nho Tổ đạo ảnh. Cửu Điên lộ ra khiếp sợ thần sắc, cho tới nay, hắn chỉ biết là đạo vô cương bất quá là Nho Tổ đệ tử, không nghĩ tới vẫn còn có huyết mạch liên quan. Lúc này hắn trực tiếp sử dụng Nho Tổ hư ảnh giết hướng Diệp Thần, có thể thấy là coi là thật cực hận Diệp Thần. Trương Nhược Linh trơ mắt nhìn vậy đạo mang thái thượng phép tắc hư ảnh, mạnh mẽ như vậy cao vút ở Diệp Thần trước mặt. Nguyên lấy là Diệp Thần là cứu tinh của bọn họ, nhưng là ở hư ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, tựa hồ mang để cho bọn họ tuyệt vọng uy áp. Nho Tổ mặt mũi hiền lành, vô cùng nhu hòa nâng lên một cánh tay, bàn tay dương ra, hướng Diệp Thần nắm chặt đi. Diệp Thần ở đó ngàn trượng cao hư ảnh trước mặt, tựa như cùng là một con kiến hôi. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, đối mặt này cùng tồn tại, Nguyệt Hồn Trảm đã không có dùng. Đã như vậy, vậy thì nhìn một chút cực hạn. Nhan Tuyền Nhi, ra tay. Khoáng đạt nóng rực phần thiên thế giới, lấy Diệp Thần là tròn tim, đột nhiên nổ lên. Một chùm oanh ngọn lửa, ở Đông Cương vực trên quảng trường thiêu đốt. Diệp Thần trong cơ thể đạo linh lửa toàn bộ chút xuống ra. Còn có Long Viêm thần mạch, vậy vào giờ khắc này mở. Hống, động trời tiếng rồng ngâm, cuồng như vậy vang khắp. Một cái uy mãnh hỏa long, hòa lẫn đạo linh lửa hơi thở, nóng bỏng lửa cháy mạnh, cuộn sạch hết thảy, thiêu hủy hết thảy. Chỉ là ở hư ảnh kia trước mặt, Diệp Thần phản kháng giống như động tác võ thuật đẹp vậy, bàn tay khổng lồ tựa hồ không có cảm nhận được một chút xíu nóng bỏng cảm giác. Đã trực tiếp đem Diệp Thần cả người siết trong tay. Diệp đại ca, Trương Nhược Linh hàn băng trường thương, đã giống như bơi long nhất dạng, hung hãn đâm về phía hư ảnh kia đầu lâu. Nhưng là nàng thế công đối với vậy to lớn hư ảnh mà nói, lại không sinh ra được từng tia ảnh hưởng. Thực lực tuyệt đối nghiền ép, ở đó trường thương gào thét mà đến trong nháy mắt, hư ảnh kia hơi lệch một tí đầu, lăng không hàn băng thế công chỉ như vậy tiêu tán ở vô tận trong hư không. Chiêu thức rơi vào khoảng không, Đông Cương vực cường giả thấy vậy thời cơ, xuất thủ lần nữa, người trước gục ngã người sau tiến lên cầm trong tay thần thông kiếm ý vung hướng Trương Nhược Linh. Diệp Thần lúc này quanh thân bị trói buộc, cả người sắc mặt trắng bệch, nghẹt thở, thống khổ. Bát bộ phù đồ tháp xuất hiện ở Diệp Thần trước người, rất miễn cưỡng tạo ra một chút không gian. Ngươi như là Phật, ta liền là ma. Ta ngược lại là phải xem kết quả một chút ta có thể thắng hay không đang. Bát bộ phù đồ tháp, ma hóa. Nguyên bản kim quang bốn phía phù đồ bảo tháp, lúc này quanh thân đã biến thành đen nhánh vẻ, vốn là Phật tổ than nhẹ, kim quang chiếu khắp, lúc này đã biến thành đầy trời thần ma, vậy hàng tỷ thần ma gào thét ở phù đồ tháp bên trên, khàn cả giọng gầm thét. Diệp Thần bắt cái này một ngắn ngủi thời gian, trong hoàng tuyển đồ hoang ma thiên kiếm đã bị hắn cầm ở trong tay. Mũi kiếm chỉ trời, Đông Cương vực bầu trời, thì thật bị Diệp Thần kiếm khí xuyên thủng. Màn trời rất miễn cưỡng bị thọc một cái lỗ thủng đi ra, vô số mãnh liệt ma khí, từ mênh mông hư không, vô tận bát hoang gào thét tới. Hoang ma thiên kiếm quanh thân, khí lưu xoay tròn, nổi lên hàng tỷ thiên ma, bay lượn gầm thét, gào thét tàn phá, che khuất bầu trời. Cuồn cuộn ma khí, tràn ngập toàn bộ Đông Cương vực, giữa trời đất một phiến đen nhánh, chỉ có vô số ma đầu đang vũ động, hướng Diệp Thần quỳ bái. Diệp Thần chấp trưởng hoang ma thiên kiếm. Tựa như nắm giữ hàng tỷ thiên ma, uy mãnh bá đạo tới cực điểm, khoáng đạt ma khí ngưng tụ thành một bộ chiến bào, khoác ở Diệp Thần trên mình, Diệp Thần thật giống như biến thành trong truyền thuyết Thái Thượng Ma Vương. Hoang ma thiên kiếm mũi nhọn, đơn giản là tăng vọt đến vô địch bước, kiếm khí gào thét xoay tròn, hình thành cuồng liệt gió bão, cuộn sạch vạn dặm thời không, vũ trụ bầu trời vậy khắp nơi văng tung tóe, xuất hiện dù sao cũng cái lỗ xoáy đen, tựa hồ muốn cuộn sạch linh hồn người. Hoang ma thiên kiếm, cho ta trấn áp. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, ở ma khí dưới sự xung kích, cả người gân xanh nổi lên, lực lượng dâng trào, nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng một kiếm, hướng Nho Tổ hư ảnh chém đánh tiếp. Hoang ma thiên kiếm bùng nổ, mũi nhọn hạng lợi hại, vậy thái chân cảnh cường giả, không có bất kỳ người có thể ngăn cản. Đinh đinh đinh, liên tiếp dày đặc nổ vang, tia lửa văng khắp nơi. Diệp Thần hoang ma thiên kiếm. Hung hăng chém đánh tiếp, tất cả xích sắt, cũng ngay tức thì bị chém đứt. Lúc này hoang ma thiên kiếm mũi nhọn bùng nổ, thế như phá trời, thứ gì cũng không ngăn nổi.
Đạo vô cương con người co rúc lại, liền gặp dù sao cũng đạo đen nhánh kiếm khí, hội tụ thành cuồn cuộn kiếm chiều, hung hăng bổ vào Nho Tổ hư ảnh trên. Hư ảnh kia đung đưa kịch liệt trước, giống như bị thứ gì xuyên thấu căn nguyên vậy, lôi đình lực hình thành bên bờ, dần dần yếu hóa xuống, lảo đảo lắc lư quá gần suy yếu. Diệp Thần diễn cảm hơi biến hóa, hắn hoang ma thiên kiếm mũi nhọn bùng nổ, hạng lợi hại, một khối tinh không đều có thể phá hủy, lại còn không phá nổi cái này Nho Tổ hư ảnh, có thể tưởng tượng được, Nho Tổ căn nguyên nên là như thế nào khí xây núi sông tồn tại. Vậy thì hơn nữa hủy diệt đạo ấn tầng 6. Diệp Thần hoang ma thiên kiếm bên trên, vô số hủy diệt quy tắc quanh quẩn trong đó, ùng ùng quy luật lực, rung động thương minh. Một đạo lại một đạo hủy diệt đạo văn, bao trùm ở hoang ma thiên kiếm bên trên. Vực ngoại mạnh nhất tám đại thiên kiếm, hoang ma thiên kiếm lúc này càng lộ vẻ phách có thể. Ùng ùng, hư ảnh kia bị đạo này lại một đạo mang khí thức hủy diệt hoang ma lực, cắt kim loại thành vô số nhỏ vụn không gian. Cuồn cuộn đợt khí hướng toàn bộ Đông Cương vực chập chờn đi. Vạn trượng bụi đất ngay tức thì che đậy tầm mắt mọi người. Không có ai biết sau một kích này, kết quả là sinh, vẫn là chết. Còn sống. Diệp Thần giống như một phiến lá khô vậy, ở đó to lớn hư ảnh biến mất trong nháy mắt, thân hình vậy từ trong hư không rơi xuống xuống. Diệp đại ca. Trương Nhược Linh kích động hốc mắt rưng rưng, hàn xương uy năng hiện ra hết. Trương thị tổ tiên truyền thừa lực bị nàng tự nhiên ở đó trường thương bên trên, đem chung quanh tất cả Đông Cương vực cường giả đảo qua lên. Cả người giống như một phiến hoa tuyết, hướng Diệp Thần tung tích phương hướng đi, vậy băng xương tà áo xuất hiện lần nữa, cắt đứt Diệp Thần tung tích thân hình, đem hắn nâng lên, chậm rãi rơi xuống đất. Diệp Thần lúc này trong cơ thể linh lực đã toàn bộ rút sạch, nguyên bản phò hộ người Trương ra bảo vệ che chở lúc này vậy một hồi đung đưa dưới, biến mất ở cái này vô tận trong hư không. Trong hư không, Nhược Linh, mau đưa vật này cho hắn nuốt vào. Trương Mạc hiển nhiên cũng nhìn thấy mới vừa vậy kinh thiên kinh hãi đất đánh một trận. Thằng nhóc này có thể không chỉ là hắn thấy tu vi thấp như vậy liêm, thậm chí có thể nói, hắn là cả Đông Cương vực kế đạo vô cương và cửu điên sau người thứ ba. Thằng nhóc này bất quá thủy nguyên cảnh, kết quả là làm sao làm được. Có thể bùng nổ thái chân cảnh oai. Đây là cái gì? Mặc dù Trương Mạc là gia chủ Trương gia, nhưng là Trương Nhược Linh lúc này trên mặt vậy treo một chút cảnh giác, chuyện liên quan đến Diệp Thần, nàng không thể không cẩn thận xử trí. Gia chủ, đây chính là Trương thị nhất tộc lưu lại chỉ lần này một viên thần dược à. Một tên theo thật sát sau lưng hắn ông già, có chút lưu luyến nhìn Trương Mạ đưa tay ở giữa viên thuốc. Lúc này, còn nói gì thần dược, vị tiểu hữu này cứu ta toàn bộ Trương gia, là ta Trương gia đại ân nhân, ngươi cẩn thận, toàn bộ cho ta thu. Trương Mạc nghiêm túc nói, ánh mắt rơi vào Trương Nhược Linh trên mình, hắn hiện tại linh lực đã nhín thời giờ, này thần dược có thể nhanh chóng bổ sung hắn tinh nguyên và trạng thái, miễn được tổn thương đạt tới hắn căn cơ. Diệp Thần ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn thành tựu thần y, có thể cảm giác được cái này cái thần dược thần kỳ, ở Trương Nhược Linh trong ngực hơi gật đầu một cái. Trương Nhược Linh thấy vậy, vội vàng nhận lấy Trương Mạ đưa tay ở giữa linh dược, đem nó đưa vào Diệp Thần trong miệng. Đan dược kia ở nhập Diệp Thần trong miệng ngay tức thì, khuếch tán ra, ấm áp thấm vào Diệp Thần kỳ kinh bát mạch, vô cùng vẻ xanh biếc rồi rào sức sống, ở đan dược này thấm nhuần dưới, tràn ngập ở Diệp Thần trong cơ thể. Chỉ cần để cho hắn khôi phục lại một chút, hắn liền có thể dùng tự thân siêu cường sinh mệnh lực và bát quái thiên đan thuật trị thương cho mình. Để cho ngươi lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần quanh thân đã khôi phục hơn nửa, nhìn về phía Trương Nhược Linh ánh mắt, tràn đầy ôn nhu. Trương Nhược Linh cũng không khống chế mình được nữa tâm trạng, trực tiếp nhào vào Diệp Thần trong ngực, thất thanh rơi lệ. Diệp đại ca, hù chết ta. Long lanh trong suốt nước mắt, làm ướt Diệp Thần ngực, Diệp Thần hơi giơ tay lên, nhẹ chụp Trương Nhược Linh sau lưng, không muốn lo lắng, trước hết để cho ta khôi phục thể lực, cửu điên tiền bối còn ở đánh nhau chết sống. Trương Nhược Linh nhanh chóng gật đầu, rồi sau đó lại có chút ngượng ngùng nhìn phía sau người Trương gia, nàng cũng là tạm thời không khống chế được mình. Lúc này nhớ tới mình mới vừa thất lễ, sắc mặt đỏ ửng một phiến. Trương Nhược Linh dần dần tỉnh táo lại, ý thức được chung quanh không chỉ có người Trương gia, còn có nhìn chằm chằm Đông Cương vực cường giả, chỉ có thể hung hãn trợn mắt nhìn những cái kia bò lổm ngổm trên mặt đất Đông Cương vực rác rưởi, trong tay trường thương nhuốm máu, giống như một khối nữ tướng quân. Ha ha ha, đạo vô cương, không nghĩ tới sao,
ngươi cái này sát chiêu đối với ta vậy tiểu hữu, cũng không quá như vậy à. Cửu điên cuồng tiếu, Diệp Thần không có nguy hiểm tánh mạng, hắn dĩ nhiên là giạt rào vui mừng, dẫu sao Diệp Thần đối với hắn mà nói, ý nghĩa cực kỳ trân quý cơ hội. Hiện tại bọn họ bảo vệ xuống người Trương gia, lại cướp lấy tìm thần cổ bàn, đây là thắng lớn. Đạo Vô Cương lúc này sắc mặt tái xanh, phẫn uất không dứt, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thần thông như vậy, lại lấy sức một mình liền phá vỡ Nho Tổ hư ảnh uy áp, thật là làm người ta nổi nóng vạn phần. Ở trong hư không, Đạo Vô Cương điều động quanh thân lôi đình lực, ngưng tụ thành một khối to lớn chùm tia sáng, hướng Cửu Điên chụp đánh tới. Cửu Điên cặp mắt dư quang, hướng Diệp Thần và Trương Như Linh hư hư liếc một cái, ngay sau đó, nhanh chóng xoay người, đổi lại trong cơ thể hủy diệt đạo nguyên, ngưng tụ ra hai phía to lớn đại thủ ấn. Chỉ là vậy hai đạo mang hủy diệt phép tắc dấu tay ép tới, Đạo Vô Cương sấm sét chùm tia sáng liền bị tay kia ấn có hạn chế. Một tấc sụp đổ, hướng bốn phương tám hướng đi tứ tán. Diệp Thần mắt gặp chiến cuộc lộn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cái này lôi thôi Cửu Điên thực lực cường hãn như vậy, thậm chí xa xa vượt qua hắn mong đợi. Hừ, tay kia ấn lấy dễ như bỡn hơi thở, ngang qua ở trên hư không, vô số hủy diệt quy luật bạo tăng ra. Ngay tại to lớn kia giấu tay đem Đạo Vô Cương chậm rãi bọc lại thời điểm, Đạo Vô Cương khóe miệng lộ ra lau một cái vô cùng là nụ cười giễu cợt. Chú ý! Diệp Thần hô, Đạo Vô Cương thình lình bại trận, trong đó nhất định có âm mưu. Lúc này Cửu Điên trong lòng vậy đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không có bất kỳ do dự, Cửu Điên đã rút lui hồi lao nhanh ra trưởng ấn, cả người thân hình động một cái, vị trí cưỡng ép thiên chuyển, cứng rắn là rời đi mới vừa đứng sừng sững địa phương. Cùng các người chơi đùa, cũng là thời điểm nên kết thúc. Đạo Vô Cương trong tay đột nhiên hiện lên một vòng tinh nguyệt dược đỉnh, bên trong đang rồi rào ra tràn đầy thuốc thơm. Như có như không mùi thơm. Để cho Diệp Thần cảm thấy có chút quen thuộc, rồi sau đó sắc mặt đại biến. Đây là trước ở Diệt Đạo Thành, Cửu Điên tiền bối ăn rồi. Không tốt. Diệp Thần phản ứng vô cùng là nhanh chóng, sắc mặt vẻ mặt biến ảo khó lường, trong miệng nhẹ a cá chép ban phúc. Bát quái thiên đan thuật. Cửu Điên khi nhìn đến dược đỉnh kia trong nháy mắt, sắc mặt đổi được vô cùng là trắng bệch, thông minh như hắn, đã biết cái này ý vị như thế nào. Hắn thần sắc cực kỳ lạnh như băng. Đột nhiên gần từng chữ, ngươi lúc nào mua chuộc hắn. Mua chuộc, xoa một chút mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, hắn có thể vốn chính là người ta. Vậy trên tầng mây ban công, lúc này một cái trẻ tuổi nam tử đi ra, hắn ánh mắt lạnh như băng tàn khốc, nhìn về phía Cửu Điên ánh mắt không có chút nào ấm áp, cùng trước kia ở Diệt Đạo Thành hoàn toàn không cùng. Sư phụ, Đông Cương vực chỉ có thể có một cái cường giả. Nam tử kia ồm ồm nói. Tầm mắt không có chút nào né tránh, chỉ như vậy trắng trợn nhìn Cửu Điên, mà ngươi, không bằng hắn. Cửu Điên trong cơ thể khí huyết thay đổi vô cùng là mãnh liệt, ở nơi này tinh nguyệt dược đỉnh thuốc khởi động dưới, hắn quanh thân kinh mạch giống như là bị thứ gì phụ lên như nhau, đổi được dị thường chậm chạp. Hắn thậm chí cảm giác được mình hô hấp cũng trở nên có chút chậm chạp, lỗ tai ông minh không dứt, nghe được thanh âm tất cả đều là kéo dài thanh âm. Nhiều năm như vậy. Từng miếng đem ta vì ngươi đặc biệt chuẩn bị dược thảo toàn bộ ăn, tư vị này không tệ chứ. Đạo Vô Cương lôi đình lực đập ở Cửu Điên ngực, nguyên bản rất dễ dàng tránh né công kích, lúc này ở Cửu Điên trong mắt nhưng vô cùng gian nan. Hắn thân thể giống như một phát đạn đại bác như nhau, hung hãn rơi vào Đông Cương vực trên quảng trường, đập ra một người vô cùng sâu hố to. Sư phụ, người nơi ăn vào linh thảo, bản thân quả thật đối với thực lực tu vi cực kỳ hữu dụng. Nhưng nếu là cùng một vị này thuốc tương quan liên, dù là ngươi vẻn vẹn chỉ là ngửi được, vậy ngươi thế giới, giống như bị kéo chậm như nhau, gân mạch lưu chuyển, suy nghĩ, phản ứng đều đưa sẽ thành chậm. Trẻ tuổi kia nam tử đứng ở ban công, trên mặt hiện lên cùng Đạo Vô Cương giống nhau như đúc vậy nụ cười dữ tợn. Cửu Điên cố nén lửa giận trong lòng, vùng vẫy từ mặt đất đứng lên, đối với hắn mà nói, phản bội lại càng không đáng tha thứ. Cho ta chết. Một đạo lạnh như băng thấu xương, mang vô hạn hủy diệt đạo nguyên quy luật lực, từ trong hư không hạ xuống, lộ ra nanh vuốt dữ tợn, gào thét hướng vậy đứng ở trên đài cao tiểu đồ đệ lao nhanh đi. Cái đó đã từng Cửu Điên cực kỳ tin cậy, cái đó ở Diệt Đạo Thành mỗi ngày là Cửu Điên nấu thức ăn, cái đó yên lặng thêm hơi có vẻ cứng nhắc tiểu đồ, lúc này trên mặt là lạnh như băng, là tàn khốc, là hời hợt, thậm chí còn có một chút oán hận.
Cửu Điên lòng nguội lạnh như thiết, hắn nuôi ở bên người mấy chục năm học trò, nhưng quay đầu lại phát hiện là nuôi một cái vô ơn. Sư phụ, người lấy là ta thật chỉ biết làm thức ăn sao? Vậy tiểu đồ một tay chống lên một đạo quang lôi lực, tản ra vô tận sấm sét hơi thở, bất ngờ là đạo vô cương truyền thừa. Không nghĩ tới à, đạo vô cương, người thật tốt âm độc. Cửu Điên cười. Cười không câu chấp, cười phức tạp, càng giống như là một loại tự diễu. Sư phụ ngươi trạng thái tột cùng dưới, ta có lẽ chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng là hiện tại, ngươi xem ngươi mình, hai tay run run, thân hình chậm chạp, nơi nào còn có đường đường chí tôn cường giả uy nghiêm. Tiểu đồ đệ tựa hồ còn chưa hài lòng, lại châm chọc nói, ngươi đã già nên thối vị nhượng hiền, ngươi xem ngươi diệt đạo thành, coi như là tam kiệt, lúc này có bằng lòng hay không cùng ngươi đồng sanh cộng tử. Hừ, ngươi lấy là mấy người chúng ta cùng ngươi như nhau khi sư diệt tổ. Trong hư không ba cái bóng người xuất hiện, bất ngờ chính là trước đối với Diệp Thần và Trương Nhược Linh xuất thủ tam kiệt. Bọn họ ba người nhanh chóng rơi vào Cửu Điên trước người, đem hắn vây quanh bao vây lại. Lúc này đuổi đi tìm cái chết, ha ha ha. Vậy tiểu đồ đệ cuồng vọng cười, biểu thị trung tâm đồng hồ thật là làm cho người động tình à, bất quá quá đáng tiếc. Các ngươi định trước sẽ trở thành là vô cương vương thủ hạ vong hồn. Đạo vô cương mắt lộ ra một chút cười gằn, Cửu Điên, xem ra ngươi bảo bối tiểu đồ, đối với ngươi thật là khó chịu à. Chủ nhân, cần gì phải cùng bọn họ vậy kiến thức? Vậy tam kiệt mở miệng, nhìn Cửu Điên giống như đổ chỉ vậy thân thể, sắc mặt nổi nóng, nhìn về phía vậy tiểu đồ đệ trong ánh mắt, bao hàm sắc bén ánh mắt. Chủ nhân, ngươi lại ở chỗ này an tòa chốc lát, ta đi đem tiểu tặc kia chém đầu. Lão Tam, cái này đã là lúc nào rồi? Ngươi còn như vậy xung động. Đạo vô cương nhìn bằng nửa con mắt nhìn trên đất mấy người, trong tay lôi đình lực hội tụ thành một bình ánh sáng đen trường đao. Tràn ngập vô cùng bá đạo hắc khí, từ trong hư không vô căn cứ chém xuống, ánh đao đến mức, mặt đất nứt ra, cho dù cảm nhận được nhỏ xíu ánh sáng rung động, người Trương gia cũng bị hắc khí kia bao phủ sau đó bị thương thất khiếu chảy máu. Cái này một sấm sét giao điện bá đạo vô cùng. Ánh đao ngay lập tức tới giữa liền đi tới tam kiệt trước mặt. Ba người trong tay kết ấn, trong miệng niệm chú tiếng nói, ngay tức thì ba tôn đồ sộ tướng hóa làm một thể, hoành đương ở ba người trước người. Vậy pháp tướng to lớn, quanh thân quấn quanh kim quang này, tựa như cùng thần Phật hạ xuống như nhau. Bành! Một tiếng vang to lớn, vậy bình ánh đao giống như chém vào trên thùng sắt, phát ra vô cùng là oanh chấn nổ tung tiếng. Tam kiệt bắt phân thủ. Nhất kích không trúng, vậy tam kiệt ẩn thân ở vậy pháp tướng to lớn sau đó, ba người đồng thời sử dụng một đạo quang hoa, một đoàn vô cùng là nồng đậm mây mù lượn quanh ở ba người thân thể trước, giống như cuồn cuộn tiên sương mù vậy, mơ hồ mọi người tầm mắt. Chút tài mọn, đạo vô cương không chút nào đem coi ra gì, lòe loẹt đồ, không chịu nổi đập vào mắt. À, một tiếng hét thảm, nguyên bản ở mây mù ban công tiểu đồ đệ, nhưng phát ra một tiếng khàn khàn thanh âm. Hừ, phản đồ nhất định phải chết. Vậy tam kiệt một trong ông già sắc mặt dữ tợn, thanh âm khàn khàn, cho dù là ở đạo vô cương trước mặt, hắn cũng phải đem điều này rác rưởi hoàn toàn vẫn diệt. Cửu Điên lộ ra lau một cái giống vậy nóng bỏng nụ cười, ha ha ha, biết ta tim người, lão tam vậy. Trương Nhược Linh nhìn trước mắt một màn, nhíu mày một cái, mặc dù cái đó ác đồ quả thật đáng chết, nhưng là bọn họ liều mạng trọng thương, ở đạo vô cương mí mắt phía dưới đi chém giết ác đồ. Vậy hiển nhiên quét đạo vô cương mặt mũi. Đúng như dự đoán, đạo vô cương lửa giận mọc tùm, vô cùng oán hận nhìn Cửu Điên bốn người, được. Nếu các ngươi gấp như vậy muốn chết, vậy thì cùng đi địa ngục. Đạo vô cương áo oanh nứt ra tới, lộ ra màu bạc ngực, vậy trên lồng ngực, giống như chỉ bạc tuyến như nhau, khắc một thanh kiếm. Lôi bạc cự kiếm, ngàn diệt bách luyện. Chuôi này ngập trời lôi kiếm, chậm rãi từ bên trong thân thể của hắn rời ra. Quanh thân quấn vòng quanh sấm sét oai, tê tê tiếng sấm sét ở trong hư không để cho người sống lưng tê dại. To lớn kia lôi kiếm, dễ như bỡn hướng bốn người đánh đi. Cửu Điên quanh thân huyết mạch lực kịch liệt cháy, cưỡng ép đột phá trói buộc, lại không thích lấy hao tổn chân nguyên và cháy tu vi phương thức, hai tay nắm lên ba người, rất miễn cưỡng tránh né một đạo lại một đạo lôi kiếm ý. Còn không đầu hàng, đạo vô cương châm chọc cười. Vậy phản đồ đối với hắn mà nói, căn bản không coi vào đâu, lưu lại Cửu Điên mệnh, đối với hắn mà nói, trọng yếu hơn một ít. Ngày hôm nay,
hắn đã vận dụng thật nhiều lá bài tẩy. Cho nên, ngày hôm nay hắn nhất định phải để cho cửu điên những năm này ngông cuồng bỏ ra có giá phải trả. Chủ nhân, ngươi không cần để ý chúng ta ba cái lão bất tử kéo hắn. Ngươi mau rời đi nơi này. Tam Kiệt một trong khàn cả giọng hô, bọn họ ba cái lộ mặt là vì trợ giúp chủ nhân, không phải là vì cho chủ nhân thêm phiền toái. Hôm nay nhìn cửu điên cháy mình chân nguyên mang bọn họ thoát đi sấm sét uy lực, trong lòng bi thương không dứt, sắc mặt bi tổn thương tới cực điểm. Cửu điên nhưng là vô cùng là nghiêm túc lắc đầu một cái, nói gì ngu nói. Ta là Diệt Đạo Thành đứng đầu, có ta ở đây, còn chưa tới phiên các ngươi chịu chết. Gào thét sấm sét kiếm, mang vô cùng sắc bén cuồng bạo khí, trên đất tạo thành một cái có một cái đổ sộ hình kiếm cái hố. Tất cả Đông Cương vực cường giả, thấy vậy uy năng, đã toàn bộ né tránh, rời đi cái này phiến quảng trường. Trương Nhược Linh Hàn băng bám váy lần nữa khỏa mang tất cả người Trương gia và Diệp Thần, lấy băng xương là thuẫn, đem bọn họ dẫn rời quảng trường. Oanh oanh oanh! Trong hư không sấm sét oai, liên tục không ngừng ngưng tụ ở lôi kiếm bên trên, tạo thành một cái lại một cái sấm sét vòng sáng, ở đó chùy mặt đụng dưới, mang vô cùng ngang ngược sấm chớp mưa bão khả năng. Đủ rồi! Đạo vô cương tính nhẫn nại, ở cửu điên không ngừng né tránh bên trong, dần dần biến mất hầu như không còn. Hắn trong mắt cuồng bạo tàn khốc hiển lộ, trong tay lôi kiếm bị hắn vung thành một đạo sao rơi, gào thét trùng điệp khí linh thần uy mang vô tận sấm sét bạo ngược ra. Cửu điên thần sắc đổi được trắng bệch, hắn hai tay biến đổi thành bạch ngọc vẻ, đem bên cạnh Tam Kiệt cụ già đồng loạt đẩy vào an toàn cảnh. Mình nhưng xoay người hướng đạo vô cương đi, trên mặt đều là lớn không sợ sống chết xem nhạt vẻ. Không cơ hội. Đạo vô cương vẫn ở chỗ cũ đỉnh cấp, mà hắn... Quanh thân huyết mạch bị giới hạn, chân nguyên cơ hồ hao hết, xu thế suy sụp đã định. Chủ nhân, Tam Kiệt già nua trên gương mặt, lóe lên nóng bỏng lệ quang, đều là bọn họ sai, bọn họ không nên đem tin tức nói cho Trương Nhược Linh, không nghĩ tới lại gián tiếp bồi thượng liền chủ nhân tánh mạng. Liền tại tất cả người cho rằng cửu điên thời điểm phải chết. Một đạo lãnh đạm bóng người đột nhiên xuất hiện. Keng, một tiếng chấn điếc phát hội thanh âm ngang qua hư không. Cửu điên trước người lãnh đạm thanh niên giơ một bình đen nhánh kiếm, mưu toan chịu đựng liền rung trời kia nhất kích. Diệp tiểu tử, ngươi không phải hắn đối thủ, tránh ra. Cửu điên khá là cảm động nhìn về phía Diệp Thần, đệ tử thân truyền của mình đối với tự mình ra tay, mà đây cái bất quá là cùng mình làm giao dịch người, nhưng ở trong lúc nguy cấp đứng ra. Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái, đối mặt đạo vô cương, hắn là không có bất kỳ cơ hội, nhưng cái này lần... Cửu điên là vì giúp hắn mới nói trước và đạo vô cương đại chiến, hắn vô luận như thế nào cũng không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi, phong thiên thương thanh âm cho Diệp Thần lòng tin. Lôi đình này kiếm vẫn là ta năm đó cùng hắn cùng nhau chế tạo. Phong thiên thương thanh âm mang vô tận thê lương, hắn thật sự là không tưởng tượng nổi, đã từng là bạn già, vì sao phải tàn sát bọn họ 88 người. Tiền bối, ngươi có thể có biện pháp khống chế cái này lôi kiếm khí linh. Diệp Thần thần niệm động một cái, trong ánh mắt đã vội vàng không nén được. Có thể, Phong Thiên Thương không chút do dự nói. Đạo vô cương mặc dù là nho tổ đệ tử, nhưng cũng không phải chính thống khí linh đại sư, thậm chí có thể nói, năm đó hắn rất nhiều khí linh phương pháp luyện chế, vẫn là Phong Thiên Thương tự mình dạy cho. Liền liền cái này bình sấm sét kiếm, mặc dù nói là bọn họ cùng nhau chế tạo, nhưng chủ đạo người cũng là hắn. Thành tựu toàn bộ thiên nhân vực nhất là nổi tiếng khí linh đại sư, hắn có tự tin này. Xin tiền bối giúp ta, cứu cửu điên. Diệp Thần trầm giọng nói, hơn nữa chủ động buông ra thân thể quyền hạn. Trong nháy mắt, Phong Thiên Thương thần niệm đã bao trùm ở Diệp Thần thân thể bên trên. Đạo vô cương chân mày khẽ động, hắn mà lại ở tiểu tử này trên mình, cảm giác được một chút mùi vị quen thuộc. Mệnh ta thần niệm, dặn bảo ta thần thức, xem ta thần hồn. Đi ta thần hành. Diệp Thần sát kiếm đã thu, chắp hai tay, cả người thân thể bên trên tản mát ra một hồi nóng bỏng ngọn lửa, lửa kia lưỡi giống như luyện ngục như nhau, hung hãn đụng vào sấm sét kiếm bên trên. Nguyên bản gào thét sấm sét kiếm, ở đó ngọn lửa câu liếm dưới, thần uy lôi đình mà lại ở chậm rãi tản đi. Đạo vô cương sắc mặt biến đổi lớn, quát to, người rốt cuộc là ai? Năm tháng bể dâu, người liền ta cũng không nhận ra được sao? Phong Thiên Thương mượn Diệp Thần miệng, chậm rãi nói, trong giọng nói xen lẫn tình cảm phức tạp dị thường, gặp mặt lại,
hai người tới giữa lại cách 87 mạng người. Lại là ngươi. Đạo Vô Cương thần sắc thay đổi liên tục, ngươi lại vẫn còn sống. Phong Thiên Thương thanh âm một lần, chắc hẳn ngươi là 10 phần tiếc nuối, bởi vì, ta sống, ngươi năm đó làm ác, còn có người nhớ. Thiên Thương, chuyện năm đó, ngươi cũng không biết nguyên do trong đó, cũng không phải là ta chủ ý. Đạo Vô Cương tựa hồ còn đọc mấy phần tình xưa, này hướng nhìn về phía Diệp Thần con mắt lại toát ra một chút nỗi niềm khó nói nỗi khổ tâm. Chỉ tiếc lúc này Phong Thiên Thương đã ở xanh thẫm rừng rậm thấy được vậy ngay ngắn như nhau sắp hàng mộ bia, lại hơn Trần Từ lạm điều, cũng bất quá là tranh cãi. Khí linh, lấy ta tên, phản tôn. Diệp Thần hét lớn một tiếng, cả người trên mình tung tóe dậy gió lốc lớn, đem tóc hắn đồng loạt thổi lất phất ở giữa không trung. Nguyên bản Đạo Vô Cương trong tay sấm sét kiếm, lúc này đang từng điểm thiên chuyển phương hướng. Sấm sét kiếm. Đạo Vô Cương ngang ngược gầm to, nhưng đối với lôi đình này kiếm phương hướng biến hóa, không có chút nào ảnh hưởng. Diệp Thần bàn tay giương ra, nguyên bản ở Đạo Vô Cương kiếm trong tay, lại phịch đích một tiếng bay đến Diệp Thần trong tay. Để cho ngươi nếm thử một chút lôi đình này kiếm uy lực chân chính. Phong Thiên Thương sắc mặt trầm ngưng, trong tay sấm sét kiếm, giống như sanh ra một thể, cả người đã ngưng tụ như thiết, quanh thân quấn vòng quanh màu đỏ thẫm nham thạch nóng chảy oai. Vậy đã từng là xây lò bên trong đậm đặc lửa sắc. Sấm sét kiếm ngay tức thì đổi được giống như đỏ thẫm vậy, vốn là thân kiếm đã đỏ au một phiến, phía trên tô điểm tầng tầng điểm sáng, đó thuộc về khí linh thần uy, giống như quá vị thượng thần vậy, giữ tợn hướng Đạo Vô Cương đi. Đạo Vô Cương sắc mặt đổi được nghiêm túc, Thiên Thương, ngươi như thu tay lại, ta có thể lưu lại tiểu tử này mệnh. Phong Thiên Thương lắc đầu một cái, không thể nào. Hắn đôi mắt nóng bỏng. Đỏ bừng như địa ngục tu la, leng keng nhìn Đạo Vô Cương, cầm ngươi nỗi niềm khó nói ra. Nếu không, ta sẽ thay trời hành đạo. Đạo Vô Cương tựa hồ có chút không biết làm sao, trên mặt vốn là vậy một chút do dự, lúc này đổi được bén nhọn. Được, nếu 87 cái đều chết hết, ngươi liền một khối đi cùng bọn họ đi. Đạo Vô Cương mắt lộ ra hung sắc, nhìn về phía Phong Thiên Thương thần thái đã lại không nửa điểm bạn già tình. Ẩn thân ở luân hồi mộ địa ở giữa Diệp Thần trong lòng trầm xuống, Phong Thiên Thương bất quá là khí linh đại sư, hắn hiểu bao nhiêu Đạo Vô Cương, Đạo Vô Cương liền hiểu bao nhiêu hắn. Vậy xích hỏa sấm sét kiếm, phơi bày lao nhanh thế lửa, dễ như bỡn hướng vốn là ký chủ đi. Đạo Vô Cương trần chuồng ngực, lúc này, phía trên sấm sét kiếm đường vân, lại vậy mơ hồ có màu đỏ bên dọc theo dấu vết. Phong Thiên Thương khóe miệng mang một chút giải thoát, đây mới là người diện mạo vốn có đi. Đạo Vô Cương lại không có thời gian đầu tiên đối mặt xích huyết cự kiếm, mà là trong tay huyễn hóa ra một bình hiện lên hàn quang dao găm. Chủy thủ kia lại hướng ngực mình đâm tới, hắn miễn cưỡng đem trên người có lôi kiếm văn lộ ra thịt oan đi ra. Diệp Thần trong mắt lớn thả thần quang, lúc này Đạo Vô Cương cử động để cho hắn có chút không sờ tới đầu óc. Phong Thiên Thương nhìn hắn cử động, lộ ra lau một cái trắng bệch vô lực đắng chát. Phá giải khí linh đại sư hướng ngược lại công kích. Đơn giản nhất vậy gian nan nhất phương pháp, chính là giải trừ tự thân cùng khí linh nối liền, mặc dù loại phương pháp này ở chỗ thân thể và thần hồn sẽ phải chịu lớn vô cùng tổn thương, nhưng là nhanh nhất cũng là hữu hiệu nhất. Đạo Vô Cương dù muốn hay không sẽ dùng như vậy phương pháp. Xích huyết sấm sét kiếm bạo ngược hướng ngực búng máu tươi đầm đìa Đạo Vô Cương đi. Đạo Vô Cương gò má bên trên, rủ xuống mái tóc dài, để cho hắn cả người lộ vẻ được phá lệ phiền muộn. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần trong mắt, lộ ra dữ tợn vặn cổ ý. Hiện tại, sấm sét kiếm đã thoát khỏi ta nguyên mạch. Ngươi có thể làm ta thế nào? Nguyên bản lôi kiếm rậm rạp chằng chịt răng đầy sấm sét, lúc này đã tiêu tán ở toàn bộ trong hư không. Tiền bối còn dư lại giao cho ta đi. Diệp Thần thanh âm từ luân hồi mộ địa truyền tới, Phong Thiên Thương có thể mượn dùng hắn lực lượng tháo xuống sấm sét kiếm cái này một khí linh, đã làm hết sức. Phong Thiên Thương trong lòng biết mình đã hết liền toàn lực, thoát khỏi khí linh sau chiến trường, Diệp Thần so hắn thích hợp hơn. Huống chi hiện tại Đạo Vô Cương cũng bị cắn trả tổn thương nặng, đây là Diệp Thần cơ hội. Giao, giao, giao. Nhất thời, từng luồng mậu thổ nguyên khí, điên cuồng bạo dũng, toát ra ngập trời ánh sáng vàng, ngay tức thì diễn hóa thành 9 chuôi cự kiếm, mỗi một chuôi đều có đại bàng long cột vậy to lớn, ung ung chấn rơi xuống đất, làm thành một vòng. Giống như kiếm tường, vững vàng bảo vệ Diệp Thần. Chấn Thiên Hoàng thành kiếm.
Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên. Diệp Thần quát to một tiếng, bàn tay vung lên, hắc ám nguyên phù sử dụng, vô biên vô tận hắc ám, ngay tức thì bao phủ đúng phiến thiên địa. Tất cả quang minh đều bị đoạn tuyệt. Trên trời dưới đất rơi vào một phiến hắc ám. Cửu Điên tiền bối, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này. Muốn đi? Đạo Vô Cương bóng mát thanh âm đã ở trong bóng tối vang lên. Đám người dưới chân mặt đất đột nhiên mãnh liệt lay động, mặt đất đột nhiên bắt đầu chìm xuống, toàn bộ lòng đất dâng lên bụi đất, tạo thành một phiến màu đen vân, làm cho một phiến thiên địa hiện đầy mây khói. Đạo Vô Cương máu tươi đầm đìa thân xác, lúc này đã oánh oánh nổi lên tầng tầng hồng quang, phía trên chấp động lưu chuyển không ngừng thần uy lôi đình. Lôi đình lực ở hắn thân thể bên trên, lưu chuyển từng đạo nhức mắt màu trắng lưu quang, phát ra thanh âm tê tê. Diệp Thần trong tay sát kiếm hoành ngăn ở trước ngực, quanh thân luân hồi huyết mạch lúc này đã mơ hồ bốc cháy, từng vòng luân hồi lực dọc theo sát kiếm dâng trào về phía trước. Nhảy! Sát kiếm giống như bay thỉ như nhau, mang vô biên luân hồi lực, hủy thiên diệt địa hướng Đạo Vô Cương lao nhanh đi. Đạo Vô Cương lúc này sắc mặt nhưng là ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần phá vỡ hắn Nho Tổ pháp tướng sau đó, vẫn còn có uy năng như vậy, toàn thân linh lực điều động, hội tụ đến 10 ngón tay tới giữa. Linh khí trong trời đất liên tục không ngừng họp lại, ở Đạo Vô Cương trước mặt, ngưng tụ ra một cái hội tụ đầy lôi đình lực sấm sét tấm thuẫn. Mặc dù là do thiên địa linh khí nơi hội tụ mà thành, nhưng giống như kim loại phẩm chất như nhau, chừng 1 mét dày, tản ra vô cùng là ban ngày sáng chói thần quang. Bình bịch bịch. Sát kiếm cùng ban ngày sáng chói tấm thuẫn đụng vào nhau, ở trong nháy mắt, thả ra kinh người lực lượng, đem tấm thuẫn kia đập nghiền. Liên tiếp vang lên 10 mấy lần phá sập tiếng. Có chút ý tứ. Đạo Vô Cương trên mình xông ra một cổ ngập trời sấm chớp mưa bão, hai cánh tay đổi được giống như cột vậy khỏe mạnh, tràn đầy bùng nổ tính lực lượng. Hắn mỗi một nhánh mạch máu tính mạch cũng giống như là một cái to lớn sấm sét đường vân. Huyết dịch kia bên trong bao hàm vô tận thần uy lôi đình, dòng nước chảy cuồn cuộn, cùng nước chảy xiết như nhau vang dội. Như vậy thịnh vượng huyết khí lực, Đạo Vô Cương sấm chớp mưa bão thần uy bạo dọn ra đến trình độ cao nhất, trong hư không tựa hồ bị sấm sét xanh phá vậy, ùng ùng đụng trên mặt đất. Nhan Tuyền Nhi, Huyền Thiên Tử, mượn ta lực lượng. Ầm một tiếng, một đạo hỏa diễm ở Diệp Thần bề mặt, điên cuồng thiêu đốt. Diệp Thần đem toàn bức tâm thần cũng dốc vào đến sát kiếm bên trên, sáng chói kiếm ý, lượn lờ kiếm phong, một đạo tựa như có thể đem thế giới một phân thành hai kiếm quang, bắn ra. Mà đồng thời, Đạo Vô Cương đầy áp sấm chớp mưa bão ý hai quả đấm, xông ngang đánh thẳng đánh vào ở Diệp Thần mặt trước cửa. Máu vỡ, đụng, trong bóng tối tung tóe ra một nâng huyết quang. Diệp Đại Ca, Trương Nhược Linh trong tay hàn băng trường thương khều một cái, thì phải xách súng lên. Nhược Linh. Trương Mạc đưa tay đè ở Trương Nhược Linh bả vai bên trên, ngươi lên cũng đi là chịu chết. Ở hắc ám bên trong Cửu Điên, lúc này sắc mặt khẽ run, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, quanh thân kim quang đầy vải, hắn lại là đang dùng cuối cùng một chút chân nguyên cưỡng ép xua đuổi trong cơ thể độc tố. Chủ nhân, tiếp tục như vậy, ngài lại không tiến bộ có thể. Tam Kiệt nửa quỳ ở Cửu Điên trước người, trên mặt tràn đầy bi phẫn cùng thống khổ. Cửu Điên thậm chí không có mở mắt lại xem bọn họ một mắt, lúc này hắn chỉ muốn mau sớm khôi phục mình thực lực. Đã như vậy, Tam Kiệt liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ hạ định loại nào đó quyết tâm, bọn họ ba người đồng loạt ngồi vào Cửu Điên sau lưng, cùng trong chốc lát ba người chân nguyên đã đồng loạt đốt đốt. Vậy chúng ta liền cùng nhau giết Đạo Vô Cương. Cửu Điên mặc dù toàn lực khôi phục, cảm giác được đến từ sau lưng chân nguyên chống đỡ, khóe miệng không khỏi toát ra một chút ôn nhu cảm động thần thái. Võ đạo thế giới, cũng có chân tình ý. Mà giờ khắc này, Đạo Vô Cương chắp hai tay, vô số sấm sét oai, ở giữa trời đất, vang lên lanh lảnh sấm sét bạo liệt thanh âm, giống như hàng ngàn hàng vạn tăng nhân ở tụng kinh. Diệp Thần từng đạo luân hồi thần mạch mở hết, lục đạo nguyên phù hơi thở cùng với tầng 6 hủy diệt đạo ấn bọc ở sát kiếm bên trên, tạo thành một đạo ánh vàng rực rỡ bóng sáng. Nếu như không phải là trước hắn cưỡng ép sử dụng hoang ma thiên kiếm, đem trong cơ thể linh khí toàn bộ nhín thời giờ, có lẽ còn có cơ hội. Mặc dù đi qua gia chủ Trương gia cực phẩm linh đan, trong cơ thể hắn linh khí lấy được cực lớn khôi phục, nhưng có thể sử dụng thủ đoạn quá ít. Cháy huyền yêu tinh máu, giá phải trả và hậu quả quá lớn. Hắn nghĩ tới có thể sử dụng sửa đổi bản ngàn binh bạo. Nhưng là lúc này,
ngàn binh bạo có thể tế hiến thần binh còn dư lại không có mấy, coi như cưỡng ép sử dụng, cũng bất quá là một cái thông thường chiêu thức. Lá bài tẩy toàn bộ sử dụng, nhưng thủy chung không có chiếm được thượng phong. Đạo vô cương trong tay bao hàm vô cùng là mãnh liệt sấm sét oai, cùng diệp thần sát kiếm quang ảnh đụng vào nhau. Bành! Hai cổ lực lượng mạnh mẽ đụng vào nhau, trên mặt đất, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt, trên bầu trời tầng mây bị tán liệt, giống như thiên băng địa hãm như nhau. Đạo vô cương bộc phát ra chân chính siêu cường thực lực, vượt qua xa giống vậy thái chân cảnh cường giả, toàn bộ hư không cũng chấn động được một hồi sôi trào. Phốc phốc! Diệp thần trong miệng văng tung tóe ra vô cùng là đậm đặc xương máu, thân hình đã bị vậy lôi đình lực đánh trúng. Rung động, tiêu lửa đốt, một cổ nướng mùi vị từ diệp thần trên mình truyền tới. Dù là diệp thần sinh mệnh lực lại khủng bố, giờ phút này vậy khôi phục cực kỳ chậm. Nếu như cái khác thái chân cảnh cường giả bị một kích này, có thể đã chết. Thằng nhóc thúi, ngươi có thể đừng cho ta chết, nếu như ngươi chết, ta thì thật vĩnh viễn vây ở chỗ này. Đất luân hồi bên trong, vậy bị xiềng xích giam cầm mộ bia chủ nhân hoang lão, lần nữa phát ra âm thanh. Hắn tựa hồ có chút gấp cắt. Diệp thần bị vậy lôi đình lực chấn động thức hải sôi trào, cả người có chút phảng phất nhìn trước mắt giữ tợn cười như điên đạo vô cương. Có thể, bên tai nhưng không ngừng vang lên hoang lão thanh âm. Diệp thần, ta có thể cứu ngươi. Hoang lão thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy mị hoặc lực. Tựa hồ ở dẫn dụ trước Diệp thần vậy. Diệp thần cắn thật chặt răng, lảo đảo lắc lư từ trên mặt đất lần nữa đứng lên, hắn sắc mặt trắng bệch, đều là máu tươi, hắn không muốn buông tha, vậy sẽ không bỏ rơi. Miễn cưỡng không có ích lợi gì, ngươi muốn cho bên cạnh ngươi những người này, mỗi một người đều bởi vì ngươi mà chết sao? Hoang lão thanh âm lần nữa truyền tới. Diệp thần quật cường nhìn trước mắt giống như núi cao như nhau không thể leo tới leo đạo vô cương. Huyết mạch hắn hồn lực đã đốt tới trình độ cao nhất, mà nguyên bản hồi phục không nhiều linh lực lúc này cũng đã khô kiệt hầu như không còn. Diệp thần, ta nguyện ý giúp ngươi, cứu tất cả người, không thành vấn đề. Hoang lão thanh âm vang lên lần nữa, ngươi bây giờ linh lực còn dư lại không có mấy, ngươi chỉ hoãn tiếp nữa, coi như là ta, vậy không có cách nào nghịch chuyển thế cục. Lời vừa nói ra, Diệp thần vốn là run rẩy bóng người, khó khăn lắm một lần. Hoang lão cảm giác được Diệp thần do dự, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta nhất định có thể cứu các ngươi thoát khỏi hiểm cảnh. Ngươi vậy phải đáp ứng ta một chuyện. Diệp thần thanh âm rốt cuộc ở luân hồi mộ địa vang lên. Hoang lão loáng thoáng lộ ra một chút yếu ớt nụ cười, được, ngươi nói. Ngươi yêu cầu ta làm sự việc, không thể vi phạm ta tín nhiệm. Nếu không, ta sẽ hủy ước. Được. Hoang lão gật đầu liên tục. Thành tựu thế gian cấm kỵ, lại là thế gian xảo trá cực kỳ tồn tại, hoang lão mà nói, Diệp thần một chữ vậy không tin, nhưng mà, dưới mắt hắn không thể chết được, ít nhất không thể chết ở chỗ này. Vậy đã như vậy, bắt đầu đi. Giờ khắc này, Diệp thần ánh mắt kiên định đến trình độ cao nhất. Có lẽ đây là lựa chọn duy nhất. Trương Nhược Linh dĩ nhiên là không biết Diệp thần lúc này luân hồi mộ địa bên trong sự tình phát sinh, nàng tâm tình giống như vượt núi băng đèo. Trên dưới gào thét, tim vô số lần nhắc tới giọng miệng. Diệp đại ca, Trương Mạc chính là ở một bên than thở, anh hùng yêu nghiệt, làm sao nhân quả? Câu này, lại là cho Diệp thần định sống chết. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng Diệp thần phải chết nháy mắt, dị biến nổi lên. Diệp thần khí tức trên người đột nhiên biến hóa. Nhật nguyệt tề thiên, diệu huy thiên hạ. Diệp thần trong cơ thể đột nhiên xông ra màu xanh ánh sáng. Ngưng tụ thành mấy chục cái thanh long ảnh. Nhất thời, một cổ nhìn bằng nửa con mắt vạn vật thần lực ra chỉ ở hắn trên mình, hắn tản mát ra hơi thở, ngưng tụ ra một tầng oanh oanh liệt liệt gầm thét nguyên lực. Hừ, chút tài mọn. Đạo vô cương mặt đầy giễu cợt, xem ra thằng nhóc này trên người có rất nhiều bí pháp, phong thiên thương như vậy tồn tại, lại cam tâm bị thằng nhóc này xu hướng xứ. Bị xiềng xích áp chế, ta ở luân hồi mộ địa bên trong năng lượng chỉ có thể phóng thích một lần. Hoang lão thanh âm ở luân hồi mộ địa bên trong vang lên. Ngươi tại sao không nói sớm? Diệp thần bao hàm tức giận thanh âm. Ta vẫn chưa nói hết, coi như ta chỉ có thể phát huy một lần năng lượng, cũng đủ rồi. Hoang lão cuồng vọng thanh âm, tựa hồ mang một nụ cười châm biếm, lấy một loại trêu chọc giọng vừa nói. Một phiến màu đỏ thẫm xanh sương mù, che lấp trong xung quanh trăm dặm hết thảy, vậy mấy chục cái long ảnh,
cuốn lên cao 33 mét sóng lửa, xuyên qua toàn bộ quảng trường, cấp tốc dâng trào tới. Diệp Thần nhìn một cái mình hai tay, hơi bất ngờ, giờ khắc này, có Hoang Lão gia trì, hắn thân thể đổi được cường hãn hơn, trong cơ thể luân hồi lực sôi trào, mỗi một khối bắp thịt cũng tản ra nóng bỏng nhiệt độ, tựa hồ có thể hòa tan trong thiên địa hết thảy. Chiến! Thật đơn giản một chữ, từ Diệp Thần trong miệng tê hô lên. Hắn trên lưng hư không giống như rung động vậy, vô tận hư không rạch ra một đạo bình phong che chở, vô tận linh lực chân nguyên, hóa là một cái điểm sáng, lại dần dần hội tụ thành một cái to lớn hư ảnh. Đó là Hoang Lão hư ảnh. Đó là thế gian cấm kỵ hư ảnh. Đó là đã từng trấn áp một cái thời đại diệt thế tồn tại. Đạo vô cương diễn cảm đột nhiên thay đổi. Hắn thần sắc ngưng trọng, phảng phất là cảm giác hít thở không thông vậy, hư ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt. Hắn cổ họng giống như là bị thứ gì át chế trụ như nhau. Vậy là tới từ linh hồn chỗ sâu kinh hoàng và sợ hãi, hư ảnh kia tuyệt không đơn giản. Thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao? Phong Thiên Thương cũng được đi. Vì sao sau lưng còn có một đạo kinh khủng như vậy tồn tại? Giờ phút này, đạo vô cương có chút thấp thỏm nuốt nước miếng, theo hư ảnh dần dần ngưng tụ, hắn nguyên bản sắc bén vô cùng lôi đình lực, lúc này mà lại ở hư ảnh kia đưa mắt nhìn dưới. Thử ra một chút tới. Cửu điên lúc này thân ở cái này vô thượng thái thượng dưới sự uy áp, sắc mặt sợ hãi, mấy năm sống, hắn lại thấy lần nữa vị này. Đạo vô cương ánh mắt hoảng hốt mà tuyệt vọng, dù là chỉ là một hư ảnh, cũng cho hắn một loại đủ nghiền ép hắn cảm giác. Cửu điên tựa hồ mơ hồ đoán được hư ảnh lai lịch. Cửu điên thần sắc phức tạp, lẩm bẩm nói. Thế gian cấm kỵ, rốt cuộc lại tái hiện thế gian, Diệp Thần. Người sau lưng rốt cuộc là người nào? Có cái này tôn cao nhất tồn tại, hắn cháy chân nguyên cử động là uổng công vô ích. Tam Kiệt lúc này gặp Cửu Điên ngừng lại, cũng là nhìn về phía quỷ dị Diệp Thần, ba người sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên linh khí hao tổn vô cùng là nghiêm trọng. Chủ nhân, người nói gì sao thế gian cấm kỵ, chẳng lẽ hết thảy các thứ này là bởi vì là Diệp Thần? Cửu Điên lắc đầu một cái, trong mắt hết sức thần bí, không thể nói. Năm đó hắn còn chỉ là đứa nhỏ, vậy oanh thiên diệt đất vạn sát chi địa, vậy từng chính mắt gặp qua cái này thế gian cấm kỵ ngông cuồng tàn phá. Vậy từng một lần trở thành hắn ác mộng. Lại không nghĩ rằng, đã nhiều năm như vậy, hắn gặp lại. Đạo vô cương, nguy hiểm. Cùng lúc đó, trong hư không Hoang Lão hư ảnh, hơi nghiêng đầu tới, nhìn bằng nửa con mắt nhìn một cái đạo vô cương. Một cái phác tố vô hoa ngón tay, chậm rãi hướng đạo vô cương nhẹ nhàng điểm tới. Vậy trên ngón tay mang vô thượng thái thượng hơi thở, quấn vòng quanh giữ tợn âm lệ thanh long oai. Đạo vô cương giống như là bị cái gì trói buộc ở như nhau, khó khăn lắm bị kẹt tại chỗ, mặc cho to lớn kia ngón tay hạ xuống đến đầu mình đỉnh bên trên. Đạo vô cương tựa như buông tha. Mà ngay lúc này, đạo vô cương ấn đường xuất hiện một đạo cổ xưa đường vân. Rồi sau đó, lại một tôn hư ảnh xuất hiện. Đó là Nho Tổ hư ảnh. Nho Tổ hư ảnh và Hoang Lão hư ảnh lẫn nhau ngưng mắt nhìn. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian tựa như đình trệ. Rồi sau đó, một đạo Phật quang bao quanh đạo vô cương. Hư không biến dạng, đạo vô cương biến mất. Không có ai biết Hoang Lão và vậy Nho Tổ hư ảnh đối mặt tới giữa chuyện gì xảy ra. Mặc dù đạo vô cương biến mất, nhưng dưới mắt, đám người nhưng là được cứu rồi. Cửu điên tâm thần run rẩy nhìn vậy giữa không trung quy luật, nghẹt thở cảm giác giống vậy ở hắn trong lòng tràn ngập ra. Hoang Lão chỉ là hơi liếc hắn một mắt, rồi sau đó vậy tiêu trừ ở trong hư không. Rốt cuộc biến mất, Trương Mạc nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, cho dù là một khối hư ảnh, một cái ánh mắt vậy đủ đem bọn họ người Trương ra toàn bộ chém chết. Cái này là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Trương Nhược Linh ngây ngẩn nhìn chằm chằm Diệp Thần, ban đầu Diệp Thần ở nàng trong mắt. Bất quá là thủy nguyên cảnh võ giả, mà hiện tại, hắn thậm chí lại nữa chỉ là nàng một mực ỷ lại Diệp đại ca, mà là cái đó hô phong hoán vũ thế gian trí cường. Diệp Thần tương lai đường, định trước không giống tầm thường. Nhìn lại thuộc về luân hồi mộ địa Hoang Lão, Diệp Thần một mực treo tim lúc này mới hơi thanh tĩnh lại. Vậy thế gian cấm kỵ thủy chung là cái ung thư giống vậy tồn tại, mình nhất định phải đề phòng. Chúng ta có thể đi về. Trương Nhược Linh nhìn những cái kia lảo đảo muốn ngã người Trương ra, trong lòng có chút không đành lòng, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt biến ảo đứng lên. Diệp đại ca, ta muốn cùng bọn họ về nhà.
Diệp Thần sửng sốt một chút, Trương Nhược Linh đã tiếp nhận Trương thị tổ tiên truyền thừa, hơn nữa nàng bản thân cũng là người Trương gia, hồi Trương gia vậy dễ hiểu. Gia chủ thương thế chưa lành, đạo vô cương biến mất, toàn bộ Đông Cương vực quần long không đầu, chỉ sợ sẽ bùng nổ nguy cơ. Diệp Thần sáng tỏ, nhìn về phía Trương Nhược Linh ánh mắt, tràn đầy vui vẻ yên tâm. Cái này Nam Tiêu Cốc đại tiểu thư, lúc này ở một lần lại một lần chinh chiến bên trong, đã trưởng thành, học biết gánh vác trách nhiệm của mình. Nếu như Trương Tiên Kiện thấy muội muội mình thành tăng đến tình cảnh này, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Có lẽ, sẽ than thở, sẽ đau thương, sẽ vui vẻ yên tâm. Được, người đi về trước bảo vệ Trương gia, chờ ta bên này sự việc kết thúc, lại mang người biết Nam Tiêu Cốc. Trương Nhược Linh lắc đầu một cái, Diệp đại ca, ta đã là người Trương gia, ta muốn ở chỗ này. Vậy ngươi sư cô, ca ca ngươi. Mỗi cái người đều có đường mình phải đi, ca ca bảo vệ Nam Tiêu Cốc, sư cô cũng có mình bảo vệ một phương thiên địa, mà ta, liền làm Đông Cương vực Trương gia bảo vệ người. Trương Nhược Linh hơi thở đột nhiên biến hóa, nàng không còn là một cái phổ thông võ tu, mà là một khối môn phái thần bảo vệ, nàng đem gánh vác Trương gia tổ tiên giao phó, trở thành Trương gia kế nhiệm người bảo vệ. Diệp đại ca, phiền toái ngươi nói cho ca ca ta biết, ta ở Đông Cương vực cùng hắn. Diệp Thần nhìn Trương Nhược Linh, vẻ mặt có chút phức tạp, đoạn đường này sống chung xuống cũng coi là chứng kiến nàng trưởng thành. Võ đạo thế giới là tàn khốc. Đây là sống sót quy tắc, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhược Linh, những thứ này ngươi giữ lại. Bát quái thiên đan lò luyện chế đan dược, Diệp Thần trích ra một phần chia đưa cho Trương Nhược Linh, những thứ này có thể khôi phục người Trương gia thương thế. Sau này nếu như có bất kỳ sự việc, tin tưởng cửu điên tiền bối sẽ là Trương gia mạnh nhất dựa vào. Đã đi tới trước mặt bọn họ cửu điên, gật đầu liên tục. Đạo vô cương biến mất, trên mình hẳn thương thế không nhẹ, trước mắt tới xem, toàn bộ Đông Cương vực, đã ở cửu điên trong túi. Mặc dù đạo vô cương rơi xuống không rõ, nhưng người Trương gia sẽ vĩnh viễn là ta diệt đạo thành bằng hữu. Trương Mạc có chút cảm kích nhìn Diệp Thần, có cửu điên những lời này, bọn họ Trương gia, trăm ngàn năm không cần lo lắng an nguy. Diệp Thần đưa mắt nhìn Trương Nhược Linh bọn họ rời đi, trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Bỏ không được, cửu điên bị Tam Kiệt đỡ, sau đại chiến sống sót sau tai nạn mừng rỡ, để cho tâm tình của hắn ở giờ khắc này vô cùng ung dung, còn có tâm tư nhạo báng Diệp Thần. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía hắn, ta càng bỏ không được tìm thần cổ bàn. Lấy được rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, tiền bối, ngươi hiện tại thương thế quá nặng, đi về trước dưỡng thương, chúng ta sau này cùng nghiên cứu. Cửu điên gật đầu, lần này đánh một trận, mặc dù là độc tố để cho lòng hắn mạch bị tổn thương, nhưng là quan trọng hơn vẫn là hắn cháy chân nguyên, để cho mình hơi thở tổn thất hầu như không còn. Cá chép ban phúc, bát quái thiên đan thuật. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, sử dụng thiên tiên cá chép sao, dùng lại ra bát quái thiên đan thuật. Nhất thời, từng cái cá chép màu vàng hư ảnh, ở Diệp Thần quanh người lững lờ, quanh quẩn ở diệt đạo thành bên trong đại điện. Từng luồng bát quái đan khí, cũng là bao phủ cửu điên thân thể, không ngừng chữa trị hắn thương thế. Nếu như là vậy thương thế, lấy Diệp Thần bát quái thiên đan thuật thành tựu, ngay tức thì cũng có thể trị hết, nhưng vấn đề là, cửu điên chân nguyên cháy là ở quá mức tổn thương đạt tới căn bản, coi như là bát quái thiên đan sách, cũng không thể lập tức chữa. Đã rất tốt. Cửu điên trấn an nói, cho dù hắn lại cũng không cách nào tấn thăng, vậy cuộc đời này không tiếc. Đầm đìa gào thét gió cắt cuộn sạch toàn bộ diệt đạo thành, đạo vô cương thất bại tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Đông Cương vực. Tất cả Đông Cương vực rơi vào một phiến hỗn chiến bên trong, vô số thế lực đỉnh núi san sát lên, mùi máu tanh nồng đậm đạo tràn ngập ở toàn bộ không gian khu vực. Mà diệt đạo thành và Trương gia ngược lại thành lúc này Đông Cương vực nhất là địa phương an tĩnh. Chính là hai địa phương này đi ra người, bức lui đạo vô cương. Mặc dù đạo vô cương không có chết, lại là thần bí mất tích, nhưng lịch sử vĩnh viễn chỉ sẽ nhớ giành thắng lợi người. Giờ phút này, Trương Nhược Linh vô cùng buồn chán nhìn phía xa tinh không, cũng không biết Diệp đại ca hiện tại như thế nào, Trương gia đã lần nữa bước vào nề nếp, ở chỗ này, nàng nhìn thấy trách nhiệm của mình cùng sứ mạng. Diệp đại ca, ta đời này may mắn nhất sự việc chính là gặp phải ngươi. Hy vọng có một ngày, ta có thể thấy ngươi leo lên vực ngoại đỉnh, trực diện thái thượng thế giới những cái kia chí cường. Cùng lúc đó, diệt đạo thành một tòa cung điện. Lạnh như băng gió lạnh,
đem đất đồng hồ trên đất bùn hất bay. Diệp Thần lãnh đạm bóng người ở đó băng hàn bên trong hiện ra. Cửu Điên hơi nhảy tới trước một bước, giày ống đạp ở trên mặt đất hơi nặng vùi lấp, linh lực từ đủ để tràn ra, thấm xuống mặt đất. Tìm thần cổ bàn ở nơi nào? Cửu Điên mở miệng nói, thần sắc ngưng trọng. Diệp Thần nghe vậy, đã đem đặt ở luân hồi mộ địa bên trong tìm thần cổ bàn lấy ra. Nguyên bản vô cùng nặng nề tìm thần cổ bàn, lúc này tản ra từng đạo thần quang uy áp, đặt ở Cửu Điên trường án bên trên. Đây chính là tìm thần cổ bàn. Cửu Điên nhìn tỉ mỉ tìm thần cổ bàn, còn người đông lại một cái, Diệp Thần, người có biết tìm thần cổ bàn có thể tìm được cái gì? Ta tự nhiên biết. Diệp Thần gật đầu một cái, đem chiếc luân hồi chi chủ để lại cho mình thần ấn ngọc bội lấy ra. Thần ấn ngọc bội. Cửu Điên cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, trong truyền thuyết khác biệt thần vật, lại đồng thời xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Ta muốn biết ta một khối này thần ấn ngọc bội, là không phải chân chánh thần ấn chỗ. Cửu Điên lắc đầu một cái, ta cho tới bây giờ không có gặp qua chân chính thần ấn, chỉ là ở trong truyền thuyết đã nghe qua mà thôi. Diệp Thần nhíu mày một cái, nhìn về phía thần ấn ngọc bội rõ vẻ mặt có chút mong đợi. Bất quá, năm đó liên quan tới thần ấn lời đồn đãi đặc biệt nhiều, được tìm thần cổ bàn người liền có thể tìm được thần ấn. Mà được thần ấn người, thì có bước vào thái thượng thế giới tư cách. Làm Cửu Điên tiếng nói rơi xuống. Diệp Thần nhưng phát hiện luân hồi mộ địa truyền đến một chút chấn động. Hắn nói không sai, năm đó, chúng ta 81 người hao hết trọn đời tinh lực, mới được tìm thần cổ bàn luyện chế được, một mặt có thể dùng hắn để phân chia chúng ta luyện chế hàng phỏng chế, mặt khác, có thể thông qua khí linh đến nay liên lạc, tìm được thần ấn. Phong thiên thương thanh âm vang lên, luân hồi mộ địa ở giữa hư ảnh hai tròng mắt phát ra nóng bỏng con mắt. Vậy ta liền nhìn ta một chút thần ấn ngọc bội có phải là thật hay không? Diệp Thần thần sắc vào giờ khắc này có chút kích động. Mà vậy đã sớm mất đi sáng bóng thần ấn ngọc bội, bị Diệp Thần linh lực vây quanh gói lại, tản mát ra màu bạc ánh sáng rực rỡ, giống như từng chuôi kiếm nhỏ, ở đó tìm thần cổ bàn bên trên kịch liệt rung động. Cửu Điên và Diệp Thần khẩn trương nhìn ngọc bội kia. Tìm thần cổ trên khay mặt, hiện lên 118 cái điểm sáng, giống như cất một phiến tinh không sáng chói. Vô số tinh không lấm tấm, hướng vậy ánh sáng rực rỡ kiếm nhỏ quấn quanh đi. Là thật, Diệp Thần trong lòng một phiến khao khát. Bành! Thần ấn ngọc bội đột nhiên tới giữa vỡ vỡ thành hai mảnh, rào rào đích một tiếng rơi vào tìm thần cổ bàn bên trên, hai phe ánh sáng rực rỡ, lúc này đã toàn bộ tiêu tán. Là hàng phỏng chế. Cửu Điên tiếc nuối đưa tay cầm lên vậy hai nửa thần ấn ngọc bội. Hẳn là chúng ta năm đó lưu lại ba dạng có thể lấy giả đánh cháo hàng phỏng chế, cho dù là hàng phỏng chế, so với vậy vật phàm, nó cũng là chí cao chân bảo. Diệp Thần gật đầu một cái, có thể chịu đựng luân hồi chi chủ một chút thần hồn ngọc bội, hơn nữa có thể lâu dài cất giữ trong đó uy năng, thần ấn ngọc bội liền tuyệt không đơn giản. Tiền bối, vậy chúng ta như thế nào mới có thể tìm được chân chính thần ấn? Dùng máu ngươi, nhỏ vào vậy tìm thần cổ mâm vết cắt bên trong. Phong thiên thương thanh âm lại lần nữa vang lên, Diệp Thần ngón tay ở lòng bàn tay rạch một cái, đã tích xuất máu tươi chảy nhập vậy tìm thần cổ bàn bên trong. Ngươi cũng biết phương pháp. Cửu Điên nghi ngờ nhìn Diệp Thần cử động. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, có một số việc, hắn cũng không thể toàn bộ cho biết người khác. Cửu Điên trầm mặc xuống, hắn cũng nhớ tới trước khi tới Diệp Thần và Đạo Vô Cương đối thoại, khi đó Diệp Thần, tựa hồ cũng không phải là Diệp Thần. Thằng nhóc này còn không qua trăm tuổi, thế nào sẽ có như thế nhiều bí mật? Giờ phút này, tìm thần cổ bàn 118 cái điểm sáng lại lần nữa phơi bày ra, một phiến tinh không sáng chói bên trong, từng hạt tròn ánh sao nhảy lóng lánh. Không cần thiết chốc lát, một phiến màu máu đỏ luân hồi hơi thở, từ tìm thần cổ trong mâm bay lên. Hội tụ thành một cái nhỏ xíu cá chép, ở đó tinh không sáng chói bên trên, lao nhanh di động, tựa hồ ở ngửi thứ gì. Ở chỗ này, thứ 119 cái điểm sáng, là một người vô cùng là máu đỏ điểm sáng, ở toàn bộ tìm thần cổ bàn bên trên lộ vẻ được phá lệ đột ngột. Chỗ này là, Cửu Điên chắp tay sau lưng, nếu như hắn không có đoán sai, chỗ này ngay tại Đông Cương vực bên trong. Nơi này phạm vi là Đông Cương vực. Diệp Thần vậy nhận ra cái này hoàn cảnh chung quanh biến hóa, mặc dù mô tả vô cùng là đơn giản, nhưng cũng biết buộc vòng quanh Đông Cương vực địa hình biến hóa. Đây là Đông Cương thần điện chỗ.
Cửu Điên chỉ cái này cái điểm đỏ chỗ ở vị trí, có chút chần chờ nói. Đông Cương Thần Điện, chính là Đạo Vô Cương cái đó thần điện. Cửu Điên gật đầu một cái, hắn cũng không có dự liệu được, tìm thần cổ bàn lại và thần ấn ở một chỗ. Diệp Thần đại khái cũng chỉ có thể nhận ra Đông Cương vực, tới vào trong đó vị trí cụ thể, vẫn là Cửu Điên càng quen thuộc. Ta lúc ấy bắt được tìm thần cổ mâm thời điểm, cũng không có cảm nhận được một chút xíu thần ấn dấu hiệu. Diệp Thần vừa nói, một bên phân ra một chút thần thức, đã đến luân hồi mộ địa đi truy hỏi Phong Thiên Thương. Phong tiền bối, có phải hay không là tìm thần cổ bàn sai lầm? Phong Thiên Thương lắc đầu một cái, hơi có vẻ hoài nghi, nhưng ánh mắt nhưng là vô cùng kiên định, tìm thần cổ bàn sẽ không ra sai, nhưng là nếu như liền ta lúc ấy cũng không có phát hiện, vậy chỉ có thể nói rõ, thần ấn sẽ ở đó Đông Cương thần điện sâu trong lòng đất, chẳng qua là bị thứ gì nơi che giấu, ta mới không có cảm giác được một chút khí linh liên lạc. Nếu quả thật ở Đông Cương thần điện, nhiều năm như vậy, Đạo Vô Cương tại sao không lấy ra, hắn không biết. Sẽ không, được tìm thần cổ bàn người được thần ấn, tìm thần cổ bàn hắn đã nơi tay nhiều năm. Không có lý do gì không tìm được thần ấn. Lúc này Phong Thiên Thương cũng có chút không đoán ra cái này sau lưng huyền cơ. Diệp Thần chân mày nhíu lên tới, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, hoặc là thần ấn là Đạo Vô Cương mình cất giữ, hoặc là hắn lấy không được, cho nên dứt khoát cầm Đông Cương thần điện rời đến phía trên này. Một mặt là bảo vệ, một mặt là chờ đợi còn có thể đủ lấy người tới. Ừ, Phong Thiên Thương gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa. Mà Cửu Điên vậy suy đoán ra một hai, Đạo Vô Cương âm hiểm hèn hạ, hắn không có lấy thần ấn, có thể là căn bản lấy không. Diệp Thần gật đầu một cái, Đạo Vô Cương tàn bạo, không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng, hôm nay hắn đã ở Hoang Lão dưới quyền thất bại, hơn nữa biến mất tung ảnh, nguyên do trong này. Bọn họ sẽ rất khó biết hiểu. Đi xem một chút đi, đoán là không đoán ra được. Cửu Điên vui sướng cười, hôm nay Đông Cương vực lại không thực lực có thể cùng chống lại, hắn đem lại cũng không có có thể địch nổi đối thủ. Hắn chính là nơi này vương. Bất quá, có một người ngoại trừ. Đó chính là trước mắt Diệp Thần. Đối với Cửu Điên mà nói, hắn biết mình và Diệp Thần sớm thì không phải là một cái vị diện tồn tại. Diệp Thần người sau lưng là có thể trực tiếp vẫn giết mình khủng bố cường giả. Hắn vui mừng mình khá tốt và Diệp Thần đứng ở cùng trận doanh, nếu không trận chiến này, thất bại chính là mình. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Đông Cương thần điện phương hướng, nhẹ khẽ gật đầu, rồi sau đó nghĩ tới điều gì, mở miệng nói tiền bối thương thế, như thế nào. Giết một cái Đạo Vô Cương vậy dư sức có thừa, Cửu Điên khá là hăm hở nói. Diệp Thần lộ ra một cái bất đắc dĩ vẻ mặt. Đạo Vô Cương thật giống như cũng không phải tiền bối ngươi đuổi chạy đi. Hai tiếng sau đó, hai đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Đông Cương thần điện dưới. Lòng đất lại có một cánh cửa. Trong đó một đạo lãnh đạm bóng người, dĩ nhiên là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn sâu trong lòng đất vậy một vũng thanh linh ao nước, vui mừng trong lòng tình giật tại bày tỏ, hắn tuyệt không nghĩ tới cái này sâu trong lòng đất lại là linh khí hội tụ chi địa. Nguyên bản tràn ngập ở thế gian linh khí trên đất vực tới giữa phân phối vốn cũng không thăng bằng, xem Nam Tiêu Cốc như vậy tồn tại, đã là thiên nhân vực ít có. Không nghĩ tới chỗ này linh khí lại có thể hội tụ thành chất lỏng, có thể gặp phẩm chất chí cao, bình xanh khó khăn gặp. Cửu Điên vậy mắt lộ ra sạch bóng, ao nước này tinh hoa dị thường đậm đà, hắn ở lâu Đông Cương vực lại cho tới bây giờ không có phát hiện qua. Thần ấn ở nơi đó. Cửu Điên đột nhiên chỉ vậy trong ao nước giữa một vật. Vậy một vật đang ao nước bên trong dâng lên một vòng nước xoáy, toàn bộ ao xanh tươi dày đặc tinh hoa, chậm rãi dâng lên, lại không có nửa điểm tràn ra, cuối cùng hình thành một cái xanh tươi quả bóng nước, hoàn toàn đem vậy một vật bao bọc ở trong đó. Cái này xanh tươi quả bóng nước từ ao nước bên trong bồng bềnh ra, nhưng lại không phải bất động, mà là lấy một loại tốc độ cực nhanh chóng xoay tròn. Giống như là một tầng trong suốt bảo vệ che chở như nhau, đem vậy màu xanh biếc ao nước giam cầm ở trong đó. Diệp Thần con ngươi híp lại, quả bóng nước ở giữa đồ quả thật và thần ấn có chút giống, nhưng hắn mơ hồ cảm giác thần ấn tuyệt sẽ không đơn giản như vậy đạt được. Chẳng lẽ cái này thần ấn cũng là hàng phỏng chế? Bất kể như thế nào, hắn vậy phải nghĩ biện pháp lấy ra tra xem. Chú ý! Cửu Điên phủ đầy hủy diệt quy luật lực bàn tay. Nhẹ nhàng tiếp xúc tới cái này trong suốt bảo vệ bình phong che chở. Thần ấn ở như vậy tinh hoa chi địa, Đạo Vô Cương nhưng thủy chung không có chộp lấy.
thì không muốn cầm, vẫn không thể cầm. Diệp Thần trong lòng biết trong đó nhất định có nguyên do, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Cửu Điên. Ngay tại Cửu Điên bàn tay chạm được trong suốt màn hào quang trong nháy mắt, một loại không cách nào kháng cự lực lượng bất thình lình phóng thích, trong nháy mắt liền khống chế Cửu Điên thân thể. Chỉ là lực lượng này còn chưa đủ mạnh, Cửu Điên trong cảm giác cũng chỉ có tí ti lũ lũ mà thôi, nhưng mà lực lượng này cùng mình lực lượng có bản chất khác biệt. Vậy màn hào quang bên trên một cổ không giống tầm thường ý chí lực, tựa hồ là thông qua cường đại gì niệm lực diễn sanh ra, Cửu Điên ở trong một cái chớp mắt này đã cảm giác bén nhạy đến, cổ lực lượng này là thần hồn lãnh vực mang theo quy tắc lực. Cửu Điên cơ hồ không chút do dự đưa bàn tay rút về, ở đến lúc này một đi tới giữa, hắn thậm chí có thể cảm giác được linh khí của mình lại nhanh chóng biến mất hơn nửa. Có vấn đề. Cửu Điên sắc mặt hơi trầm xuống, cái màn hào quang này bên trên có thần hồn loại quy tắc lực, hơn nữa, còn sẽ hấp thu ta linh khí. Ta có thể cảm nhận được, nếu như cưỡng ép tiến vào, chẳng những sẽ mất đi thân thể nắm trong tay, trong cơ thể linh khí còn không có chờ được tiếp xúc tới thần ấn, cũng sẽ bị hoàn toàn nhín thời giờ. Diệp Thần nhìn trước mắt quỷ dị này màn hào quang, liền Cửu Điên tuyệt thế cường giả như vậy đều không cách nào tiến vào, thật sự là quỷ dị đáng sợ. Ta thử một chút. Diệp Thần hóa huyết thần sợi bông, Trần Bia cùng với tuất thổ nguyên phù vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, cả người tựa hồ bị bọc ở một tầng máu loãng và tuất đất nguyên khí bên trong. Diệp Thần vậy bao quanh hóa huyết thần sợi bông và tuất thổ nguyên phù bàn tay, thận trọng chạm tới trong suốt màn hào quang. Cái loại này khí tức quỷ dị, tựa như cùng Cửu Điên nói như vậy, ở trong một cái chớp mắt này tràn ngập ở mình thức hải bên trong. Diệp Thần giác được linh khí của mình liền thật giống như là bị thứ gì trừ ly liền vậy, phá vỡ phòng ngự của mình, trực tiếp bị cuốn vào ao nước bên trong. Cổ khí tức kia lần nữa thả ra ti ti lũ lũ tinh thần chập chờn, Diệp Thần bàn tay mặc nhét vào qua, trực tiếp tràn vào mình thức hải bên trong. Hủy diệt đạo ấn, luân hồi huyết mạch, mở. Diệp Thần luân hồi huyết mạch vận dụng trước, trong miệng một tiếng kêu đau, vô cùng minh mông lực lượng hủy diệt. Cưỡng ép đem mình ý chí lực tăng lên tới cao nhất tình cảnh. Chỉ là ở đó màn hào quang cường đại tinh thần lực quy tắc dưới tác dụng, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn và huyết mạch đổi được trắng bệch không có sức, thậm chí trở thành mặc cho người thịt cá tồn tại. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được cường đại lực lượng đang từ từ ăn mòn và xóa bỏ mình ý thức và linh hồn, nếu như một khi hai người này bị hoàn toàn lau đi, toàn bộ thân thể cũng sẽ trở thành là thức ăn gia súc giống vậy tồn tại, trở thành ao nước chất dinh dưỡng. Cửu Điên thấy vậy, vội vàng đem Diệp Thần về phía sau kéo một cái. Khặc khặc, một hồi cười quái dị từ vậy trong ao nước truyền ra, tựa hồ là đang giễu cợt hai người thực lực không đủ. Trong ao nước tựa hồ có cái gì dị thú đang du động, vậy dị thú thân thể hiện lên quýt ánh sáng màu đỏ, ở đó ao nước phía dưới thoáng hiện. Có thần thú bảo vệ. Cửu Điên nhìn cái này trong suốt màn hào quang bên trong dị thú thần quang, sắc mặt đổi được nặng nề mà sợ hãi. Nếu như ta không có đoán sai, màn hào quang trên quy luật, là nó tản mát ra. Diệp Thần gật đầu một cái, thần bí này thái cổ dị thú, là bao trùm ở luân hồi huyết mạch và hủy diệt đạo ấn trên mạnh mẽ tồn tại. Nhìn dáng dấp, chúng ta cũng không có tư cách tiến vào. Chắc hẳn cái này các thứ, cũng không phải người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện chấm mút. Cửu Điên thở dài, nhìn về phía Diệp Thần con mắt tràn đầy không biết làm sao. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ rơi, Diệp Thần thần thức đã lần nữa hỏi hướng Phong Thiên Thương, Phong tiền bối, có không có cách nào tiến vào. Phong Thiên Thương thần sắc cổ quái, ta cũng không cảm giác được thần ấn, ao nước này không đơn thuần chỉ là linh lực thuần túy hội tụ, nó ngăn cách thần ấn tất cả hơi thở, nếu như không phải là cầm tìm thần cổ bàn, nhất định không cảm giác được. Phong Thiên Thương lắc đầu nói, luyện chế khí linh nhiều năm, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy linh dịch. Vậy tí ti quy luật lực, như vậy linh dịch còn có vậy di động hư ảnh thần thú, cùng làm một thể. Ừ. Diệp Thần tiếc nuối gật đầu một cái, Phong Thiên Thương cũng không có cách nào, xem ra muốn đạt được cái này thần ấn, thực lực tu vi còn được lại tiếp tục tăng lên. Trừ thực lực tuyệt đối, lại vậy không có biện pháp gì phá vỡ cái này lồng bảo hộ. Xem ra đạo vô cương cũng không phải là không muốn phải lấy được thần ấn, mà là không lấy được. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, đạo vô cương thực lực cảnh giới cùng Cửu Điên không phân cao thấp, Cửu Điên không cách nào xuyên thấu, đạo vô cương tự nhiên không được, chỉ bất quá hắn nếu giữ ao nước này mấy chục ngàn năm, nhất định cũng có nghiên cứu. Đáng tiếc hắn biến mất,
nếu không nói không chừng hắn có biện pháp gì. Đi về trước đi, thảo luận kỹ hơn. Hai người có chút lưu luyến nhìn lại một mắt ao nước, chỉ có thể hám hám rời đi. Dọc theo đường đi, Diệp Thần phát hiện Đông Cương vực khắp nơi đều là thi thể và võ đạo ý vận chập chờn. Hiển nhiên, Đông Cương vực đang tiến hành một vòng lớn xào bài. Đoạn đường này trở về, Đông Cương vực một phiến giết hại. Diệp Thần ánh mắt có chút không biết làm sao, hắn và Cửu Điên từ bầu trời bước qua, trên mặt đất thế lực khắp nơi đang chém giết đánh lộn. Thần ấn nếu ở đó Đông Cương thần điện dưới, ta tự nhiên được đi trước chờ đợi. Cửu Điên nguyên bản tiêu sái gương mặt, lúc này phảng phất là có một chút giam cầm, nguyên bản hắn là muốn chiến thắng đạo vô cương sau đó liền ngang dọc các vực. Chỉ là hiện tại, hắn đến lúc hắn phải đợi người, tự nhiên phải hoàn thành sứ mạng của hắn. Thời khắc này Đông Cương vực, ta diệt đạo thành chính là tôn. Cửu Điên lộ ra lau một cái liều lĩnh nụ cười, cái này Đông Cương vực cục diện hỗn loạn, liền đến đây chấm dứt đi. Diệp Thần gật đầu một cái, Cửu Điên giờ phút này chính là Đông Cương vực người mạnh nhất, do hắn tới kết thúc cuộc phân tranh này, dĩ nhiên là tốt nhất, hơn nữa, do hắn tới trấn thủ thần ấn, hắn cũng sẽ không lo lắng thần ấn sẽ bị những người khác mơ ước. Trương gia làm phiền tiền bối bảo vệ. Diệp Thần chắp tay, Trương Nhược Linh nếu đã quyết định bảo vệ Trương gia, hắn tự nhiên muốn là Trương Nhược Linh lót đường, có Cửu Điên trợ giúp nàng, muốn đến vậy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tự nhiên, người đại khả yên tâm. Hôm nay Đông Cương vực, tất cả quy tắc lần nữa lập ra, tất cả phái đừng lần nữa xào bài, Diệp Thần thấy vô số võ tu trong mắt đều là mờ mịt cùng không giúp. Những cái kia đã từng là đạo vô cương kiện tướng đắc lực, ở Cửu Điên làm chủ Đông Cương thần điện sau đó, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có hoảng không chừa đường chạy trốn rời đi, có thì có khí phách cậy mạnh tự vận tại quảng trường. Diệp Thần lạnh nhạt đứng ở trên đài cao, máu trong vắt quảng trường hiện lên hồng quang, một phiến mùi máu tanh. Diệp Thần, đáp ứng ta sự việc, ngươi nên thực hiện. Luân hồi mộ địa bên trong, Hoàng lão thanh âm lại xuất hiện, để cho Diệp Thần trong lòng chấn động một cái. Ta sẽ không giúp ngươi chém nữa mở khóa liên. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi liền nói, bị đoạt xác trải qua, có một lần liền đã đủ. Ha ha ha! Hoàng lão tiếng cười ở toàn bộ luân hồi mộ địa bên trong rung động, tựa hồ tâm tình cực tốt, Diệp Thần có bao nhiêu sợ hãi hắn, liền thuyết minh hắn tồn tại đáng sợ cỡ nào. Ngươi yên tâm, không phải để cho ngươi giúp ta chém mở khóa liên. Cái khác điều kiện, ngươi lại nói xem. Diệp Thần hai tay ôm quyền để ngang ngực. Một mặt cảnh giác nhìn trước mắt luân hồi mộ bia. Ta biết người muốn đi vào vậy đặc thù quy tắc bảo vệ màn hào quang, thật ra thì, như vậy thuần túy tinh thần quy tắc lực, có hai loại biện pháp có thể phá vỡ. Biện pháp gì? Thứ nhất, có tuyệt đối thực lực, nếu như người đem người mượn tại ta, vậy ta có thể phá vỡ. Diệp Thần quắc mắt khều một cái, sắc mặt đổi được âm lãnh. Hiển nhiên đại biểu cự tuyệt. Ta chỉ là nói một chút mà thôi. Hoàng lão thanh âm mang nhạo báng vẻ, lần trước bị Nhâm Phi Phàm cắt đứt sau đó, hắn muốn mượn nữa dùng Diệp Thần thân thể, cơ hồ lại không khả năng, chỉ có thể tiếp tục nói, thứ hai, nếu là có giống vậy có đặc thù phép tắc mạnh mẽ thần binh là có thể đem phá vỡ. Có đặc thù phép tắc mạnh mẽ thần binh. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nếu như có phương pháp, loại cấp bậc này thần binh, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đạt được. Diệp Thần, ta từng có một chuôi có cực mạnh quy luật ý thần binh. Chỉ tiếc ở đó chúng thần trong cuộc chiến bể tan tành, trở thành một chuôi kiếm gãy. Kiếm gãy? Diệp Thần có chút tiếc nuối nghe. Đây chính là ta muốn để cho ngươi làm sự việc, giúp ta tìm được cái này một chuôi kiếm gãy. Nếu kiếm đã gãy, tại sao còn muốn tìm? Hoàng lão lần này cũng không có nói thẳng nói, trầm mặc chốc lát, tựa hồ có chút gì ẩn tình chẳng muốn tiết lộ. Ta tự nhiên có ta chỗ dùng, cho dù chỉ là một chuôi kiếm gãy. Giúp người phá vỡ vậy quy luật bình phong che chở, cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần yên lặng, hắn đối với Hoàng lão người này, từ đầu tới đuôi một mực duy trì vô cùng hoài nghi. Nếu quả thật như Hoàng lão mà nói, một chuôi kiếm gãy thì có như vậy uy năng. Vậy đã từng hoàn chỉnh kiếm, đem có như thế nào uy năng? Diệp Thần thậm chí không dám tưởng tượng. Nhưng là đạt được thần ấn, đối với Diệp Thần mà nói đã là tên đã lắp vào cung trọng yếu nhất. Ở nơi nào? Diệp Thần rốt cuộc vẫn là đáp ứng, chỉ cần mình vững vàng trấn thủ luân hồi mộ địa, Diệp Thần tin tưởng Hoàng lão cũng sẽ không có làm ác cơ hội. Thiên nhân vực, vẫn thần đảo,
người hiện tại liền lên đường, ta sẽ nói cho ngươi như thế nào đi. Hoàng lão nói, được, ta đáp ứng ngươi, không quá ta rời đi Đông Cương vực trước, phải đi một chỗ. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh thật nhanh trong hư không qua lại đi, rất nhanh liền xuất hiện ở Trương gia bầu trời. Diệp đại ca, Trương Nhược Linh nhìn bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện Diệp thần, đạo đạo tương tự ý đã len lén núp vào trong lòng bên trên. Nhược Linh, cửu điên tiền bối đã chính thức làm chủ Đông Cương thần điện, sau này toàn bộ Đông Cương vực, nếu như gặp phải vấn đề gì, người có thể tự trực tiếp tìm hắn. Diệp thần nhìn mấy ngày không gặp dung nhan như cũ tuấn tú Trương Nhược Linh, nguyên bản trên gương mặt mềm mại da thịt, lúc này đã thấy thành thục bộ mặt đường cong, thành thục phái nữ mị lực, tăng thêm không thiếu. Ừ, Diệp đại ca, người phải đi. Trương Nhược Linh một mắt liền xem rõ ràng liền Diệp thần chuyến này mục. Diệp thần gật đầu một cái, ta đã cùng cửu điên tiền bối cáo từ, ta phải rời khỏi 10 ngày. Không ra ngoài dự liệu 10 ngày sau, sẽ trở lại. Diệp đại ca, người chuyến này, nhất định tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Diệp thần lộ ra một cái nụ cười ấm áp, người liền yên tâm, ta sẽ đem chuyện người chuyển về Nam Tiêu Cốc, để cho ca ca người yên tâm. Ừ, cảm ơn Diệp đại ca. Diệp thần không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng sờ một cái Trương Nhược Linh sợi tóc chăm sóc kỹ mình. Một giây kế tiếp, bóng người liền biến mất ở Trương Nhược Linh tầm mắt bên trong. Hắn không biết cái này vẫn thần đảo ở thiên nhân vực ý vị như thế nào, hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua, nhưng năm đó và hoang lão có liên quan, tuyệt đối không phải vậy chi địa. Chỉ hy vọng, chuyến này không nên xảy ra chuyện. Vẫn thần đảo tọa lạc tại thiên nhân vực cực tây chi địa, bị vô tận cuồn cuộn nước biển bao vây. Diệp thần đứng ở đó nước biển trước, sương mù trắng xóa đem người tầm mắt toàn bộ cách trở, không cách nào thấy vậy nước biển sau hòn đảo tướng mạo. Không giống với vậy hải vực xanh biếc sắc hoặc là có nước biển màu đen, cái này bọc ở vẫn thần đảo ra vùng nước, phơi bày ra một phiến đỏ tươi thái độ. Truyền thuyết mấy chục ngàn năm trước chúng thần cuộc chiến, nơi này chính là chiến trường, vô số siêu cấp cường giả chết, máu toàn bộ dưới vào cái này vùng biển bên trong, nguyên bản trong suốt nước biển, liền biến thành đỏ như máu sắc, tựa hồ là ở lễ truy điệu chết đi chiến hồn. Diệp thần không biết trong đó thật giả, nhưng vẫn thần đảo danh hiệu. Chắc hẳn chính là từ trận chiến ấy tới, thế gian cấm kỵ như vậy tồn tại cũng đối với cái này vẫn thần đảo và kiếm gãy giữ kín như bưng, chắc hẳn trong đó còn có vô tận nhân quả. Xuyên qua nơi này, liền có thể đến vẫn thần đảo. Hoàng lão trong thanh âm tựa hồ bao hàm một chút không dằn nổi tiêu lửa đốt, Diệp thần trong bụng càng suy đoán, nhưng nếu đã đến nơi này, cũng chỉ có thể đi vào trước, những chuyện khác làm tiếp dự định. Diệp thần chắp tay lên, một chân một chút. Đã ngang qua ở toàn bộ vùng biển bên trên. Ừng ực, mấy tiếng hung thú đặc biệt nuốt vào ý, ở đó biển máu bên trong phát ra, Diệp thần tự cao hướng xuống mắt nhìn xuống, mơ hồ có thể thấy nước kia để có vô số hư ảnh, đang hướng mặt nước ép tới gần. Từng đạo thân ảnh màu xám cho, không ngừng từ vậy trong vũng máu lăn lộn ra. Những cái kia màu xám cho người, từng cái dài đầy miệng, tròn xoe thân thể, trên mình chỉ có ngắn ngủn lông. Đây là cái gì? Là U Minh huyết thú. Hoàng lão thanh âm từ luân hồi mộ địa truyền tới, kể từ năm đó đánh một trận sau đó, không nghĩ tới cái này vẫn thần đảo, lại bị cái này cùng huyết thú chiếm lĩnh. Những cái kia từ trong vũng máu dạo chơi đi ra ngoài hung thú, điên cuồng hướng Diệp thần xông lại, trong mắt tràn đầy cuồng bạo và là máu. Từng đạo màu đỏ quầng sáng, từ trong vũng máu thăng dọn ra, lập tức dung nhập vào huyết thú trong cơ thể. Bọn họ thân thể trên cường hãn ý càng lộ vẻ liều lĩnh. Bình bịch bịch. Một khắc sau, những máu kia thú từng cái thân thể lại đột nhiên gian bạo tăng, lật đổ từng cái khô đét túi nước rót đầy nước. Trong quá trình này, huyết thú trong mắt lộ ra liều lĩnh sát ý và nồng đậm huyết khí. Diệp thần vậy không do dự, một chuôi sát kiếm ngang qua hư không, ngang ngược hung ác oai, ngang nhiên không sợ hướng vậy tất cả U Minh huyết thú đi. Bình bịch bịch. Sát kiếm tiếp xúc tới huyết thú da thịt nháy mắt, ngang qua bọn họ thân thể, ở huyết thú quần chúng phát ra tiếp liền không ngừng tiếng nổ. Nhóm đầu tiên lao ra huyết thú đồng loạt ở trong hư không muốn nổ tung lên, giống như đỏ tươi sắc diễm lửa chiếm cứ ròng rã một mặt hư không. Diệp thần ánh mắt như cách, thậm chí quan sát được mỗi một cái huyết thú trong cơ thể, đều có một cái màu máu đỏ ngâm nước, ở hung thủ thân thể bể trong nháy mắt, nước kia ngâm cũng bị cùng nổ tung. Nửa giờ sau đó, xuyên qua biển máu này,
vô số u minh huyết thú bị Diệp Thần đánh rơi ở vùng biển bên trong, hắn rốt cuộc bước lên Vẫn Thần Đảo. Vẫn Thần Đảo cùng đỏ tươi vùng biển giao nhận mặt đất, đất bùn phơi bày đỏ tươi vẻ, giống như cầu vết máu vậy, tản ra vô cùng sắc bén sát ý. Diệp Thần rơi xuống đất trong nháy mắt, thậm chí nghe được trên chiến trường oanh mãnh liệt tiếng chém giết, tàn bạo mà lãnh khốc chúng thần cuộc chiến, cho dù đi qua dù sao cũng năm, còn lưu lại dấu vết. Toàn bộ Vẫn Thần Đảo tĩnh mịch vậy, thậm chí không thấy được một cái còn sống chim. May là Diệp Thần như thực lực này, hắn cũng cảm giác được vậy sắc bén vô cùng sát ý, tựa hồ chỉ có giết hại mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nơi này năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ánh mắt nhắm một cái, ngay tại lúc này, hắn phía đối diện, một cái quần áo trắng lung lay cô gái, ống tay áo bay lượn, cầm trong tay một chuôi lợi kiếm, đã hướng hắn chạy như bay tới. Mới vừa rõ ràng không có cảm giác được bất kỳ một đạo hơi thở. Cô gái này xuất hiện, là ở như vậy đột ngột, vô cùng đầm đìa thế công, mang theo mấy phần quỷ dị, tựa hồ trước đây tất cả thủ đoạn đều không hết sức giống nhau. Không, nàng không phải là người. Diệp Thần nhìn vậy hư hư thật thật ảo ảnh, cô gái này bất quá là một đạo ảo ảnh, hoặc giả nói là năm đó chúng thần đại chiến lau một cái tàn xem. Hừ, chính là tàn xem, cũng muốn ngăn trở ta. Diệp Thần khóe miệng vuốt một chút độ cong, hắn nhưng mà có võ tổ đạo tâm tồn tại. Trong tay hắn sát kiếm ở nơi này hư hư thật thật ảo ảnh tàn ảnh tới giữa múa. Tựa hồ là bị cảm cho đòi vậy, từng đạo thần hồn hư ảnh ở các nơi ngưng tụ, phơi bày ở Diệp Thần trước mặt, cái này càng phát ra rõ ràng đại chiến cảnh, để cho Diệp Thần thần hồn đều cảm thấy khó chịu, có một cổ cảm giác bất an quanh quẩn ở hắn trong lòng. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, võ tổ đạo tâm đủ để cho hắn giữ thanh tỉnh lý trí, coi như là lại sát phạt hơi thở, vậy sẽ không ảnh hưởng hắn chút nào. Chỉ là, cái này vô tận tàn ảnh hình ảnh, lại để cho hắn phân không phân biệt rõ đi tới phương hướng, tạm thời tới giữa, cất bước duy gian. Hồng Mông đại tinh không? Diệp Thần không hề muốn ở chỗ này trễ nãi thời gian quá dài, hơi thở ngay tức thì bùng nổ, vung tay lên, một phiến rộng lớn tinh không sáng chói, nhất thời nổi lên, che khuất bầu trời, trong chốc lát đem tất cả tàn xem nơi cắt đứt. Hồng Mông đại tinh không dưới, nhấp nhô vô tận hồng mông cổ khí, có một cái hạt tròn ngôi sao to lớn, lẳng lặng lơ lửng. Nhìn kỹ lại, thật ra thì mỗi một viên ngôi sao to lớn, phía trên cũng chuyên tâm mài rũa hồng mông cổ pháp phù triện, có vô cùng cường đại hồng mông thiên uy tới chân áp hắn. Giờ khắc này, hồng mông đại tinh không cơ hồ bao phủ đúng phiến Vẫn Thần Đảo. Ở nơi này hồng mông lớn tinh không dưới áp chế, vốn là tàn xem dần dần đổi được hư hóa, cuối cùng lại cũng không thấy rõ. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đứng ở nơi này Vẫn Thần Đảo bên trên, giống như thế gian nắm giữ. Vô tận tàn ảnh tiêu tán, Vẫn Thần Đảo 10.000 năm trước tác chiến dấu vết, đã bị oánh oánh bích cỏ và cây xanh che giấu, chỉ có vậy không bằng phẳng đổ nát thê lương, còn có to lớn kia mặt đất hố to, hiện lên đã từng phát sinh qua hết thảy. Đi Vẫn Thần Đảo chỗ sâu, kiếm gãy là ở chỗ đó. Hoàng lão thanh âm như là ngạc nhiên mừng rỡ, như là khắc chế, cả người tựa như thuộc về nhau nhau muốn thử bên bờ. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, hắn đã quyết định chủ ý, coi như tìm được kiếm gãy, vậy tuyệt đối sẽ không ném vào luân hồi mộ địa bên trong. Cái này kiếm gãy, đem trở thành hắn và hoang lão tới giữa mới nhân quả ràng buộc. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị xâm nhập thời điểm, hắn thân thể hơi ngẩn ra, diễn cảm cực độ cổ quái. Bởi vì ngay vừa mới rồi, lau một cái cực kỳ quen thuộc võ ý đạo vận từ Vẫn Thần Đảo một bên từ từ rỉ ra, Diệp Thần đôi mắt đông lại một cái, cả người thân hình một lần. Nếu như hắn không có cảm giác sai, trên đảo này có vật gì và hắn lăng tiêu võ ý hết sức tương tự. Nhưng mà, lăng tiêu võ ý là Diệp Thần căn cứ từng tia chân võ ý, kết hợp với tự thân võ đạo cảm ngộ, nắm giữ chỉ thuộc tại võ đạo của mình ý cảnh. Rồi sau đó lăng tiêu võ ý lại không ngừng tràn ngập tăng lên, biến thành độc nhất vô nhị thuần túy võ đạo. Tại sao có thể có người lăng tiêu võ ý cùng mình như vậy tương cận đâu? Diệp Thần bước chân hơi đổi, cả người đã gánh cách hoang lão nơi chỉ dẫn phương hướng. Người đi nhầm, không nên quẹo cua. Hoang lão thanh âm gấp rút từ luân hồi mộ địa bên trong truyền tới, tựa hồ cũng không muốn để cho Diệp Thần bước vào Vẫn Thần Đảo cái khác địa vực. Diệp Thần cũng không để ý gì tới sẽ hắn, hoang lão càng thì không muốn để cho hắn bước vào địa phương, Diệp Thần ngược lại càng phải đi tìm tòi kết quả. Bên này có cái gì? Nơi này đồ cùng ngươi không liên quan,
nguy hiểm trùng trùng, ngươi nhanh chóng cầm kiếm gãy sau đó, liền rời đi nơi này đi. Hoàng lão trầm ngâm một tí, đơn giản giải thích. Diệp thần khóe miệng móc một cái, lộ ra một tia cười lạnh, hắn cũng muốn xem, bên này cùng hắn không liên quan đồ, đều là cái gì. Hoàng lão gặp không có sức ngăn trở Diệp thần, chỉ có thể truyền đến hắn có chút nóng nảy kêu rên. Sau một nén nhang, Diệp thần bước chân rốt cuộc dừng lại. Trước mặt hắn là một khối vô cùng là bất ngờ to lớn thạch bích, ở vẫn thần đảo bên bờ đứng vững, cao ngất trên vách đá mới là 10 phần không bằng phẳng đoạn mặt, hẳn là bị người dùng man lực xanh sinh cắt đứt. Lạnh lùng biển máu nước đánh vào trên vách đá, cuốn lên tầng tầng đợt sóng. Diệp thần hướng Lăng Tiêu võ đạo càng nồng đậm xó xỉnh đi tới, dọc theo đường đi xương trắng, có đã bị phong hóa, hóa là đất cát, nhẹ nhàng đụng chạm cũng đã tiêu tán trong trời đất. Có người. Diệp thần chuyển tới một tảng đá lớn sau đó, bất ngờ nhìn vậy khúc quanh chỗ trên vách đá, một chuôi trường thương cầm một người thanh niên đóng vào trên vách đá. Hắn trước cảm nhận được Lăng Tiêu võ đạo, chính là từ thanh niên kia trên mình tản mát ra. Chết liền đi hẳn. Vậy trường thương phơi bày địa phương đã hiện đầy năm tháng dấu vết, hiển nhiên cũng là 10.000 năm trước đại chiến lưu lại. Chỉ là thanh niên này lúc này không hề xem hắn cùng nhau đi tới nơi gặp chết người, tóc hắn vẫn là màu đen. Quanh thân cắm vô số đau thương, máu tươi đầm đìa, nhưng mà da thịt vẫn còn có một chút co giãn. Chỉ là phía trên đất cát, máu loãng tàn phá, không nhìn ra hắn diện mạo như trước. Ở nơi này phải, Diệp thần con ngươi cực độ phóng đại. Bởi vì cái đó đã chết thanh niên, lại ngón tay hơi run run. Diệp thần trơ mắt nhìn thanh niên kia vẫn còn có khí lực giơ ngón tay lên, trong bụng một hồi ngạc nhiên. Hắn còn không có chết. Hoàng lão thanh âm chậm rãi truyền tới, hôm nay thấy người này hình dáng, không khỏi liên tưởng tới 10.000 năm trước dư quang. Diệp thần gật đầu một cái, cũng không có nóng lòng ra tay, mà là cẩn thận quan sát chung quanh tình huống. Trong nước U Minh huyết thú có thể là bị Diệp thần giết sợ, cũng không có xuất hiện lại. Thanh niên kia khí tơ gần như diệt tuyệt, vậy một chút sức sống không biết có thể kiên trì bao lâu. Ngươi muốn làm gì? Hoàng lão cảm giác được Diệp thần rời bước về phía trước, tựa hồ muốn cầm thanh niên cứu được, vội vàng trách mắng. Hắn sức sống nếu chống được thấy ta, chính là ta hai người chúng ta nhân quả, cho nên, ta phải cứu hắn. Người điên rồi sao, người biết đây là địa phương gì không? 10.000 năm trước chúng thần cuộc chiến, lại có bao nhiêu người còn ở mơ ước nhân quả trong đó, người nhúng tay trong đó, tất nhiên sẽ để cho mình rơi vào khốn cảnh bên trong. Diệp thần kiên định lắc đầu một cái, vậy thì như thế nào? Hoàng lão một hồi không nói, chuyến này là tới giúp ta bắt được kiếm gãy, cũng không phải tới cứu người. Cho nên đâu, ngươi có thể ra lệnh cho ta. Diệp thần khóe miệng vuốt vẻ chế giễu mỉm cười, người này, ta cứu định. Hoàng lão trong lòng có 10.000 cái không muốn, nhưng là hắn nhưng không có cách nào mở miệng, hôm nay hắn ở luân hồi mộ địa bên trong, coi như Diệp thần muốn một phương diện xé bỏ cùng hắn giao dịch. Hắn cũng không có thể không có sức. Như vậy tình huống, để cho hắn cả người dính vào một tầng nóng nảy lửa giận, hắn muốn bùng nổ, muốn giết lục, muốn phải thật tốt dạy bảo một tí Diệp thần. Nhưng mà, thời khắc này hắn, không làm được. Vậy trước chỉ một cái vẫn diệt đạo vô cương thần uy khả năng, ở nơi này từng tầng luân hồi mộ địa hạn chế hạ, đổi được mất sức giống như cười nhạo. Hoàng lão tự giễu vậy há miệng một cái, nói cái gì vậy không có nói nữa. Diệp thần thân hình ngự không lên, nâng lên hắn tay trái, hung hãn cầm hướng thanh niên kia sâu ngực mà qua trường thương, dùng sức rút ra một cái. Bành! Một viên màu đỏ quả cầu lửa, ở Diệp thần mang thanh niên rời đi vách đá trong nháy mắt vỡ ra, vô số đạo ánh lửa đột ngột bay tràn ra, vẫn còn có hậu chiêu. Liên liên Diệp thần như vậy tâm tư kín đáo tồn tại, cũng không khỏi không làm cho này vạn năm trước những cường giả kia thực lực xem thế là đủ rồi. Rõ ràng người đã bị vô số binh khí xuyên qua, lại lấy một chuôi trường thương đem cắm ở trên vách đá, lại vẫn lưu lại một cái sát chiêu. Nên là như thế nào cừu hận, để cho người hạ thủ một vòng kín đáo coi là không lộ chút sơ hở. Diệp thần tuất thổ nguyên phù hóa thành chấn thiên hoàng thành kiếm, đồng loạt ngăn ở Diệp thần sau lưng chỗ, đem vậy đoàn đoàn cuồng bạo khí ngăn cản ở bên ngoài. Thanh niên kia trên mình da thịt như cũ mềm yếu, không có chút nào cứng ngắc cảm giác. Nếu như Diệp thần không có đoán sai, cái này người thanh niên hẳn là tham gia năm đó chúng thần cuộc chiến. Trên người hắn tản mát ra Lăng Tiêu võ đạo, cùng Diệp thần vô cùng làm tướng tựa như,
thậm chí có thể nói là hiệu quả như nhau. Diệp Thần ánh mắt quét một cái, vậy sâu ngực trường thương, đã bị hắn rút ra. Mấy chục ngàn năm qua, thanh niên trong cơ thể đã không có đầy đủ máu tươi văng tung tóe ra, chỉ có ở miệng vết thương kia, một vòng lại một vòng đỏ tươi vây quanh tản ra. Có Lăng Tiêu võ ý, người ta cũng coi là đồng loại, hôm nay, ta liền đem hết toàn lực cứu ngươi một lần. Nếu như cứu sống, chính là của chúng ta duyên, nếu như thất bại, đó cũng là ngươi mệnh chung cướp. Nói xong, Diệp Thần một cái tay chậm rãi nâng lên, một tôn vô cùng là to lớn bát quái thiên đan lò đã hiện lên ở thanh niên kia đầu lâu bên trên. Thiên pháp, pháp, thủy pháp, lửa pháp, lôi pháp, trạch pháp, gió pháp, núi pháp, tám bên trong kỳ môn thuật pháp, mỗi một loại đều có cao nhất thiên uy. Diệp Thần thủ quyết liền liền nặn động, vô số sấm sét ánh lửa, ở trong lò luyện đan mãnh liệt cút dậy, từng luồng huyền ảo bát quái hơi thở, còn có cổ xưa hồng mông ý vận, không ngừng xen lẫn dung hợp. Võ đạo chân nguyên đan, ở lôi đình vô tận ánh lửa bơm vào hạ, nhất thời tóe ra chói mắt thần thái, phẩm chất thật to tăng lên. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, cả người linh lực không ngừng thúc dục, bát quái lửa pháp lôi pháp, ở bên trong lò luyện đan gầm thét, vô cùng vô tận linh khí, phóng lên cao. Úm, bá, đâu, đi, be be, ỏ, ô, ba. Hạ một sát, Diệp Thần cổ họng dương ra, từng đạo vang dội âm tiết, mang cuồn cuộn kim quang, vọt tới trong lò luyện đan. Cuồn cuộn thiên long bát thần âm, như một quả lựu đạn, nổ lôi pháp lửa pháp thiên uy. Vô cùng lôi hỏa hơi thở, càng mãnh liệt, ở vô tận sấm sét lửa trời bồi bổ hạ, vậy võ đạo chân nguyên đan, tràn ra ngập trời dược khí. Ung ung, trên bầu trời, xuất hiện kinh khủng mây sấm sôi trào gian, tựa hồ có lôi kiếp muốn hạ xuống, còn có từng mảnh lửa cháy bừng bừng, ở tầng mây gian vũ động, làm người ta run sợ trong lòng. Đan thành, ra. Diệp Thần bàn tay hướng lên lộn một cái, đem vậy võ đạo chân nguyên đan tiếp nơi tay trưởng bên trong, thanh niên này Lăng Tiêu võ ý cùng mình giống nhau, hắn dùng hai loại bí pháp đồng thời luyện chế võ đạo chân nguyên, cũng có thể dẫn động hắn tự thân võ đạo lực, trợ giúp hắn nhanh chóng tu bổ. Võ đạo chân nguyên đan bị Diệp Thần cho ăn thanh niên ăn uống bên trong. Có thể cái này vô cùng là thuốc viên phẩm chất cao, lại tựa hồ như đối với thanh niên kia không có bất kỳ tác dụng vậy. Ngươi không muốn uổng phí tâm tư, hắn nếu đã tham gia vậy chúng thần cuộc chiến, thực lực hẳn vượt qua xa ngươi. Hoàng lão thanh âm lần nữa truyền tới, thậm chí mang một chút cười trên sự đau khổ của người khác ý, chính hắn đều không cách nào thoát khỏi như vậy những ràng buộc, bị đóng vào trên vách đá lâu vạn năm, làm sao có thể bởi vì ngươi đan dược liền sống lại. Hắn còn chưa chết, hắn cùng ta Lăng Tiêu võ ý vô cùng tương tự, ta nhất định có thể cứu sống hắn. Diệp Thần nói. Hoàng lão nhưng là cười nhạt liền liền, hừ, hắn lấy như vậy trọng thương trạng thái sống tạm liền nhiều năm như vậy, nhất định có phương pháp của hắn, hôm nay ngươi cưỡng ép phá vỡ trong cơ thể hắn thăng bằng, nói không chừng bởi vì ngươi, hắn chết nhanh hơn. Trên thực tế, hắn cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì còn sống, nhưng là có thể tham gia chúng thần trận chiến người, tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa người này ở nơi này mãi mãi vạn năm bên trong một mực còn sống, lại là khó mà dự đoán. Diệp Thần không cứu được người này dĩ nhiên là cực tốt, nếu như một khi cứu được, vậy hắn sau này tính toán, có thể lại sẽ có mới biến số. Chỉ là hắn nói đối với Diệp Thần mà nói, cũng không có chút nào ảnh hưởng, nếu võ đạo chân nguyên đan không có hiệu quả, Diệp Thần trực tiếp đem mình linh lực trong cơ thể, chậm rãi truyền vào thanh niên kia trong cơ thể. Thanh niên trong cơ thể cơ hồ không có một nơi gân mạch lẫn nhau liên thông, cũng sớm đã bể thành từng đạo nhỏ cái. Vô số máu thịt nội tức vậy toàn bị đánh tan, toàn bộ thân xác có thể nói là chỉ bằng vậy một bộ xương bọc, nếu không thì là một đoàn loạn thịt. Hắn thương thế so Diệp Thần tưởng tượng muốn là nghiêm trọng. Nếu như không phải là hắn một mực trùng điệp kiên trì Lăng Tiêu võ ý, cùng với hắn siêu cường tín niệm, người này, khẳng định đã biến mất ở nơi này vô tận trong năm tháng. Kinh người như vậy nghe võ đạo chân ý, cường đại như vậy ngang ngược tín niệm, Diệp Thần trong bụng một hồi xúc động. Hắn tuyệt không thể để cho người như vậy chết ở mí mắt của mình phía dưới. Ngươi không cứu được hắn, hắn chỉ có vậy một chút tín niệm ở cứng rắn chống giữ, nếu như ngươi muốn có được hắn truyền thừa, ta ngược lại là có biện pháp giúp ngươi. Hoàng lão thanh âm lại lần nữa vang lên, chúng thần cuộc chiến cường giả truyền thừa, nhất định có thể để cho ngươi thu hoạch tràn đầy. Còn nữa, ngươi cái này luân hồi mộ địa bên trong hai con ngươi ác mộng, khôi phục hình như là cần đại lượng tài nguyên đi,
cái này trên mình hết thảy nhất định có thể thỏa mãn vậy hai con ngươi ác mộng. Hoàng lão dụ dỗ nói, định ngăn cản Diệp Thần cứu sống cái này người thanh niên. Diệp Thần đột nhiên phát ra một tiếng nhàn nhạt tiếng cười, Hoàng lão, nghe vào, người thật giống như đặc biệt lo lắng ta cứu sống hắn à. Là bởi vì ngươi căn bản không có năng lực cứu sống hắn, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta trông coi ngươi thân thể, ta cũng có thể thử một lần. Hoàng lão nói. Diệp Thần lắc đầu một cái này cùng chuyện nhỏ, chính ta là được rồi. Hoàng lão càng lo lắng sự việc, thuyết minh chuyện này đối với tại Hoàng lão có tuyệt đối ảnh hưởng, nói không chừng Hoàng lão biết cái này người thanh niên thân phận. Đã như vậy, Diệp Thần quyết định chủ ý, nhất định phải cứu sống cái này người thanh niên. Nếu như đan dược và linh lực cũng hiệu quả quá nhỏ, vậy cũng chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Diệp Thần lấy hai ngón tay là nhận, ở mình bàn tay trái bên trên vạch ra một đạo vết kiếm, da thịt phiên quyển, ngay tức thì xông ra đậm đặc máu. Hắn đem máu toàn bộ nhỏ vào thanh niên trong miệng. Cái tay còn lại, lấy lôi đình lực dẫn dắt võ đạo chân nguyên đan. Diệp Thần huyết mạch là luân hồi huyết mạch, thiên yêu huyết mạch, thậm chí long tộc huyết mạch, đầy ắp vô tận sức sống. Lúc này lấy huyết dịch hắn làm thuốc dẫn, nhất định có thể cứu sống thanh niên. Buồn cười, thằng nhóc thúi, ngươi sẽ hối hận. Hoàng lão thanh âm vang lên, hắn hiện tại có chút hối hận, nếu như ban đầu hắn chủ động để cho Diệp Thần cứu chữa cái này người thanh niên, nói không chừng Diệp Thần sẽ trực tiếp rời đi. Mà hôm nay, hắn không muốn sự tình phát sinh đã xảy ra. Thật ra thì Diệp Thần mình cũng không xác định, hắn dùng mình máu cứu người, là không là chính xác. Nhưng là trực giác nói cho hắn, người kia nếu cùng mình có tương tự lăng tiêu võ đạo, liền nhất định không phải là tiểu nhân hèn hạ. Nhưng nếu như hắn ở nơi này mãi mãi bên trong đã chuyển tính, Diệp Thần vậy sẽ thừa dịp hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thời điểm hoàn toàn giết hắn. Ở luân hồi huyết mạch cùng với siêu cường sinh mệnh lực máu tươi liên thông dưới, thanh niên kia trong cơ thể kỳ kinh bát mạch như có thần giúp giống vậy dán lại với nhau, cọ rửa cái này vạn năm tới bị vùng biển huyết khí nơi xâm nhập hung sát khí. Mà hắn vậy mắt thường có thể gặp vết thương lớn nhỏ, có võ đạo chân nguyên đan kỳ hiệu, lại đã 7-8 phần tốt lắm hơn nửa, trừ quần áo vậy một cái lại một cái lỗ máu, ngoại thương cơ hồ đã hết bệnh. Chỉ là vậy sai vị sốc xếch ngũ tạng nội tức, còn có hắn một thân tu vi linh khí, muốn khôi phục cần nhất định thời gian. Diệp Thần nhìn chăm chú thanh niên đã rất chuyển biến tốt sắc mặt, biết người này, hắn hẳn là cứu được. Ngươi là dự định một mực trông nom hắn tỉnh lại sao? Hoàng lão thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn thật sự là có chút buồn bực. Ha ha, không biết tại sao, nghe được hoàng lão có chút phiền muộn thanh âm, Diệp Thần nội tâm liền không tự chủ được tràn đầy vui vẻ tình. Hoàng lão, người cũng không cần sốt ruột, nếu hắn đã không có đáng ngại, chúng ta liền trước đi tìm kiếm gãy đi. Hoàng lão buồn rầu hừ một tiếng, không nói gì nữa. Bất quá cái này đảo vậy không an toàn, ta phải lưu lại cái gì? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói. Nhất thời, từng luồng mậu thổ nguyên khí, điên cuồng bạo dũng, toát ra ngập trời ánh sáng vàng, ngay tức thì diễn hóa thành 9 chuôi cự kiếm, mỗi một chuôi đều có đại bàng long cột vậy to lớn, ùng ùng chấn rơi xuống đất, làm thành một vòng, giống như kiếm tường, vững vàng bảo vệ ở thanh niên kia bên người. Chấn thiên hoàng thành kiếm. Ngón này thần thông, là từ mậu thổ nguyên phù bên trong diễn hóa ra tới thuật pháp, không phải sát phạt kiếm. Mà là thủ hộ kiếm, lấy mậu thổ tinh khí hóa kiếm, bảo vệ hắn muốn phải bảo vệ người. Diệp Thần quay đầu nhìn một cái như cũ hôn mê thanh niên, hy vọng hắn có thể thuận lợi thanh tỉnh. Ở Diệp Thần rời đi trong nháy mắt, tuất đất bọc lại thanh niên, ngón tay hơi một quyển, tựa hồ đã sắp muốn thức tỉnh. Mặc dù hắn còn không có hoàn toàn tỉnh lại, nhưng giống như Diệp Thần cảm giác được hắn như nhau, hắn vậy cảm giác được Diệp Thần lăng tiêu võ đạo. Là một cái có cùng hắn tương tự võ đạo người, ở cứu hắn. Vẫn thần đảo chỗ sâu. Ngang dọc máu tanh giết hại cảm giác xông vào mũi, liền Diệp Thần như vậy tồn tại, đều cần dùng võ tổ đạo tâm tới vững chắc tự thân. Có thể gặp chỗ sâu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Một nâng nâng xương khô, lại nữa giống như vòng ngoài hài cốt vậy xa hóa, mà là biến thành từng hạt tròn màu máu đỏ tinh thạch. Những cái kia tinh thạch bên trong hỗn tạp chủ nhân lúc còn sống võ đạo thần hồn, một tôn tôn giống như tự thân hải cốt hóa thành mộ bia, thủ vọng trước phương xa, không cam lòng hoặc ngồi hoặc đứng. Diệp Thần sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem, dù là chỉ là chúng thần hải cốt, vậy trong đó cuối cùng một chút thần hồn lăng nhiên sát ý, từng đạo lần lượt thay nhau ngang dọc,
liền không cẩn thận, Diệp Thần cũng sẽ bị cái này vô tận võ đạo vặn thành thịt nát. Ở nơi nào? Diệp Thần nhìn vừa nhìn vô tận chỗ sâu hang động, tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm. Hoàng lão tựa hồ vậy một mực toàn bộ tinh thần chăm chú tìm kiếm kiếm gãy rơi xuống. Những tinh thạch này bên trên, cũng lưu lại tàn bạo uy lực còn lại, không muốn đụng chạm. Hoàng lão nhắc nhở, Diệp Thần gật đầu liên tục, hắn sớm đã phát hiện tinh thạch này trên bí mật, lúc này nhìn về phía vậy vực sâu vô số tầng tầng lớp lớp điểm sáng, chỉ cảm giác được mình ra đầu một hồi tê dại. Diệp Thần cực kỳ cẩn thận tránh né dọc theo con đường này hóa cốt tinh thạch, vô số thần binh lưỡi dao sắc bén rớt xuống mặt đất bên trên, có thì ngang qua ở thạch bích bên trong. Tiểu Hoàng còn cần vô số thần binh hiến tế mới có thể tỉnh lại, Diệp Thần không thể nào coi nhiều như vậy thần binh tại không có gì, quyết định tâm tư, đem một ít còn lưu lại cao nhất quy luật lực thần binh, hết thảy ném vào luân hồi mộ địa bên trong. Tựa hồ là rõ ràng Diệp Thần tâm ý, vậy từng đạo thần binh, tiến vào luân hồi mộ địa trong nháy mắt, đã biến thành một đạo lưu quang, tràn vào Tiểu Hoàng trong cơ thể. Diệp Thần, không nên quên chúng ta chuyến này mục. Hoàng lão hoàn toàn coi thường Diệp Thần cái này bức tham lam mặt mũi, buồn bực nhắc nhở. Nguyên bản đoạn đường này nguy hiểm, ở Diệp Thần thu dọn nhặt bên trong, giống nhau cầm cái này vẫn thân đảo coi thành bảo tàng chi địa. Chú ý! Không cùng hoàng lão tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần thân hình đã sớm thiên chuyển mở. Một tòa màu máu đỏ tinh thạch không biết bị thứ gì đánh tới đây, hung hãn nện ở Diệp Thần mới vừa đứng trên mặt đất. Diệp Thần bước về phía trước một bước. Khí tức trên người, đã cuộn sạch 9 tầng trời. Một đầu bốn thể khảm nạm cái này màu đỏ tinh thạch cự thú, đang chậm rãi từ vậy một chồng hòn đá bên trong đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn ánh mắt, tản ra lạnh thấu xương sát ý. Những cái kia bị Diệp Thần dè đặt đi vòng tinh thạch, lại hóa làm cho này cự thú pháp khí vậy, một khối cũng nghe theo cự thú an bài, hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hồn thể đổi thành. Trong tay sát kiếm đã sử dụng, cả người quấn vòng quanh tầng 6 hủy diệt đạo ấn quy luật lực, gió lốc lớn thái độ, nhanh chóng xông về vậy cự thú. Vang vang có lực thanh âm vang lên, sát kiếm gõ ở cự thú trên mình, giống như là chém vào mỏ sắt bên trên, phát ra oanh 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 thanh âm. Tên này nên sẽ không hấp thu những tinh thạch này lực lượng lớn lên đi. Diệp Thần không khỏi được thở dài nói, sau khi giao thủ, hắn phát hiện cái này dị thú thậm chí cũng không có sinh linh khí. Tựa như hắn tồn tại chính là cố định tồn tại, không để ý tới tính không có suy nghĩ. Toàn bộ chỗ sâu màu đỏ tinh thạch, đều là hắn nguồn năng lượng, chỉ cần còn có một khối, nó thì không thể bị mình chiến thắng. Diệp Thần trong mắt hơi chuyển động, lại nữa cùng cái này cự thú man lực chống đỡ, mà là bắt đầu di động, định để cho vậy cự thú mình tiêu hao hủy diệt đông đảo màu máu tinh thạch. Cự thú quả nhiên không có chút nào suy nghĩ có thể nói, theo cái này chỗ sâu màu máu tinh thạch số lượng giảm nhanh. Cự thú vậy nguyên bản lực lượng cuồng bạo đang chậm rãi yếu bớt. Diệp Thần thần giác vuốt vẻ mỉm cười, quả nhiên như vậy. Nếu như vậy, vậy hãy để cho huyết sắc này tinh thạch toàn bộ biến mất. Diệp Thần gầm thét một tiếng, trực tiếp đem sát kiếm thu vào, thân hình càng nhanh hơn quanh quẩn ở màu đỏ tinh thạch trước, cầu dẫn vậy cự thú lấy lực phá lực. Đầy trời phá sập chỉ dẫn, hóa là vô số phấn vụn, xuyên thủng toàn bộ vẫn thần đảo chỗ sâu. Những cái kia thực làm người cốt tinh thạch, lúc này đang biến mất trước ở trong thế gian một điểm cuối cùng dấu vết. Cuối cùng một khối màu máu tinh thạch biến mất, vậy cự thú rốt cục thì ngã xuống, trên mình vậy biến thành nhỏ bể tinh thạch, từng cục rớt xuống mặt đất bên trên. Diệp Thần nhìn giống như lại trải qua một lần đại chiến vẫn thần đảo, có chút bất đắc dĩ sờ một cái mình lỗ mũi. Nói chuyện cũng tốt, ít nhất dễ dàng hơn tìm được kiếm gãy. Ở nơi đó. Không có tinh thạch lực ngăn trở, toàn bộ vẫn thần đảo chỗ sâu tầm mắt vừa xem trọn vẹn, hoàng lão ngay tức thì cảm giác ra kiếm gãy rơi xuống, liền vội vàng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, một bước đã đạt tới vậy kiếm gãy trước người. Cái này kiếm gãy trên màu đen dày đặc, lờ mờ lộ ra một nửa trên thân kiếm, khắc vẽ vô số phù văn, hẳn là vô cùng ngang ngược thái thượng uy áp. Mau rút kiếm. Hoàng lão thúc giục thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Thần vậy không do dự, ngước mắt nhìn chung quanh hoàn cảnh, đưa tay nắm kiếm gãy chuôi kiếm, dùng sức rút ra một cái, muốn đem nó từ trên mặt đất trích ra. Bất quá một khắc sau, nhưng xảy ra dị biến. Kiếm gãy nhanh chóng run rẩy, toát ra vô cùng kinh khủng hơi thở,
đâm về phía Diệp Thần bàn tay, muốn đem hắn ám sát. Những cái kia kiếm khí màu đen nhanh chóng ngưng tụ, đem Diệp Thần gói lại. Rất hiển nhiên, là cái này kiếm gãy ở phản kháng. Diệp Thần trong lòng một hồi không biết làm sao, Hoàng lão, đây thật là kiếm ngươi sao? Ngươi có thể để cho hắn nhận ra ta sao? Thế gian cấm kỵ nhưng đáp không dính vào đâu nói, nhanh lên một chút, liền sắp không còn kịp rồi. Không có để ý Hoàng lão nói bóng gió, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trên lòng bàn tay giống vậy hiện lên vô số đạo sáng chói kiếm mang, nhanh chóng đánh vậy kiếm gãy trên kiếm khí màu đen. Đồng thời trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch kịch liệt bốc cháy, muốn nhanh chóng chân áp cái này kiếm gãy. Hoàng lão cũng phải ngoan ngoãn lưu lại ở luân hồi mộ địa bên trong, người một chuôi chính là kiếm gãy, có thể tung lên sóng gió gì. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong mắt bộc phát ra vô cùng ánh sáng sáng chói. Giờ khắc này, hắn điều động toàn thân lực lượng, muốn chế trụ kiếm gãy. Chỉ là cái này kiếm gãy thật sự là quá mức khủng bố, có thông thiên ma khí, thậm chí và vẫn thần đảo đều có vô hình liên lạc, phản kháng đứng lên dị thường kịch liệt. Nếu như không phải là Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, sợ rằng vừa mới tiếp xúc, sẽ bị cái này kiếm gãy chấn thương. Cái này chẳng lẽ chính là Hoang lão kiếm? Nếu như nguyên vẹn, thật là kinh khủng dường nào. Sợ rằng đã vượt qua quy luật thần khí khái niệm đi. Diệp Thần ngưng mắt nhìn chuôi này kiếm gãy, không dám suy nghĩ nhiều. Cái này vẫn thần đảo quá mức tà môn, kiếm này càng tà môn, phải mau sớm đem rút ra. Hồn thể đổi thành. Sau đó, một đạo kỳ dị đường vân, dần dần ở Diệp Thần trên thân thể tràn đầy kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông vậy thi triển. Giờ phút này Diệp Thần hai tay tràn đầy vô tận cự lực. Ông ông ông! Kiếm gãy lần nữa chấn động, Diệp Thần cánh tay bị vậy kiếm gãy tản ra hắc khí vây quanh gói lại, hắn có thể cảm giác được, kiếm gãy đang bị hắn một chút xíu rung chuyển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần trên trán hiện đầy tầng mồ hôi mịt. Muốn thu phục chuôi này kiếm gãy, so hắn tưởng tượng phải gian nan rất nhiều. Oanh! Ngay tại lúc này, kiếm gãy bên trong phát ra long hồn giống vậy ré dài, vô cùng nóng bỏng tiêu lửa đốt cảm giác, từ Diệp Thần bàn tay truyền tới. Không thể buông tay. Diệp Thần cảm giác thời khắc này hắn cùng trước mắt chuôi này kiếm gãy, rốt cuộc có một loại nối thành một thể cảm giác. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, kiếm gãy đã thành trong thân thể hắn một phần chia. Kiếm gãy rốt cuộc rời đi mặt đất, Diệp Thần nhẹ nhàng vung lên động, dễ như trở bàn tay liền đem hư không cắt ra một cái màu đen vết rách. Thật là khủng khiếp kiếm uy, khó trách Hoàng lão nói có thể phá vỡ thần bí kia dị thú tinh thần bình phong che chở. Diệp Thần kinh ngạc thở dài nói, có thể có được như vậy thần binh, cuối cùng là không uổng chuyến này. Vô luận hắn thân xác vẫn là lá bài tẩy, Diệp Thần đã được trời ưu đãi, nhưng bàn về thực lực tổng hợp. Từ đầu đến cuối và những cái kia thái chân cảnh tồn tại kém một nước, hôm nay có cái này kiếm gãy ra trì, dù là nó uy lực xa không có thời kỳ cường thịnh cường hãn, nhưng đã coi như là một khối bí bảo. Lấy được rồi. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hoàng lão trong thanh âm nhưng có một ít hoảng chạy tùm lùm ngưng trọng, tựa hồ có vấn đề gì. Thế nào, Diệp Thần nghi ngờ, nguyên bản đối với Hoàng lão vậy không có hảo cảm gì, lúc này lại là hoài nghi mọc tùm. Còn chưa đến khi Hoàng lão trả lời, toàn bộ vẫn thần đảo đột nhiên truyền tới một đạo kinh thiên chấn động. To gan, lại dám đánh ta vẫn thần đảo chủ ý. Rất nhanh, từ đảo bên ngoài xuất hiện một đạo vô cùng là ác liệt bóng người, cấp tốc hạ xuống. Hắn thậm chí không có chờ được Diệp Thần ra tay, đã tự mình ngưng tụ trong tay năm tia máu hồng hải vực đường nước. Cái này năm đạo đường nước ở hắn lòng bàn tay, chậm rãi ngưng tụ thành một viên màu đỏ thẫm tinh thạch. Chỉ là vậy tinh thạch bên ngoài bao quanh một tầng sương mù nồng nặc. Ngưng tụ ra sau đó, người nọ đôi tay run một cái, trực tiếp đem vậy tinh thạch hướng Diệp Thần bắn tới. Màu đỏ thấm tinh thạch, treo thật dài ngọn lửa đuôi sao, phía sau kéo thật dài xương trắng cái đuôi, nhanh chóng hướng Diệp Thần phương hướng đập tới. Oanh! Một đạo to lớn nổ vang tiếng, ở Diệp Thần bên cạnh kiếm gãy bên trên phát ra nổ tung tiếng, đồng thời tung lên sóng to. Đem khó khăn lắm tránh thoát một kích này Diệp Thần tung bay ra ngoài. Người nọ phát ra một đạo cười nhạt, bóng người to lớn chợt rời trừ mấy trượng, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần trong lòng giật mình, thân hình đã vô căn cứ biến mất, lúc xuất hiện lại, giống như là cùng người nọ đổi vị trí như nhau. Mấy chục ngàn năm qua, có vô số người muốn đánh chuôi này kiếm gãy chủ ý,
ngươi có biết, bọn họ đều là kết quả gì? Người kia thanh âm vang vọng mà khí thế cậy mạnh, hiển nhiên không phải một vị thông thường thái chân cảnh cường giả, chỉ bằng hắn mới vừa rời hình đổi ảnh, thực lực liền đủ nghiền giết Diệp Thần. Tiền bối là người phương nào? Diệp Thần vẫn là khom người hỏi, nghe người nọ trong lời nói ý, hẳn là cùng cái này vẫn thần đảo có vô số liên quan à? Hừ, cướp đồ cũng cướp được địa bàn của ta, thậm chí vẫn không biết ta là ai. Người nọ nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần thậm chí có thể thấy một chút đồng tình thần thái. Ta là vẫn thần đảo đảo chủ, ngươi nếu đánh kiếm gãy chủ ý, liền lưu lại nơi này vẫn thần đảo bên trong, phụng bồi lão hủ đi. Vẫn thần đảo đảo chủ con mắt chớp mắt, một đạo cực kỳ bí ẩn đặc thù quy luật chập chờn đã tràn ngập đến Diệp Thần trước mặt. Cũng là đặc thù loại công kích. Diệp Thần trong bụng kinh hãi, chẳng lẽ cái này vẫn thần đảo đảo chủ và Đông Cương thần điện thần ấn dị thú, kiếm gãy. Thậm chí chúng thần cuộc chiến, đều có vô cùng nhân quả. Hắn trong mắt hàn mang kích động, điên cuồng hét lên, Nhan Tuyền Nhi, giúp ta, Nguyệt Hồn Trảm. Âm một tiếng, một đạo hỏa diễm ở Diệp Thần bề mặt, điên cuồng thiêu đốt, đó là đạo linh lửa. Đồng thời, toàn bộ vẫn thần đảo cũng tràn ngập sợ hãi yêu khí. Đối mặt vẫn thần đảo đảo chủ, Diệp Thần sẽ không có giữ lại chút nào. Cũng không có tư cách cất giữ. Hắn đem toàn bức tâm thần cũng dốc vào đến sát kiếm bên trên, ngút trời kiếm ý và ngọn lửa, lượn lờ kiếm phong, một đạo tựa như có thể đem thế giới một phân thành hai kiếm quang, bắn ra, cùng vẫn thần đảo đảo chủ tiện tay một kích kia công kích, đụng vào một nơi. Miễn cưỡng đủ xem. Vẫn thần đảo đảo chủ hừ lạnh một tiếng, Diệp Thần thủ đoạn, so hắn tưởng tượng nhiều hơn một chút, hắn tuổi như vậy, có thể có như vậy tu vi và thực lực, cũng coi là thiên nhân vực yêu nghiệt. Chỉ là hắn ngàn không nên vạn không nên đụng chạm kiếm gãy. Vẫn thần đảo chủ nắm trong tay một quả long lanh trong suốt hồn kim bên trên ti ti lũ lũ quanh quẩn vô số quy luật dấu vết, từng cổ một hào hùng niệm lực đang từ vẫn thần đảo chủ ngón tay tới giữa, chậm rãi rót vào hồn kim bên trên. Người thằng nhóc này có chút ý tứ, không bằng trở thành ta con rối, cùng lão hủ ở nơi này vẫn thần đảo trên vĩnh sinh đi. Thằng nhóc, cố nhiên người thần hồn mạnh mẽ. Nhưng nhất định phải né tránh hồn kim, nếu không đem ngươi trở thành thần trí mất hết, thức hải hủy hết, trở thành một cái vô tri vô giác hoạt tử nhân. Hoàng lão lúc này thanh âm cũng là vô cùng là khẩn trương, trước hắn ở luân hồi mộ địa bên trong tích lũy năng lượng, đã toàn bộ cho đạo vô cương, giờ phút này, coi như là hắn muốn tiếp quản Diệp Thần thân thể, vậy không làm được. Diệp Thần trong lòng một hồi thầm mắng, cái này thế gian cấm kỵ, biết rất rõ ràng cái này vẫn thần đảo có đảo chủ, có người bảo vệ. Trước khi tới lại không có cùng mình đề cập tới một chút nào, hắn tim có thể giết. Tiền bối, ta là phụng trong nhà trưởng bối mệnh lệnh, tới lấy nhà mình vật. Diệp Thần gào thét, cái này đảo chủ thực lực thật sự là quá mức mạnh mẽ, ở trước mặt hắn, hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Hừ, vẫn thần đảo đảo chủ khinh thường thanh âm từ cánh mũi bên trong phát ra, năm đó tham gia chúng thần trận chiến người, đều đã chết hết. Cái gì nhà mình trưởng bối? Đừng nói liều. À, tiền bối là đã tham gia vậy chúng thần cuộc chiến. Diệp Thần một bên biến ảo thân hình, một bên gấp rút hỏi. Thằng nhóc, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Vẫn thần đảo đảo chủ hiển nhiên là một bạo nóng nảy, tham gia chúng thần trận chiến người, đều chết hết. Không đúng, ta cũng biết có một người, còn chưa chết. Diệp Thần lắc đầu nói, ngay vừa mới rồi, ta còn cứu sống một người. Hừ. Đừng nói một mình ngươi cũng không cứu sống, coi như ngươi cầm chúng thần cuộc chiến tất cả mọi người đều cứu sống, vậy thì như thế nào? Ta vẫn thần đảo có luật sắt, người bất kỳ động kiếm gãy, đều phải chết. Vẫn thần đảo đảo chủ thân thể tách ra sáng lên, vô số ngọn lửa ở trước người của hắn tách thả ra, tạo thành một phiến rực rỡ lửa vực. Một cổ kinh khủng hơi thở bạo phát ra. Mà nguyên bản bị đảo chủ nổi lên thật lâu hồn kim, lúc này ở ngọn lửa kia che giấu dưới. Lấy thế lôi đỉnh bay về phía Diệp Thần. Hoàng lão, làm thế nào? Vậy hồn kim trên dụ cho người chậm chạp đặc thù lực, để cho Diệp Thần vô cùng chật vật né tránh. Vẫn thần đảo đảo chủ khóe miệng nâng lên một nụ cười, dám vi phạm vẫn thần đảo luật sắt người, nhất định phải chết. Không có biện pháp. Hoàng lão thanh âm có chút không biết làm sao, hắn bây giờ không có năng lượng ra tay, mà Diệp Thần vậy tuyệt đối sẽ không lại thay hắn chém đứt cái thứ hai xiềng xích. Cho nên, không có biện pháp khác, chỉ có thể trốn.
Diệp Thần mắng Hoang lão, có chút phẫn uất thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ luân hồi mộ địa bên trong. Đồng thời, một cổ kinh khủng kiếm khí từ giữa trời đất bùng nổ, đâm rách cửu tiêu. Đúng cái thiên địa đung đưa, xuất hiện một đạo liệt ngân, Diệp Thần sát kiếm đã ngang qua toàn bộ hư không. Ùm ùm. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã phóng thích hắc ám nguyên phù, dẫu sao hắc ám nguyên phù đại biểu hắc ám lớn nguyên thuật, giết tuyệt quang minh, tiêu diệt hết thảy, để cho thế giới hoàn toàn rơi vào hắc ám. Hắc ám vô biên, trấn áp hết thảy. Diệp Thần sát kiếm bên trên, hắc ám khí tức ngưng tụ ở trên đó, vậy hắc ám nguyên phù, chân thực quá quỷ dị, đủ để đột phá cảnh giới chênh lệch, tiêu diệt hết thảy địch. Đây chính là lớn nguyên thuật đáng sợ. Nguyên hơi thở, cuồn cuộn khoáng đạt, áp chế người tâm thần. Đối với vẫn thần đảo đảo chủ đặc thù công kích, hắc ám nguyên phù có thể tạm thời khắc chế một hai. Tới ám thần mạch, mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần đột nhiên phúc tới tâm linh, nghĩ tới phá giải cách, lập tức khởi động tới ám thần mạch. Giao. Nhất thời, từng cổ một hắc khí, từ trong cơ thể hắn trào đãng ra. Cái này cổ hắc khí, vậy là thuần túy hắc ám. Hai cổ hắc ám lực đan vào lẫn nhau. Diệp Thần thân thể che giấu ở vậy hắc ám lăng không dưới, mục tiêu nhưng là chạy về phía vẫn thần đảo bên ngoài. Muốn chạy, vẫn thần đảo đảo chủ liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Thần ý tưởng, tự nhiên sẽ không để mặc cho hắn rời đi. Vô số màu xanh băng ti từ vẫn thần đảo đảo chủ ống tay áo bên trên lững lờ đi ra, mỗi một cây băng ti cũng bám vào vô cùng ác liệt quy luật, tô điểm ở phía trên thần hồn công kích, giống như nặng nề thủy ngân, hiện lên cực kỳ tàn bạo uy năng. Trói buộc. Vẫn thần đảo đảo chủ tín niệm động một cái, vậy vô số màu xanh băng ti, giống như có dự cảm vậy, tạo thành một tấm kiếm thật lớn lưới, đặt ở Diệp Thần chạy trốn đường phải đi qua. Không trốn thoát. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, ở vô tận thế giới hắc ám bên trong, hắn đều không cách nào thoát đi vẫn thần đảo đảo chủ phạm vi tầm mắt. Trói. Vẫn thần đảo đảo chủ vậy vô cùng màu xanh băng ti, giống như kén loại hình tròn cuốn, đem Diệp Thần vây quanh bọc lại. Diệp Thần chỉ cảm giác được mình thức hải một hồi sôi trào, vậy băng ti lên mỗi một cây lưu chuyển sợi tơ, phía trên cũng chiết xạ ra một đạo lạnh như băng xạ tuyến, hung hãn định ở Diệp Thần trên mình. Trước đây, Diệp Thần vẫn luôn cảm giác được mình thần hồn mạnh mẽ, nhưng hiện tại, đối mặt cái này nhóm cường giả, hắn rất khó đối kháng. Dù là hồn thể đổi thành cũng không có dùng. Nếu không có cách nào thoát đi, vậy thì chiến đi. Bỗng nhiên tới giữa, Diệp Thần động. Trong tay sát kiếm nhất vũ, muôn vàn kiếm ý, ở kiếm phong bên trên dâng trào, hướng vậy quấn quanh tới đây tóc xanh, bắn nhanh đi. Diệp Thần không ngừng gầm thét, so với nguy hiểm nhất hung thú, hơn nữa điên cuồng, trường kiếm trong tay cuồng vũ, nguyệt hồn chảm, không ngừng hướng vẫn thần đảo đảo chủ, đánh chém. Oanh! Điên cuồng sát kiếm nhất kiếm lại một kiếm chém vào tóc xanh lưới bên trên, nguyên bản liên hệ với nhau tóc xanh, lúc này bị cái này vô cùng sắc bén sát kiếm mang. Đánh nát thành vô số nhỏ cái. Những thứ này quy luật hóa hình tóc xanh nhỏ cái, lúc này giống như là đổi một loại mới hình thái, mỗi một cây nhỏ cái, đều ở đây cái này trong hư không hóa là một bình nhọn lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén lưỡi đao bên trên cuốn vô cùng điên cuồng phá sập lực. Vậy tinh thuần quy luật lực, mang dễ như bỡn hủy diệt khả năng, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần trào gai tới. Ở lại đây đi, ở ta vẫn thần đảo tế diệt đi. Vẫn thần đảo đảo chủ hiển nhiên không có đầy đủ kiên nhẫn, nóng nảy bốc lửa dị thường, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt giống như rắn rết như nhau âm độc. Vô cùng hít thở khó khăn tàn bạo cảm xúc, để cho Diệp Thần biết mình đã bị vẫn thần đảo đảo chủ dồn đến tuyệt lộ. Vẫn thần đảo đảo chủ thật rất khủng bố, cho dù là Diệp Thần cũng không có lòng tin tránh thoát cái này một công đánh, hắn chỉ còn lại cái cuối cùng phương pháp, chính là cháy huyền yêu huyết mạch, hoàn toàn ngắn ngủi kích hoạt luân hồi huyết mạch. Trên thực tế, hắn đã làm xong thiêu đốt chuẩn bị. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm truyền tới, Diệp Thần, lần này ngươi chỉ cần cháy một phần nhỏ, so sánh với lần vận dụng muốn thiếu, ta và bên trong cơ thể ngươi tiểu hắc sẽ tận lực bảo vệ ngươi, nhớ lấy. Không muốn cháy quá nhiều, nếu không ngươi thân thể sẽ không chịu nổi. Được, Diệp Thần ánh mắt kiên định đến trình độ cao nhất. Cháy, luân hồi huyết mạch, cho ta ngắn ngủi hồi phục. Thời khắc này Diệp Thần cả người vòng quanh từng cơn hắc khí, cặp mắt bên trong hiện lên hai quả huyền ảo phù văn, một loại tựa như làm thiên đạo, cũng làm thần phục khí vận, từ trong cơ thể kích động ra. Tựa như,
hắn chính là trong thiên địa nắm giữ. Giờ phút này, trong cơ thể hắn phun trào ra nổ tính lực lượng à. Lực lượng này, để cho hắn vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Hôm nay Diệp Thần, có một loại vung tay lên liền có thể đem toàn bộ không gian lau sạch giống vậy ảo giác. Vẫn thần đảo đảo chủ sắc mặt hơi một lần, trong tay đã xuất hiện một bình yêu dị trường kiếm màu máu, điên cuồng cùng lý trí ở cặp mắt bên trong thay nhau thoáng hiện, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không nghĩ tới cái này tiểu tử lại có thể để cho hắn vận dụng thần binh. Vẫn thần đảo đảo chủ từ đầu tới đuôi cũng không có đem Diệp Thần cái này thủy nguyên cảnh võ giả coi vào đâu, tự nhiên không có dùng toàn bộ thực lực. Mà hôm nay, trong tay hắn yêu dị trường kiếm, lúc này đã điên cuồng vẫy, vậy vô thượng quy luật đạo nguyên, bị hắn toàn bộ thi triển ra. Một khắc sau, Diệp Thần cổ tay lộn một cái, sát kiếm đã hướng vẫn thần đảo đảo chủ đi. Thời khắc này Diệp Thần bất luận là linh khí chất lượng, thân xác lực lượng, sinh mệnh lực, vẫn là thần hồn lực, mỗi cái phương diện đều có vô cùng đại trình độ tăng lên. Hai bình kiếm to đã ùng ùng đánh tới liền cùng nhau. Diệp Thần kiếm trong tay quang chớp mắt, một đạo màu đen tuyển kiếm quang, từ sát kiếm bên trên, bộc phát ra, hướng vậy đảo chủ chém tới, uy lực lại là cường thịnh hơn liền một phần. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, hôm nay, luân hồi huyết mạch mặc dù chỉ là đem hắn thực lực ngắn ngủi tăng lên, nhưng, cộng thêm một thân thủ đoạn vân. Vân, thực lực đã có chất bay vọt. Vẫn thần đảo đảo chủ quanh thân sát khí đông lại một cái, một đạo màu máu kiếm quang ngay tức thì bung ra. Kiếm quang kia dâng lên ngay tức thì, Diệp Thần sắc mặt hung hăng biến đổi. Một kiếm này, nhìn như tựa hồ không có lúc trước quy luật lực ra tay lúc như vậy ngút trời uy thế. Nhưng làm Diệp Thần sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đáng chết! Thiêu đốt huyền yêu tinh máu vẫn là quá ít. Làm thế nào? Cùng lúc đó, ở đó tuất thổ nguyên phù hơi thở bảo vệ chín lớn cự kiếm bên trong, nguyên bản rơi vào hôn mê thanh niên, ánh mắt đã chậm rãi mở ra. Hắn thật dài thở một cái chọc khí, chậm rãi ngồi dậy, từ từ đánh giá bên người. Vậy nguyên bản dùng để bảo vệ hắn tuất đất cửu kiếm trận, lúc này bị hắn một cái tay, thật giống như không thèm để ý chút nào một đánh ra, cũng đã toàn bộ tán lạc ở nơi này vẫn thần đảo bên trên. Ồ, thần bí kia thanh niên nhẹ nhàng ngửi một cái, mới vừa cứu hắn nam tử trên mình lăng tiêu võ đạo còn tàn ở lại chỗ này. Thật là có chút tương tự à. Thanh niên kia nhẹ nhàng nện đầu, tựa hồ ý thức còn có chút không biết. Hắn gặp nguy hiểm. Đến từ vẫn thần đảo chỗ sâu mùi máu tanh, để cho thanh niên nhíu mày một cái. Thanh niên vuốt ve cổ, lảo đảo đứng lên, tựa hồ đang lục lọi mình lực lượng. Oanh! Một cổ vô cùng cường đại lực lượng, từ hắn thân thể bên trong cuộn sạch ra. Quanh người hắn hơi thở khỏa mang vô cùng ngang ngược sấm sét oai. Vậy ti ti lũ lũ sấm sét quy tắc, lóe lên ở thanh niên trên thân hình. Thẳng thẳng thẳng, trên người hắn lôi đình pháp tác lực, theo hắn tiến về phía trước tốc độ tăng trưởng, vậy giống như leo nấc thang như nhau, không ngừng leo lên. Hình ảnh quay về, vẫn thần đảo đảo chủ một tay cầm kiếm, đem Diệp Thần đẩy vào tuyệt cảnh. Luân hồi mộ địa bên trong hoang lão lúc này thần niệm đại động, Diệp Thần, giúp ta chém đứt xiềng xích. Chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, trong tay sát kiếm không có chút nào lùi bước, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều phải chiến đến một khắc cuối cùng. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không chọn cùng thế gian cấm kỵ nhập bọn, Diệp Thần có thể chết, nhưng là tuyệt đối không cho phép có người mượn hắn thân thể chế tạo vô tận giết hại. Diệp Thần, người điên rồi sao? Người chết, luân hồi chi chủ tất cả kế hoạch coi như tan vỡ. Diệp Thần kiên định lắc đầu một cái, không, người, sinh nhi có mất. Ta không sợ chết. Hoàng lão tan vỡ cực kỳ, nếu như Diệp Thần mất mạng ở chỗ này, hắn đem lại không thấy mặt trời lần nữa một ngày. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Một đạo dị thường nhọn mà sắc bén mũi tên, đang từ phương xa gào thét tới, lại trực tiếp cùng vẫn thần đảo đảo chủ trong tay quỷ dị trường kiếm đụng vào nhau. Nhưng là để cho Diệp Thần càng giật mình là, mũi tên kia thật giống như không có bị quỷ dị này trường kiếm ngăn trở chỉ. Thừa tái một cổ dễ như bỡn sấm sét kiếm uy, chỉ như vậy ngang qua ra. Vẫn thần đảo đảo chủ mặt mũi một hồi khiếp sợ, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn quỷ dị trường kiếm bị đánh rơi. Lại là ngươi. Vẫn thần đảo đảo chủ nhìn về phía vậy tới người, trong ánh mắt có chút không tưởng tượng nổi, ở vẫn thần đảo bên trong, trước mắt người này có thể coi như là chân chân tránh tránh bầu bạn người mình.
chỉ là, hắn lâu dài rơi vào tử vong bên trong, giống như là vậy trận chúng thần trận chiến đồ đằng như nhau, bị vĩnh viễn đóng vào trên vách đá. Vẫn thần đảo đảo chủ đã từng lấy là, người nọ hội trưởng dài thật lâu bị treo ở trên vách đá, cho đến hoàn toàn mất đi sức sống. Người biết ta, thanh niên kia từ đàng xa đi tới, quần áo trên người đã toàn bộ vỡ vụn, chân không từ đàng xa đạp tới. Vẫn thần đảo đảo chủ đánh giá thanh niên thần thái, thật giống như có vật gì không giống nhau. Là ngươi cứu ta. Thanh niên kia dẫn đầu đi đến Diệp Thần trước mặt, cảm thụ trên người hắn cùng mình căn nguyên giống nhau vậy lăng tiêu võ đạo. Diệp Thần đã sớm bị hắn khí thế mênh mông một mũi tên chấn nhiếp, mũi tên hiển nhiên cũng không phải là thanh niên thần binh, chỉ là hắn tiện tay nhặt được ném tới đây cứu thương mình. Cái này tạm thời thần binh, cũng có uy năng như vậy, đem vẫn thần đảo đảo chủ quỷ dị trường kiếm đánh rơi, hắn chân thật thực lực nên có đáng sợ dường nào. Diệp Thần khẽ gật đầu, người khôi phục thực lực. Thanh niên lộ ra vẻ mỉm cười, hẳn là khôi phục một phần, còn phải cảm ơn máu ngươi, rất đặc biệt. Không quá ta cảm giác còn không có đạt tới đỉnh cấp. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi cứu ta một mạng, chúng ta hai không thiếu nợ nhau. Diệp Thần cũng không có cưỡng ép cùng cái này người thanh niên lôi kéo quan hệ, nếu như không phải là trước hắn trước trồng thiện quả, ở cái này trong lúc nguy cấp, thanh niên cũng sẽ không kịp thời chạy tới, cứu hắn tánh mạng. Đây không phải là ngươi nên quản sự việc, hắn vi phạm vẫn thần đảo luật sắt, động kiếm gãy, đáng chết. Vẫn thần đảo đảo chủ trong giọng nói tựa hồ cùng thanh niên kia rất quen thuộc. Thanh niên người lắc đầu một cái, ta trí nhớ xuất hiện vấn đề nhất định, chỉ nhớ vậy vô hạn trồng không gian, ngươi là ai, ta đã không nhớ. Ngươi mất đi nhớ. Có lẽ là vậy, trí nhớ mảnh vỡ để cho ta có chút hỗn loạn. Thanh niên ngôn ngữ có chút đau buồn, tựa hồ hắn quên lãng cái gì chỗ mấu chốt nhất. Bất quá, hắn là ta ân nhân cứu mạng, ngươi muốn giết hắn. Ta không đồng ý. Thanh niên người méo một chút đầu, nhìn về phía vẫn thần đảo đảo chủ ánh mắt, tràn đầy vô cùng sát ý. Bây giờ ngươi, liền 50% tu vi cũng không có khôi phục, thật muốn cùng ta nhất quyết hơn thua sao? Chiến đi! Vẫn chưa tới 50% thực lực sao? Đã để cho Diệp Thần làm than thở. Năm đó tham gia chúng thần trận chiến cường giả, rốt cuộc là như thế nào tồn tại, thế gian cấm kỵ toàn bộ uy năng. Lại đem như thế nào rung động thế gian. Thanh niên quanh thân lôi đình lực tứ tán ra, quy tắc lực từ hắn linh hồn chỗ sâu văng tung tóe ra. Ung ung, hư không bị biến dạng, vô số sấm sét oai từ trong hư không chiếu nghiêng xuống. Sấm sét chiếu sáng giống như thần quang như nhau, văng đầy ở thanh niên trên mình, hắn cả người cũng bị lôi đình này thần quang tặng thêm liền một tầng nhọn khôi giáp. Pháp độ thiên hạ, thần minh cửu tiêu. Vẫn thần đảo đảo chủ quỷ dị trường kiếm bên trong, đã lưu chuyển ra vô cùng lạnh người đỏ tươi thanh phong mang. Không chỉ là thần hồn công kích. Máu đỏ này, quay cuồng vô số tàn nhẫn giết bạo lực, tựa hồ đem toàn bộ vẫn thần đảo tử linh tâm thần lực toàn bộ hối tụ tập với nhau. Mà vậy thanh phong, cũng là do từng đạo vô cùng kiếm sắc bén mang tạo thành, thậm chí ở hắn chỉ trích tới giữa, Diệp Thần có thể thấy rõ ràng phía trên nước chảy mây trôi bố trí bùa chú. Máu đỏ này thanh phong lấy gió lốc lớn thái độ, lao nhanh gào thét hướng thanh niên đi. Hắn quanh thân thần uy lôi đình biến thành từng đạo lạnh như băng xạ tuyến, cùng cái này mũi nhọn đụng đi. Bình bịch bịch, trên đất tinh thạch, cát sỏi, ở hai người này đụng dưới, tạo thành từng đạo gió cát, cuồng bạo vỡ dọn ra lên tới. Diệp Thần sát kiếm ngay tức thì thủ che ở trước người, sát khí ở giữa sát khí đem hắn cả người gói lại, né tránh cái này cái thế một kích uy lực còn lại. Thanh niên tu vi cường hãn như vậy, cho dù chỉ có thể phát huy một phần chia tu vi, nhưng cũng cùng vẫn thần đảo đảo chủ đánh ngang tay, có thể gặp hắn vốn là thực lực, nên là như thế nào đáng sợ. Cho ta chết. Vẫn thần đảo đảo chủ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thanh niên, vô số ngọn lửa màu xanh ở hắn cùng thanh niên tới giữa vỡ ra. Một cổ như có như không hơi thở, từ vậy từng đạo trên ngọn lửa lao nhanh ra. Thần hồn công kích. Diệp Thần kêu lên. Lớn tiếng nhắc nhở thanh niên nhất định phải chú ý cái này một mạch tức. Thanh niên trên mặt đều là thản nhiên, không chút nào muốn tránh né dáng vẻ. Rất nhanh, một cổ đặc thù hơi thở vẫn là quấn quanh ở thanh niên trên mình. Một khi bị đánh tan, hắn cả người thần thức nhất định sẽ ngay tức thì bể tan tành, lại cũng không cách nào khép lại, hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Phốc! Thanh niên trong miệng văng tung tóe ra một đạo máu tươi, Diệp Thần ở hắn sau lưng.
thi triển ra hồng mông đại tinh không, miễn cưỡng chống lại, một kích này oai, hắn chỉ có thể cứng rắn chống lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 275.